Nhưng, có một người nhanh hơn hắn, vừa bước một bước vào hư không. Tất nhiên là Triệu công tử, được áo bào đen, ngoại nhân hiếm thấy chân dung. Tốc chiến tốc thắng. Giao Nguyệt một tiếng khẽ nói, triệt để mở thiên sát bí văn, ba búi tóc đen như tuyết trắng noãn. Thiên sát cô tinh. Giao Nguyệt cung người kinh ngạc, khó có thể tin. Đặc biệt là lão bối trưởng lão, ít nhiều có chút lo lắng mộng bức, tại Giao Nguyệt cung lâu như vậy, cũng không biết Giao Nguyệt là mệnh cách như vậy, liền các nàng cũng không biết, càng chớ nói tiểu bối. Đồng dạng kinh dị, còn có huyết tộc người. Giao Nguyệt cung cung chủ, lại vẫn cất giấu bí mật như thế. Càng làm cho bọn hắn kinh dị, còn tại đằng sau, mái tóc đen suôn dài như thác nước Triệu Bân, tóc dài cũng hóa thành trắng như tuyết, mi tâm khắc họa thiên sát bí văn, quanh thân bao phủ thiên sát chi khí, có lẽ là khí thế quá mạnh, mông lung hắn thể chất áo bào đen, đều bị xanh phá, hiển lộ chân dung. Triệu Bân, vĩnh hằng thể, lại là thiên sát cô tinh. Hỗn loạn chiến trường, vang dội đầy kinh ngạc âm thanh. Tối nay là thế nào, thời đại này là thế nào? Lại có hai cái thiên sát cô tinh. Hảo, rất tốt, Âm Dương lão quân cười, lão con mắt tràn đầy cực nóng chi quang, chuyến này không uổng công, lại có hai thiên sát cô tinh, nếu là nuốt, phong thần có hy vọng, tiến giai chính là hai tôn thần minh. Giết hắn, Âm Dương nữ quân một tiếng âm hiểm cười, thẳng đến Giao Nguyệt công tới. Nho nhỏ thái hư cảnh, tung mượn lực lượng cùng tu vi, người vẫn là sâu kiến. Âm Dương nam quân cười xâm nhiên, nhìn chăm chú vào nhưng là Triệu Bân. Chờ bị bắt phía dưới tiểu tử này, sẽ cùng nữ quân hợp lực cầm xuống Giao Nguyệt, liền công đức viên mãn. Tới, cái này vừa đánh, Triệu Bân tặc tự giác, quay người độn hướng hắn phương. Âm Dương nam quân như bóng với hình, sau này đuổi sát không buông, bao phủ một mảnh tiên hải, thôn thiên nạp địa. Truy đến một mảnh hư không, hắn một trưởng giả thiên xuống. Triệu Bân thông suốt định thân, thể phách nở rộ thần minh quang huy, tám đạo tiếp thiên quyền trong nháy mắt hợp nhất. Nghịch thiên đánh đi lên, phá giả thiên đại thủ, kèm thêm Âm Dương nam quân, cũng cùng nhau bị chấn lảo đảo lui lại. Một quyền này, kinh diễm toàn trường, thái hư cảnh lại đánh lui bán thần. Kinh hãi nhất vẫn là Âm Dương nam quân, bị đánh có chút mơ hồ. Mộng bức sau đó, hắn ánh mắt càng lộ vẻ cực nóng, thật sự coi thường đại la thánh tử, thể nội lại còn có thần minh pháp tắc, đối phương mặc dù có thể một quyền đem hắn đánh lui, bằng chính là thần minh sức mạnh. Khá lắm thần minh pháp tắc, thuộc về ta, Âm Dương nam quân nhe răng cười, như u linh giết tới, một tay thăm dò vào Triệu Bân thể phách, muốn phân ly thần minh pháp tắc. Lúng túng chính là, pháp tắc không cho mặt, hắn cứ thế không có lôi ra ngoài. Hắn không có túm ra pháp tắc, nhưng Triệu Bân một cái thần long bãi vĩ, lại bỏ rơi tấm tấm dòng giã. Ngô, bức cách tràn đầy bán thần, lần thứ hai bị chấn lật. Chưa kịp hắn định thân. Triệu Bân liền đã thuấn thân giết tới, một kiếm chặt hắn nửa cái đầu lâu. Cái này, vẫn là thần minh pháp tắc trợ uy, lúc trước nuốt thần minh sức mạnh, phương pháp này thì uy lực, đã là cực điểm đề thăng, thêm nữa Giao Nguyệt tu vi, phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. A, Âm Dương nam quân tức giận, thể nội có khô diệt chi lực bộc phát, ngưng tụ thành một đạo bá đạo kiếm khí, đánh cho Triệu Bân hoành lật hư không 800 trượng, may Triệu Bân có pháp tắc hộ thể, bằng không thì, định bị sinh bổ. Tuyệt cảnh, mở. Vĩnh hằng kim thân, mở. Triệu Bân không nói nhảm, liên tục mở hai đại tiên tàng. Đúng lúc gặp Âm Dương nam quân giết đến, bị hắn một trưởng xiết ở trong tay, ngửa mặt lên trời đi xem, to lớn kim thân đại thủ, giống như bắt một cái con cóc, mà Âm Dương nam quân, chính là con cóc kia. Diệt. Triệu Bân thi lực, muốn bóp nát Âm Dương nam quân. Nhưng hắn, vẫn là xem thường bán thần, nội tình hùng hậu đây. Chỉ một cái chớp mắt, Âm Dương nam quân liền phá gò bó, lật tay lại là một kiếm, tháo Triệu Bân một đầu kim thân cánh tay. Triệu Bân kêu đau một tiếng, bước lên trời, đại la thiên tay che khuất bầu trời. Gặp chi giả, phần lớn chợt biến sắc, liền Giao Nguyệt lão tổ cùng huyết phương đều đầy mắt kiêng kỵ, đại la thánh tử một trưởng này, đầy đủ bá đạo, tiên vương cấp lĩnh vực, chưa có người có thể gánh vác. Bật hách người, chính là không giống nhau. Như Triệu Bân. Thái hư cảnh đều có thể chiến bán thần. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Âm Dương lão quân hét to, một ngón tay xuyên thủng giả thiên đại thủ, cũng là tích tắc này, trong cơ thể hắn có một đạo quang, vọt lên tận trời. Đó là một thanh sáng như tuyết kim đao, chính là hắn bản mệnh pháp khí, thỏa đáng bán thần cấp. Kim đao vù vù, lăng thiên đánh xuống, thành một đạo tinh hà, hoành quán hư vô càn khôn.
Người bản tôn đều chưa hẳn đủ nhìn, người có thể thực hiện được. Triệu Bân vừa quát âm vang, lấy kim quyền ngạnh hám, một cước đả diệt tinh hà, một quyền oanh lật ra kim đao, riêng là đem một tôn bán thần cấp pháp khí, oanh đến lên 9 tầng mây. Pháp khí bị thương nặng, âm dương nam quân tất nhiên là khó chịu. Triệu Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, nhấc chân từ thiên đạp xuống. Kim thân một cước, phá lệ bá khí ầm ầm, bán thần đều bị đạp một hồi lảo đảo. Ngươi chọc giận tới ta, âm dương nam quân phẫn nộ gào thét, cưỡng ép nhô lên bàn chân, bao phủ âm dương tiên hải, che mất vĩnh hằng kim thân. Đáng tiếc, không có gì treo dùng. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, Triệu Bân liền giết đi ra, một cái đại xuất bi thủ, đem âm dương nam quân, vung mạnh bay đến hư vô, một đường đều cùng với huyết quang, bán thần cấp thân thể, đều sụp đổ khe hở. Thật lúng túng a, chớ nói giao nguyệt cung người, liền huyết tộc người, đều nghĩ đến như vậy một câu. Đây chính là một tôn bán thần a, lại bị thái hư cảnh liên tiếp lật tung. Oanh, âm dương nam quân rơi xuống, áp sập nửa bầu trời. Hắn kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét. Chờ Triệu Bân giết đến, kêu gào thì đã biến thành kêu rên. Đại La Thánh Tử dũng mãnh phi thường vô song, thật sự đánh bán thần đứng không vững, cái kia vang vọng hư thiên mỗi một âm thanh ầm ầm, cũng như từng đạo đến từ địa ngục chuông tang, vì âm dương nam quân mà gõ. Nhìn âm dương nữ quân, so với hắn càng khốc liệt hơn, đã bị giao nguyệt xé diệt thân thể. Nàng nên may mắn giao nguyệt chí này vẫn là gần chết chi thân, nếu như trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là không phải xé diệt nhục thân đơn giản như vậy. Là bọn hắn nghĩ quá mỹ hảo, cho là Đại La Thánh Tử rất tốt nắm, cho là giao nguyệt cung chủ là cái yếu đuối hậu bối. Đánh qua mới biết, bật hách vĩnh hằng thể, rất treo rất bá đạo, mà tiến giai bán thần tử nguyệt tiên thể, cũng là rất mạnh rất khủng bố. Phốc, bán tán loạn nguyên thần chi lực, là tối chói mắt huyết quang. Âm dương nữ quân bị thương nặng, hiểm bị giao nguyệt một trường sinh bổ. Bây giờ không ra, chờ đến khi nào? Âm dương nữ quân tê ngâm, quay người liền đột. Theo nàng dứt lời, hư không oanh run lên, bốn đạo nhân ảnh cùng nhau đi ra, tất cả trên đầu lơ lửng pháp khí, tất cả hàng thật giá thật bán thần cấp, như bốn vòng thái dương, tia sáng phổ chiếu lờ mờ thiên. Lại tới sáu tôn bán thần. Đại chiến Triệu công tử, hướng cái này phương nhìn sang. Huyết tộc chính xác đại phách lực, cũng thật cam lòng dốc hết vốn liếng, vì diệt giao nguyệt cung, lại mời đến nhiều đại lão như vậy. Nói đến huyết tộc, lên tới huyết phương xuống đến tiểu binh, diện mục đều phá lệ dữ tợn. Trận chiến này, huyết tộc sở dĩ thương vong thảm trọng, tất cả bởi vì đốt hỏa tử nguyệt lúc, cái kia mấy tôn bán thần khoanh tay đứng nhìn, nếu sớm chút phá huyễn cảnh, gì đến tổn binh hao tướng. Cũng trách bọn hắn nghĩ quá mỹ hảo, tìm một ít lòng dạ khó lường lại chỉ sợ thiên hạ bất loạn đồng đội, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, mượn đốt hỏa tử nguyệt, nghiêm trọng suy yếu hắn huyết tộc chiến lực, sợ là tại mấy vị kia xem ra, huyết tộc cùng giao nguyệt cung đều toàn quân bị diệt mới tốt. Bốn tôn bán thần cấp, đều không xem huyết tộc người oán hận thần thái. Một chốc lát này, bọn hắn cũng không rảnh lý tới huyết tộc người, đều tại nhìn giao nguyệt cùng Triệu công tử, trong mắt đều có cực nóng chi quang lấp lóe. Âm dương lão quân nghĩ nuốt hai ngày sát, bọn hắn sao lại không phải? Người chết kia yêu muốn thành thần, bọn hắn lại làm sao không muốn phong làm chí tôn? Bốn vị tiền bối, chính xác thật hăng hái. Giao Nguyệt nhanh chóng mà đứng, giống như nhận ra cái này bốn tôn bán thần, cũng giống như sớm biết bọn hắn giấu tại hư vô, mỗi đều không phải là hảo điều, như vậy tụ tập, làm cũng không phải chuyện tốt gì. Nàng cái này bình tĩnh thong dong, Giao Nguyệt cung người, liền phá lệ khẩn trương. Xa xa đánh giá thấp huyết tộc muốn tiêu diệt giao nguyệt cung quyết tâm, lại mẹ nó kéo tới sáu tôn bán thần, đội hình như thế, bất luận cái gì nhất mạch thánh địa đụng vào, đều rất nhức đầu. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, bốn tôn bán thần tất cả u cười. Như thế, không chết không thôi, giao nguyệt không nói nhảm, rút kiếm đánh tới. Bốn tôn bán thần không chút nào sợ, lại phân công rõ ràng, một người trong đó đánh tới một cái khác chiến trường, muốn giúp âm dương nam quân trấn áp Triệu Bân. Còn lại ba người đi, tất nhiên là liên hợp công phạt giao nguyệt. Tôn này mới lên cấp non nửa thần, có thương tích trong người, nên bị qua luyện hóa, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục, tử nguyệt tiên thể lại như thế nào, gần chết thể phách, xa xa không sử dụng ra được đỉnh phong chiến lực. Bọn hắn ưa thích nhặt nhạnh chỗ tốt, thừa dịp người bệnh muốn mạng người đi. Phát tài cũng là tới như vậy. Tới, thay cái chiến trường. Giao nguyệt nhạt đạo,
Huy kiếm mở ra một mảnh vũ trụ mênh mông, chính xác nói, là một mảnh cổ lão dị không gian. Trong đó, kỳ quái, dị sắc dâng lên, khí tang thương rong chơi, còn có một vòng tử nguyệt treo cao. Nàng thần thông bất phàm, riêng là đem đâm đầu vào ba tôn bán thần, cộng thêm âm dương nữ quân cùng giết hướng Triệu Bân cái vị kia, đều cuốn vào. Nàng cũng đi theo một bước bước vào, tiện tay còn nhốt không gian đại môn. Tùy theo mà đến, chính là rung động cửu tiêu lôi minh. Mấy tôn bán thần tại dị không gian khai chiến. Nhưng, thế nhân mong không thấy trong đó tràng cảnh, cũng tìm không được dị không gian ở nơi nào, chỉ có thể nghe mơ hồ nghe ầm ầm. Sáu tôn bán thần bị cuốn đi năm cái, còn lại âm dương nam quân, còn tại thương miểu kêu gào gào thét, đã bị Triệu Bân trùy huyết cốt tràn trề, bán thần làm đến hắn phần này bên trên, đã không biết là lúng túng, đó là 360 độ, không góc chết ném mặt mũi. Hư không chiến hừng hực khí thế. Phía dưới cũng đánh khí thế ngất trời. Mắt người có thể trông thấy chi địa, vô luận là sơn phong, thương nguyên, u cốc, rừng cây. Tất cả đại chiến bóng người, hỗn loạn thiên địa, hỗn loạn chiến trường, chiếu rọi chính là nhuốm máu sấm sét. Phốc, âm dương nam quân đẫm máu, bị Triệu Bân nhất kiếm bổ diệt nửa cái nhục thân. Hắn là càng đánh càng mạnh, đủ loại pháp tắc thanh âm, tại thể nội khuấy động vang vọng, cùng chiến chi đạo vô địch tâm cảnh thành cộng minh, để cho hắn tại nào đó mấy cái nháy mắt, sử xuất siêu việt thường quy sức mạnh, chính là sức mạnh bực này, một lần lại một lần trọng thương bán thần cấp đối thủ. Giết! Âm dương nam quân tóc tai bù xù, lại tụ lại giải tán tiên hải. Hắn mở cấm pháp, mi tâm điêu ra chút bí văn, hình thái cũng theo đó đại biến, vốn là hoa dâm tóc dài, trong nháy mắt hóa thành huyết hồng, mỗi một sợi pháp khí, đều nhuộm quỷ quyệt chi quang. Ma đạo, mở! Triệu Bân trong lòng một quát, lấy ma sát ra chỉ chiến lực. Hắn cũng tóc dài huyết hồng, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, thương miểu một màn, chính là hai tôn ma đầu tại ác chiến, đánh thiên băng địa liệt, rũ xuống từng luồng sấm sét, đều tiềm ẩn hủy diệt chi uy, rơi vào trong đống người, đó chính là vũng máu một mảnh. Lôi tới, cùng bán thần huyết chiến, Triệu Bân vẫn không quên nhất tâm nhị dụng, một bên bạo trùy âm dương nam quân, một bên vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, như quang vũ lôi đỉnh kiếm mang, như đỉnh núi Nga lôi đỉnh kỳ lân. Đếm không hết từ thiên mà đến, là cho giao nguyệt cung trợ chiến, chuyên bổ huyết tộc cường giả. Thao tác như thế, quả thực chấn kinh giao nguyệt lão tổ. Vĩnh hằng thể quả thực yêu nghiệt, thiên lôi quyết lại chơi lưu như vậy, đổi lại là nàng, nếu đối đầu bán thần, tuyệt khó phân tâm hắn dùng, càng chớ nói chính xác như thế điều khiển lôi điện. Mà không thương tổn giao nguyệt cung người. Đại La Tiên Tông muốn quật khởi, cái này, là giao nguyệt lão tổ lẩm bẩm ngữ, có kẻ này tại, nếu thời gian đầy đủ. Nếu thật đang trưởng thành, năm nào nhất định phong thần. Từ hư không thu con mắt, nàng cũng mở cấm thuật, trưởng thành nhẹ hình thái, chuyên chọn huyết tộc tiên vương công sát, tầm thường tiên vương, xa không phải đối thủ của nàng. Phải biết, nàng đã từng cũng là một tôn bán thần, duyên bởi vì thụ thương, thêm nữa quá già nua cùng huyết mạch duyên cớ, mới thối lui đến tiên vương lĩnh vực, dù vậy, nàng cũng có cùng bán thần ngạnh cương chiến lực, há lại là tiên vương có thể so sánh. Chiến lão tổ dũng mãnh biêu hãn, giao nguyệt cung cường giả cũng sĩ khí đại trấn, một trận đánh huyết tộc quân lính tan rã. Đừng nhìn huyết vương gào vang dội, không có gì cái treo dùng, khi trước nốt hỏa tử nguyệt, đem hắn huyết tộc đại quân, giết quá khốc liệt, tại giao nguyệt cung địa bàn khai chiến, quả thực không chiếm ưu thế. Cái nào chạy? Hư không, Triệu Bân tiếng quát chấn thiên. Là âm dương nam quân túng, đường đường bán thần lại trốn chạy, không biết là thương tích quá nặng. Vẫn là quá khó tiếp nhận thực tế, đầu ong ong một mảnh, thời đại này quá mẹ nó tà dị, một cái thái hư cảnh hậu bối, sững sờ đem hắn tôn này bán thần, đánh đứng không vững. Phanh! Triệu Bân một bước đuổi tới, trong nháy mắt khổ sách mệnh dị tượng. Vẫn là cái kia phiến vĩnh hằng tiên vực, che minh mông thiên vũ, trong đó sơn sơn thủy thủy, cũng như giống như tươi sống, đều nhuộm vĩnh hằng quang huy, vạn vật màu sắc, đều là đạo tác diễn biến. Phốc! Âm dương nam quân một bước không có đứng vững, bị đè một hồi lảo đảo. Hắn đầy mắt điên cuồng, cưỡng ép thôi động bản mệnh khí, đụng vỡ tiên vực. Triệu Bân gặp khe hở cắm châm, một cước từ thiên đạp xuống. Hắn một cước này có đủ trầm trọng, đem âm dương nam quân còn lại nửa cái nhục thân, dẫm trở thành một vũng máu bùn, bùn máu bên trong có nguyên thần thoát ra, đó là tối chật vật âm dương nam quân. Kết thúc. Triệu Bân một tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt mở vĩnh hằng chi môn. Cũng là cùng một trong nháy mắt, vĩnh hằng chi môn mở rộng, hủy thiên diệt địa vĩnh hằng quang huy,
từ môn bên trong hoành phô mà ra, những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, lực sát thương bẻ gãy nghiền nát. Gặp chi, Giao Nguyệt cung nhân tâm cảnh rung động, huyết tộc người cũng chợt biến sắc. Thường người vĩnh hằng chi môn tuyệt đối công phạt, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không phải thổi như bức. Tôi sợ hãi, vẫn là bỏ chạy Âm Dương Nam Quân, đáng sợ như vậy công phạt, đủ có thể trong nháy mắt đem hắn tội diệt, dù sao, hắn đã không nhục thân, lại nguyên thần trạng thái hắn, cực độ không đầy đủ, đây cũng là âm dương huyết thống tai hại, một khi nhục thân hủy diệt, nhất định chiến lực giảm lớn. Đột. Thời khắc nguy cấp, Âm Dương Nam Quân cưỡng ép trốn vào hư vô. Đáng tiếc, hắn đã bị Triệu Bân tiên nhãn khóa chặt, bị tiên nhãn khóa chặt, chính là bị Vĩnh Hằng Chi Môn khóa chặt, chớ nói trốn vào hư vô, tung chạy trốn phiến thiên địa này, nên bị đánh cũng chiếu chịu không lầm. Phốc, Vĩnh Hằng Quang Huy đánh tới, hủy diệt chi uy mạnh đến cực hạn. Còn tại trốn chui Âm Dương Nam Quân, tại chỗ bị mệnh chung. Cái này một mạng chúng không sao, hắn cái kia hư ảo nguyên thần, trong khoảnh khắc nổ nát vụn, bị sáng chói Vĩnh Hằng Quang, sinh sinh ma diệt. Mặc hắn kêu gào thanh chấn thiên, lúc này cũng khó nghịch chuyển càn khôn, mang theo phiền muộn cùng không cam lòng, bước lên chuyên trúc hắn hoàng tuyền lộ, mẹ nó, thật bị thái hư cảnh diệt, đến đó bên cạnh, quả thực không mặt mũi nào gặp tiền bối. Không, Tử Nguyệt bên trong dị không gian, cũng có một tiếng tê ngâm. Đó là Âm Dương nữ quân, bởi vì nam quân táng diệt, nàng chi nguyên thần cũng từng khúc bị bại. Cái này, cũng là âm dương huyết thống tai hại một trong, thứ nhất táng thân. Một người khác cũng đi theo chôn cùng, cũng chính là trong truyền thuyết phu sướng phụ tùy, lên hoàng tuyền lộ, cũng tốt làm bạn. Hắn lại đổ bán thần. Huyết tộc người sợ hãi, toàn thân hàn khí ứa ra. So sánh bọn hắn, Giao Nguyệt cung người liền phá lệ chấn phấn. Cung chủ mặc dù không tại, nhưng Đại La Thánh Tử có vẻ như có thể chống đỡ tràng diện. Đi vào cho ta a. Triệu Bân cách không lấy tay, bắt được Âm Dương Nam Quân bản mệnh kim đao. Bán thần cấp pháp khí đi, tự có siêu cao linh trí, nhưng, bởi vì chủ nhân bỏ mình, có linh tính nó, liền biểu lộ ra khá là mơ hồ, vốn là kim quang rực rỡ, bây giờ, quang huy ảm đạm không chịu nổi. Triệu Bân có phần tự giác, đem hắn ném vào Vĩnh Hằng Chi Môn. Bực này cấp bậc pháp khí, cũng không thể hướng về Vĩnh Hằng giới ném, phàm là nó chặt một đao, đều không phải là Hỗn Thiên Hỏa cùng Tiên Lôi có thể gánh vác. Như thế, nhốt vào Vĩnh Hằng Chi Môn thích hợp nhất. Quay đầu đại chiến kết thúc, tìm Giao Nguyệt giúp hắn luyện hóa, mang theo cây đao này đi làm trận chiến, uy lực trước tạm bất luận, tuyệt đối dọa người. Nâng lên Giao Nguyệt, hắn tiên nhãn lại lấp lóe tia sáng, cực điểm nhìn lén càn khôn. Tiếc nuối là, lấy tầm mắt của hắn, cũng tìm không được dị không gian ở đâu, chỉ có thể dùng thiên sát cảm ứng, lại mơ hồ tìm được đại khái vị trí. Mở cửa, Triệu Bân lấy thiên sát khế ước truyền âm. Không cần đi vào, một mình ta liền tốt. Giao Nguyệt có hồi âm. Coi chừng, Triệu Bân lại truyền một lời, từ trời đánh xuống dưới. Lui. Gặp Triệu Bân giết xuống, huyết vương lúc này xuống mệnh lệnh rút lui. Không rút lui có thể thực hiện được, mở thần cấp treo vĩnh hằng thể, không phải bán thần không thể tranh phong. Chán ghét là, hắn huyết tộc dùng nhiều tiền mời tới mấy tôn bán thần, trừ bỏ bị diệt Âm Dương lão quân, mấy vị khác, đều bị vây ở Tử Nguyệt dị không gian, thời khắc mấu chốt, tập thể như xe bị tuột xích. Tú Nhi nói qua, bắt giặc bắt vua. Triệu Bân bao phủ lôi đình mà đến, đuổi sát huyết phương. Hắn muốn làm gì, huyết phương lòng dạ biết rõ, nguyên nhân chính là biết, mới chạy nhanh nhất, hắn cũng không hổ là huyết tộc vương, mở lên độ tới, không chỉ bá khí ầm ầm, tốc độ còn nhanh như thiểm điện, dù là bật hách Triệu Bân, đều bị quăng tiếp theo mảng lớn. Huyết phương đều mở chui, huyết tộc người nào còn có đại chiến ý niệm, toàn bộ toàn tuyến bị bại, phảng phất thủy triều xuống. Lúc trước là thế nào giết vào Giao Nguyệt tiên thổ, bây giờ, chính là như thế nào lui về tinh không? Truy! Giao Nguyệt lão tổ tay cầm chảy máu tiên kiếm, một ngựa đi đầu. Sau lưng, Giao Nguyệt cung cường giả, cũng che già măng mọc, đã bao nhiêu năm, Giao Nguyệt cung cũng là bị chặn lấy môn đánh, cái này bất đồng rồi, là các nàng đuổi theo huyết tộc công phạt. Giống! Lôi đình kỳ lân gào thét, đến hàng vạn mà tính tại phía trước lao nhanh. Truy sát huyết tộc một trận chiến. Chính là từ bọn chúng mở đường, có thể hay không giết chết không người nào cái gọi là, hướng chết đụng là được rồi, luôn có như vậy mấy nội tình bạc nhược giả, bị dẫm thành thịt nát. Đừng nói, lôi đình kỳ lân xung kích, tặc mạnh tặc bá đạo, xông vào trận địa địch, tùy ý lao nhanh, lại tùy tiện va chạm, chạy chậm người, kẻ tu vi yếu, đều bị sinh sinh đụng diệt.
cho nên nói, kéo bè kéo lũ đánh nhau còn phải là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Mà Triệu Bân Lôi, còn tiềm ẩn thiên uy, cái này cũng là thần cấp treo. Ông, phía trước, có từng tòa cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Đó là truyền tống vực môn, trốn chui huyết tộc người, liên miên tràn vào. Tài năng xuất chúng nhất, vẫn là huyết tộc vương, nhiều người như vậy, thuộc hắn chạy nhanh, chớp mắt liền trốn vào trong môn, theo hắn đi vào, còn có không ít tiên vương. Siêu, Triệu Bân một cái không gian vượt qua, đi theo đuổi đi vào. Đúng lúc gặp vực môn khép kín, chân chậm người cứ thế không có bắt kịp. Oanh, phanh, vực môn trong thông đạo, huyết sắc đại chiến đã lên. Triệu Bân đủ bá đạo, một thân một mình ác chiến chúng tiên vương. Giết, cho ta giết. Huyết vương phẫn nộ gào thét, chính mình không dám đại chiến, không ngừng thúc giục thủ hạ công phạt. Mệnh lệnh của hắn, cũng đích xác dễ dùng, đủ mười mấy tôn tiên vương, cùng nhau tế bản mệnh pháp khí, tất cả hồi phục thần uy, tất cả nở rộ sát phạt chi quang, liên hợp hướng Triệu Bân đè xuống. Lan, kim thân trạng thái Triệu công tử, một cái đại xuất bi thủ vung ra. Sau đó, chính là một mảnh răng rắc bịch âm thanh, ép tới pháp khí, trong nháy mắt rơi xuống một mảnh, không thể nào kiên cố, còn tại chỗ vỡ nát, mảnh vụn như quang, giải đầy thông đạo. Người quá cho lực, Triệu Bân thấy bên trong một mắt thần minh pháp tắc, đạo kia thần minh sức mạnh không có phí công nuốt, chỉ cần nó không mơ hồ, cho hắn ra chỉ chiến lực, vẫn là rất bá đạo. Phốc, ngô, pháp khí gặp trọng thương, một đám tiên vương tất cả lảo đảo, kêu rên có, phun máu cũng có. Bật hách vĩnh hằng thể, thật không phải là dựng, còn có cái kia thần minh pháp tắc, cũng quá tà dị. Phanh! Triệu Bân vượt qua không gian mà đến, một kiếm chặt một tôn tiên vương đầu người. Chúng tiên vương đều kinh hãi sợ, tập thể sau đột, bao quát huyết vương ở bên trong, đều tại liều mạng trốn chạy. Chạy! Triệu Bân huy kiếm dẫn động sấm sét, lại là lôi đình kỳ lân lao nhanh. Tùy theo mà đến lôi đình kiếm, càng là bá liệt dị thường, sinh sinh chặt đứt vực môn thông đạo. Thông đạo băng liệt, thân ở bên trong người, đều bị cuốn vào vết nứt không gian, có như vậy mấy vị, vào khe hở, liền không có trở ra, hơn phân nửa bị không gian rào sát, cũng hoặc bị rời đến địa phương khác. Tại Triệu công tử mà nói, cái này cũng không đáng kể. Hắn nhìn chằm chằm là huyết vương, cái kia hàng so với hắn thảm. Chấn áp, huyết vương một tiếng phẫn nộ gào thét, mi tâm có huyết quang bắn mạnh. Đó là một ngụm bảo đỉnh, bán thần cấp bảo đỉnh. Đụng càn khôn băng liệt. Bằng nó, ép lại ta, Triệu Bân một quyền oanh lật ra bảo đỉnh, đáng sợ quyền chi uy, kèm thêm huyết vương, cũng cùng nhau đụng đổ ra ngoài, hộ thân áo giáp cũng nứt ra. Huyết vương không địch lại, lại triệu hồi bảo đỉnh, cắn răng nghiến lợi bỏ chạy. Thân ở vùng tinh không này khác mấy tôn tiên vương, cũng đều phân tán bốn phía bỏ chạy. Vương mệnh lệnh không dùng được, bảo mệnh cần gấp nhất. Cái này, là một bức châm chọc hình ảnh. Đông đảo tiên vương lại bị một cái thái hư cảnh, đuổi đầy tinh không tán loạn. Mà Triệu công tử, chính là thẳng thắn, không nhìn khác tiên vương, liền nhìn chăm chú vào huyết vương, thân là huyết tộc vương, hẳn là một cái thổ hào, ăn cướp hắn một cái, đủ ăn rất nhiều năm. Lão tổ, cứu ta! Huyết vương gào thét, một đường cũng không ngừng. Đừng nói, hắn kêu gọi thật hữu dụng, trên người, nhiều một cái bóng mờ, bán thần cấp hư ảnh, kia hẳn là huyết tổ giao phó hắn thủ hộ chi pháp. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Phanh! Huyết tổ hư ảnh đưa tay, cách không chụp một trường. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, một cái chạy trốn không có đứng vững, bị đánh lộn nhào. Triệu Bân thuấn thân giết trở lại, một quyền đánh xuyên không gian, xinh xinh đem hư ảnh đánh bể. Huyết vương bị phản phệ, bảo hộ thể chất áo giáp, ầm vang nổ tung, nửa cái thân thể đều thành bùn máu. Liền cái này, hắn vẫn như cũ trốn cũng không quay đầu lại. Bỏ chạy lúc, trong tay hắn nhiều một cây đen nhánh đại kỳ, bị hắn mãnh liệt huy động. Ngừng lại, ô gào âm thanh triệt để, vô số huyết linh tà ma vô căn cứ thoát ra, tựa như một vùng biển rộng, hướng Triệu Bân cuốn tới, mỗi một cái đều diện mục dữ tợn, con mắt hiện đầy hung tàn chi quang. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, thiên sát thiên hải mãnh liệt lăn lộn, đánh tới huyết linh, không những không cản hắn một chút, còn bị liên miên thôn tính tiêu diệt, ô gào tiếng như lệ quỷ, vô cùng thê thảm. Còn có gì dựa dẫm? Triệu Bân vượt thiên truy đến, nhất kiếm chảm lật ra huyết vương. Đáp lại hắn, nhưng là trong cơ thể của huyết vương một đạo u mang, như kiếm ánh sáng chém ra. Cái kia, cũng là một loại cấm pháp, nếu nói huyết tổ hư ảnh là thủ hộ,
cái kia đạo này u mang, liền chuyên chú công phạt, dù là Triệu Bân thời khắc này trạng thái, đều bị nhất kích chém huyết cốt tràn trề. Cũng không sao. Hắn có thần minh pháp tắc hộ thể, không chết được. Ngược lại là huyết vương, tế huyết tổ hư ảnh cùng thể phách u mang sau đó, cả người hắn khí thế, đều rớt xuống ngàn trượng, ngay cả quanh thân huyết sát chi khí, lúc này đều chôn vùi không thiếu. Trên hoàng tuyền lộ, dễ đi. Triệu Bân đăng thiên mà đến, lại từng bước đi qua tinh không. Thấy hắn một trưởng đè xuống, kim thân đại thủ che đậy càn khôn. Huyết vương tại chỗ quỳ, bị một trưởng nhấn đó, mặc hắn tiên lực lăn lộn, mặc hắn bản nguyên thiêu đốt, cũng đỉnh không dậy nổi kim thân một trưởng, nhuốm máu nhục thân, bị ép trở thành thịt nát nát vụn cốt. Phốc! Huyết hoa ngạo nghễ nở rộ, huyết vương tại chỗ táng diệt. À không đúng, hẳn là tại chỗ hóa thành một mảnh xương máu. Triệu Bân gặp chi, lông mày trao lên, không phải bản tôn. Đúng, đây không phải là bản tôn, hẳn là một đạo huyết chi ma thân, tương tự với đạo thân. Triệu Bân lúng túng, đuổi hơn nửa đêm, càng là như thế cái cục diện, sớm biết như vậy, liền nên truy cái kia một đám tiên vương, tốt xấu có thể vớt chút bảo bối, này cũng tốt, gì đều không mò lấy. Triệu Bân, chuyện này không xong. Thiên ngoại, có phẫn nộ gào thét âm thanh triệt để. Đó là huyết chi ma thân còn sót lại, cũng là huyết vương bản tôn cách không gọi hàng. Triệu Bân hai mắt híp lại, cũng ngược dòng tìm hiểu không đến âm thanh đầu nguồn. Chuyện này đương nhiên không xong, vừa mở chiến, phương nào cũng sẽ không làm tốt. Triệu Bân không dừng lại lâu, lại lần theo anh minh giết hướng chỗ khác. Đến một mảnh tinh không, đại chiến say xưa, có thể gặp giao nguyệt thánh nữ cùng rất nhiều giao nguyệt trưởng lão, huyết tộc cường giả cũng không thiếu, một đường vừa đánh vừa lui, không chút nào ham chiến, ngay cả huyết tộc vương đô chạy trốn, cái kia còn đánh cọng lông. Có đôi khi, sĩ khí thật sự rất trọng yếu. Như trận đại chiến này, huyết tộc là có lực đánh một trận. Nhưng, huyết vương mở đột, vậy thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn bộ huyết tộc đại quân, toàn tuyến bị bại. Đến, sững sờ bị giao nguyệt cung đuổi giết đầu cũng không dám trở về. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân bao phủ lôi đình mà đến, vừa đối mặt liền sinh bổ một tôn tiên vương. Thấy hắn, giao nguyệt cung chiến ý mạnh hơn. Mà huyết tộc người, thì đầy mắt sợ hãi. Tàn sát qua bán thần người, tự có một loại hung sát chi khí, đó là khắc tại trong linh hồn, chỉ một điểm này, liền đầy đủ uy hiếp, nếu không phải cùng cấp bậc lại bật hách yêu nghiệt, nếu không phải chiến lực không giống bình thường tiên vương, ai dám chính diện ngạnh chiến. Oanh, phanh, đại chiến oanh minh, lan tràn đến sâu trong tinh không, mới dần dần chôn vùi. Truy sát đi ra giao nguyệt cung người, từng nhóm quay về giao nguyệt tiên thổ. Lão tổ có lệnh, giặc cùng đường chớ đuổi. Chủ yếu nhất là, giao nguyệt cung chủ còn tại dị không gian, còn tại ác chiến chúng bán thần, đây mới thật sự là chiến trường, đến nỗi huyết tộc, chờ rảnh tay, lại thu thập không muộn. Về lại giao nguyệt tiên thổ. Thế nhân thấy là một mảnh sấm sét vang dội. Tiếc nuối là, không người có thể chân chính tìm được dị không gian. Đó là giao nguyệt bản mệnh tiên tàng một trong, chớ nói tiểu bối, liền giao nguyệt lão tổ đều không thể khóa chặt. Chỉ vì, dị không gian là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tiểu hữu, bao quát giao nguyệt lão tổ ở bên trong đông đảo giao nguyệt cường giả, đều nhìn về Triệu Bân. Bọn hắn tìm không được dị không gian, nhưng Triệu Bân lại thuộc ngoại lệ, ai bảo hắn cùng với giao nguyệt cũng là thiên sát cô tinh đâu. Giữa bọn họ cảm ứng, dị không gian cũng không cách nào che đậy. Triệu Bân giơ lên tay, chỉ phía xa thiên khung. Nhưng, hắn phương hướng chỉ, cũng không xác định. Chợt đông hốt tây, chợt nam chợt bắc. Dị không gian là thời khắc biến động, vị trí cùng phương hướng đều đang thay đổi. Tung hắn có cảm ứng, cũng căn bản vào không được. Trừ phi giao nguyệt mở cửa, hay là, dị không gian có khe hở nổ tung. Nói nổ liền nổ. Đám người mong nhìn lên, hư vô đột nhiên nổ tung một vết nứt, xem ra, là có người từ dị không gian nội bộ, cưỡng ép đem che chắn xé mở một lỗ lớn, thậm chí càn khôn tiết ra ngoài, không chỉ Triệu Bân. Tại chỗ giao nguyệt cung cường giả, cũng có thể thông qua vết rách, mơ hồ trông thấy trong đó hình ảnh, chính là một mảnh hủy diệt cảnh tượng, đao quang kiếm mang bay đầy trời, lại đều nhuộm huyết sắc. Chanh! Triệu Bân tay một bước đạp lên trời, như một đạo kim mang, từ vết rách giết đi vào. Giao nguyệt lão tổ chậm nửa bước, chờ giết đến lúc đó, vết rách cũng đã hợp, phía sau giao nguyệt cường giả, cũng là tập thể lúng túng, không còn vết rách, chính là không còn đánh vào dị không gian lộ. Phanh! Triệu Bân giết vào lúc,
dị không gian hỗn loạn không chịu nổi. Năm tôn bán thần cấp đại chiến, phá lệ huyết tinh. Thấy hắn, đại chiến tạm thời ngừng. Giao Nguyệt từng bước đi thiên mà đến, rơi vào hắn bên cạnh thân. Sau đó, còn có nở nụ cười xinh đẹp, lại đau lòng ta. Ân, Triệu Bân vùi đầu nhào nặn mắt, có chút mơ hồ. Mảnh này dị không gian, quá quỷ dị, có cổ lão tiếng đàn vang vọng, cực điểm thu hút tâm thần người ta, còn có cái kia từng đóa mông lung mà mê ly tinh quang, cũng mơ hồ dị thường, có họa loạn tâm cảnh ma lực, lấy hắn chi tâm trí, thêm nữa pháp tắc trợ uy, cũng khó khăn ổn định thần đài. Giao Nguyệt nở nụ cười, tung xuống một mảnh tiên quang, bao phủ hắn thể phách. Triệu Bân lúc này mới đứng vững, mơ hồ hai mắt, cuối cùng là khôi phục lại sự trong sáng. Chờ vòng nhìn hư vô, mới gặp dị không gian toàn cảnh, là một mảnh tinh không mênh mông, tinh thần đầy trời, nhưng tất cả không phải chân thực cổ tinh, càng giống là một loại cấm chế hoặc càn khôn, quang huy rực rỡ, kèm theo mộng ảo màu sắc. Trừ này, chính là không cách nào tìm tận ngọn nguồn tiếng đàn. Không biết là ai tại đánh, giống như ngầm hiện, vang vọng không dứt. Nhìn qua chiến trường, hắn mới nhìn bốn tôn bán thần, mỗi uy thế ngập trời, cũng mỗi huyết cốt tràn trề. Càng thuộc đứng ở đông phương tinh khung ngân bào thanh niên, thảm thiết nhất, thân thể đã bị hủy đi thất linh bát lạc, còn có hắn bản mệnh khí bảo tháp, cũng như hắn, tan nát vô cùng. Rất rõ ràng, cũng là Giao Nguyệt kiệt tác. Bán thần cấp đều tàn phế, càng chớ nói hắn pháp khí. Nói tóm lại, bốn tôn bán thần không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, chiến lực toàn bộ triển khai Giao Nguyệt cung chủ, khủng bố đến mức nào. Một chiến bốn đánh cho tàn phế bốn tôn bán thần, đây vẫn là tại gần chết chi thân điều kiện tiên quyết, nếu nàng thể phách không thiếu sót, chẳng phải là càng đáng sợ. Hắn tại nhìn, bốn tôn bán thần cũng tại nhìn, bốn đôi con mắt tất cả nhuộm tinh hồng huyết sắc, tiềm ẩn oán hận cùng bạo ngược, dữ tợn đáng sợ, ngoại trừ oán hận cùng bạo ngược, chính là khó che giấu chấn kinh. Âm dương nữ quân đã táng diệt, liền chứng minh âm dương nam quân đã bỏ mình. Không cần đến hỏi, liền biết là Triệu Bân chu sát. Nhưng tiểu tử kia, mới chỉ thái hư cảnh A, cho dù cho mượn tu vi, mặc dù có pháp tắc trợ chiến, cũng mạnh quá bất hợp lý. Nguyên nhân chính là hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, mới khiến cho thật tốt cục diện, chuyển tiếp đột ngột, vốn là 6 tôn bán thần, bây giờ chỉ còn dư 4 người bọn họ, 4 cái thì cũng thôi đi, cứ thế bắt không được Giao Nguyệt, không những bắt không được, còn bị trùy vô cùng thê thảm. Sớm biết như vậy, bắt đầu lúc liền không nên nhường. Liền không nên để cho đốt hỏa tử nguyệt xuất hiện, liền nên trước tiên giết ra. Cái này chỉnh, huyết tộc thương vong thảm trọng, mà bọn hắn, cũng bị vây ở dị không gian, chớ nói đọ sức cơ duyên, có thể hay không bảo toàn tánh mạng, đều vẫn là ẩn số. Còn chịu đựng được. Từ bốn phương thu mâu, Triệu Bân nhìn về phía Giao Nguyệt. Bốn tôn bán thần thảm liệt, Giao Nguyệt cũng không tốt gì, trắng noãn tiên y, nhuộm đầy đỏ bừng máu tươi, chỉ trách gần chết chi thân, không nên động võ. Cho dù không bị đánh, phản vệ cũng đầy đủ nàng khó chịu. Không sao, Giao Nguyệt khẽ nói nở nụ cười, sau lưng lại có Tử Nguyệt từ từ bay lên. Như thế, cái kia hàng giao cho ta. Triệu Bân mang theo cuốn sát khí, công về phía đông phương tinh khung ngân bào thanh niên, bốn tôn bán thần cấp, thuộc cái kia hàng thương trọng, tất nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trong thời gian ngắn nhất chu diệt, mới có thể cho Giao Nguyệt trợ chiến. Thật sự cho rằng bản tôn, là tên phế vật kia. Gặp Triệu Bân đánh tới, ngân bào bán thần đầy mắt dữ tợn, về phần hắn trong miệng tên phế vật kia, tất nhiên là chỉ âm dương lão quân, đúng là mẹ nó cho bán thần mất mặt, lại mẹ nó bị thái hư cảnh đồ. Phách thiên trảm. Triệu Bân không nói nhiều thừa thải, lăng thiên chính là một kiếm. Ngân bào bán thần cũng là niệu tính, tay không ngạnh hám, không chỉ đánh tan trăm trượng kiếm mang, còn chấn Triệu Bân một bước lảo đảo, vẻn vẹn luận nội tình, hắn đích xác mạnh hơn âm dương nam quân, bất quá. Nếu tăng thêm âm dương nữ quân, vậy thì khó mà nói, ai bảo nhân ra là âm dương huyết thống đâu. Diệt. Gặp Triệu Bân ăn quả đắng, khoảng cách tương đối gần áo bào đen bán thần, cách không nhất đao bổ tới, nếu có thể nhất kích trọng thương Triệu Bân, cũng coi như đối với cục diện chiến đấu có lợi, nếu Triệu Bân bỏ mình, bọn hắn vẫn là 4-1, tung bắt không được Giao Nguyệt, cũng có thể toàn thân trở ra, dù sao, Giao Nguyệt trạng thái không tốt, dị không gian không chống được bao lâu. Khi ta không tồn tại. Giao Nguyệt một tiếng lạnh quát, một trường an ủi diệt đao mang. Nàng một bước vượt ngang hư không, chắn Triệu Bân trước người, ngụ ý rõ ràng, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta, ai dám vượt giới, đừng trách lão nương khai bạo tẩu mô thức.
giết. Ba tôn bán thần nghiến răng nghiến lợi, cùng nhau công sát mà đến, đều không che giấu, tất cả xóa bỏ lệnh cấm pháp, tất cả thúc dục sát sinh đại khí, gắng đạt tới tại thứ trong lúc nhất thời, cho Giao Nguyệt trọng thương. Tan. Giao Nguyệt tâm bên trong một lời, cùng Tử Nguyệt hòa thành một thể. Này cũng coi là cấm pháp, có thể vì phòng ngự, cũng có thể gia trì chiến lực. Oanh, phanh. Bán thần cấp đại chiến, lại một lần kéo ra màn che. Mà Triệu Bân cùng Ngân Bảo bán thần bên này, cũng chiến hừng hực khí thế. Trận này đại hỗn chiến, ngoại giới vẫn như cũ không nhìn thấy, chỉ thấy hư không sấm sét vang dội, khi thì có hủy diệt dị tượng diễn hóa, nhìn bọn tiểu bối sắc mặt tái nhợt, liền tiên vương cấp lão bối, cũng ngăn không được run sợ, cấp độ kia cấp bậc đại chiến, bọn hắn có vẻ như chỉ có xem trò vui phần. Tế sát trận, Giao Nguyệt lão tổ ra lệnh một tiếng. Cần gì nàng nói, Giao Nguyệt cung chu sát đại trận, cũng đã bày đầy thương miểu, nếu dị không gian vỡ tan, nếu đối phương có người thoát ra, cũng tốt tế ra lôi đình một kích, giúp không được gì, bọn hắn phải đánh dễ phụ trợ. Phốc, kim sắc huyết quang chợt hiện, Triệu Bân bị chém rụng một tay. Vì thế, Ngân Bảo bán thần cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết, lồng ngực bị Triệu Bân một trưởng xé ra, phá hủy mấy cây tiên cốt, thần minh pháp tắc tạo ra uy thế còn dư, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Chân áp, Ngân Bảo bán thần kêu gào, thúc dục tàn phá bảo tháp. Triệu Bân quyền uy cương mãnh bá liệt, đâm đầu vào một quyền oanh lật. Vốn là tàn phá bảo tháp, ông run lên, suýt nữa rơi xuống hư vô, bên trên nở rộ quang huy, cũng chôn vùi không thiếu, Triệu Bân quyền uy không đáng sợ, đáng sợ là thần minh pháp tắc. Ngô, Ngân Bảo bán thần kêu rên, quỷ hiểu được gặp bản mệnh khí bao nhiêu phản phệ. Hắn muốn thở một ngụm, làm gì Triệu Bân không cho cơ hội, một cái không gian vượt qua giết đến, vạn kiếm quy về một kiếm, càng có tạo hóa luận chi lực gia trì, kiếm uy kiếm ý bẻ gãy nghiền nát mạnh, nhẹ nhõm phá vỡ nửa thần thể phách, triệt để hủy Ngân Bảo bán thần nhục thân. A, à, bán thần gào thét, phá lệ thê lương. Chớ nhìn hắn gào bá khí ầm ầm, nhưng mở ra chui, không chút nào nghiêm túc. Cứu ta! Hắn chống đỡ hư ảo nguyên thần, chạy về phía một cái khác chiến trường. Hắn kêu cứu, hình như có hồi âm, truyền lại từ phương Tây tinh khung, bị nện đứng không vững ba tôn bán thần, đồng dạng đang kêu cứu, đặc biệt là áo bảo đen bán thần, cũng như hắn, chỉ còn dư nguyên thần. Đại La Thiên Tay! Triệu Bân đuổi tới, ngũ chỉ đại ấn từ thiên phủ xuống tới. Ngân Bảo bán thần nguyên thần thể, bị một trưởng đè vặn vẹo. Không đợi đứng vững, Triệu Bân vĩnh hằng tiên vực, cũng ầm vang rơi xuống. Đường đường bán thần cấp, cứ thế bị nhốt vào trong dị tượng. Cái này, là Triệu Bân vì bán thần tạo phần mộ. Vào vĩnh hằng tiên vực, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Diệt! Triệu Bân một tay bấm niệm pháp quyết. Ngừng lại, dị tượng bên trong sông núi cỏ cây, đều nở rộ vĩnh hằng quang huy. Quang huy không chỉ rực rỡ, còn kèm theo hủy diệt, đem Ngân Bảo bán thần nguyên thần, đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đến Triệu Bân đạo tắc rủ xuống, cảnh hoang tàn khắp nơi bán thần, thì từng khúc diệt phong. Không! Ngân Bảo bán thần kêu rên, cũng là hoảng sợ gào thét. Hắn không cách nào giết ra, cũng khó ngăn cản nguyên thần hư thối, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân thân, bị vĩnh hằng quang huy ma diệt, hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám, đang hướng hắn đánh tới, trong bóng tối, như có một đạo bóng người mơ hồ. Đối diện hắn vẫy tay, cười xâm nhiên đáng sợ. Cái kia, là đến từ vô gian địa ngục tử thần. Tự học đạo đến nay, hắn lần thứ nhất ngửi được khí tức tử vong. Đi đường bình an. Triệu Bân một lời băng lãnh cô quạnh, tựa như thượng thương tuyên án. Hắn đều nói như vậy, Ngân Bảo bán thần có thể không đi đi. Không đi cũng không sao, bổ một đao gì đều có. Ngân Bảo bán thần quỳ, bị vĩnh hằng sinh sinh giết hết. Hắn táng diệt, lại là một cái cực kỳ châm chọc hình ảnh. Ngay tại vừa mới, hắn còn mắng to Âm Dương Nam Quân, vậy mà chôn ở thái hư cảnh trong tay, bây giờ, hắn cũng bước Nam Quân theo gót, trước khi chết cũng dán lên phế vật nhãn hiệu. Đa tạ tiền bối quà tặng. Triệu Bân lời này, nói chứng chạc đàng hoàng. Cái gọi là quà tặng, là chỉ từng sợi quang, đó là nguyên thần chi lực, Ngân Bảo bán thần còn sót lại nguyên thần chi lực, tuy là không nhiều, lại dị thường tinh thuần. Bị hắn hút vào thể phách, trở thành chân thân chất dinh dưỡng, tuyệt đối đại bổ, vốn là tinh lực mệt mỏi hắn, trong nháy mắt tinh thần sáng láng. Lão đại, nó chạy, Long Uyên một tiếng ông rung động. Chạy không được, Triệu Bân vượt qua hư vô, một trưởng vung mạnh lật ra Ngân Bảo bán thần bản mệnh khí, cũng chính là cái kia Ngân Quang bảo tháp,
cho dù là tàn phá, đó cũng là bán thần cấp bí bảo. Chủ nhân đều quỳ, pháp khí có thể không quỳ. Chấn áp bảo tháp, Triệu Bân lại rút kiếm giết hướng tây phương tinh không. Phương kia, chỉ còn dư hai tôn bán thần cấp, một cái kim bào liệt liệt, một cái huyết phát phiêu đáng, đến nỗi lúc trước đánh lén hắn áo bảo đen bán thần, đã bị Giao Nguyệt đưa lên hoàng tuyền lộ, nếu là bọn họ đi nhanh một chút, khó tránh khỏi còn có thể đuổi kịp Âm Dương lão quân cùng ngân bào bán thần. Hắn có phần quá nghịch thiên rồi. Còn tại ác chiến Giao Nguyệt hai nửa thần, đều toàn cảnh là hãi nhiên. Bọn hắn nói tất nhiên là Triệu Bân, Thái Hư cảnh đã liên tục diệt hai tôn bán thần. Chiến tích như vậy, có thể so với cùng thời kỳ thần minh rồi. Hai đối hai, công bình. Triệu Bân chân đạp hoàng kim tiên hải mà đến, nói nhảm một câu không nói nhiều, tại chỗ khai kiền. Hắn tấn công về phía chính là kim bào bán thần, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ vì cái kia hàng kim sắc đại bào, cực kỳ chói mắt, đó là một tông bí bảo, chính xác nói, là kim bào bán thần pháp khí. Đã tiên y bí bảo, vậy thì cùng loại tại phòng ngự áo giáp. Cũng chính là nói, cái kia hàng rất kháng đánh, là cái chịu đánh chủ. Không cần liều mạng, kiềm chế liền tốt. Giao Nguyệt lưu lại một ngữ, rút kiếm tấn công về phía một cái khác. Huyết phát bán thần tâm sợ, chống đỡ bản mệnh pháp khí, liều mạng trốn chạy. Bỏ chạy lúc, hắn là sát sinh đại thuật không ngừng, nhưng cũng không phải là đánh về phía Giao Nguyệt, mà là tấn công về phía hư vô, mục đích cực rõ ràng, muốn đem quỷ dị này không gian, xé mở một vết nứt. Hắn đúng là lớn thần thông, thật sự bị hắn đánh ra khe. Không trùng hợp, Giao Nguyệt có chữa trị không gian năng lực, trong nháy mắt khôi phục. Nàng cái này cũng là cưỡng ép vì đó, nói gì cũng không thể để hàng này đi ra ngoài. Phốc, phốc, phía sau hình ảnh, liền phá lệ máu tanh. Bốn đánh một đô không được, càng chớ nói một đối một đơn đấu. Huyết phát bán thần bị nện cho, bán thần cấp thân thể, bị Giao Nguyệt đánh tan một lần lại một lần. Mặc hắn khôi phục chi pháp nghịch thiên, cũng không chịu nổi Giao Nguyệt cung chủ hủy diệt công phạt. Oanh, phanh, một phương khác Triệu Bân, cũng là dũng mãnh vô song. Kim bào bán thần cũng sợ, đại đa số công phạt, cũng là đánh phía hư không, hắn cũng nghĩ trốn, cũng nghĩ xé mở một vết nứt, nhưng mỗi lần muốn đi gấp, đều bị Triệu Bân cường thế đánh trở về. Lão phu cùng Trường Sinh Tiên, chính là hảo hữu. Đánh đánh, kim bào bán thần lại tới một câu như vậy. Đáp lại hắn, nhưng là Triệu Bân vô địch kim quyền, hắn đi ra ngoài là mang theo đầu óc, đều đánh tới mức này, chớ nói bạn tốt, ngươi là cha ruột hắn đều không dùng, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, trước đó không lâu còn nghiêu bức hống hống, bây giờ biết làm thân thích. A, à, kim bào bán thần phát hung ác, lại chút bỏ tiên y pháp khí. Kim bào rực rỡ sinh huy, bên trên có từng đạo bí văn lộ ra. Sau đó, chính là một cổ cuồng bạo sức mạnh. Lấy nó làm trung tâm bao phủ ra. Không tệ, tôn này bán thần muốn tự bạo pháp khí. Triệu Bân lăng đầu thanh, một đầu đụng cái ngay ngắn. Bán thần cấp pháp khí tự bạo, uy lực bực nào hủy diệt, dù hắn có thần minh pháp tắc hộ thể, cũng bị nổ nghênh trời lật té ngã, đáng sợ uy thế còn dư, hủy hắn nửa cái nhục thân. Cái này, cũng chỉ là uy thế còn dư. Bán thần pháp khí tự bạo lực sát thương, hơn phân nửa là đánh về phía hư vô. Dị không gian oanh run lên, một đạo dài ba, năm trượng vết rách, tức thì bị xé mở. Kim bào bán thần như tiên mang, từ vết rách một bước thoát ra. Bản mệnh khí tự bạo, cái này cũng không dễ chịu, phản phệ tặc bá liệt. Càng làm cho hắn khó chịu, còn tại đằng sau, chân trước vừa giết ra ngoài, chân sau liền chịu Giao Nguyệt cung chu sát trận, phô thiên cái địa hủy diệt công phạt, suýt nữa đem hắn tại chỗ mang hộ đi. Chờ Triệu Bân giết ra dị không gian. Đang thấy hắn lăng thiên rơi xuống, thân thể chỉ còn dư nửa bên, hắn nên bị đánh mơ hồ, thậm chí sau khi rơi xuống, như say rượu người, đứng cũng không vững. Chấn áp, Giao Nguyệt lão tổ tự mình chấp trưởng đại trận, phong cấm thiên địa càn khôn. Kim bào bán thần cũng là ngoan nhân, nhưng vẫn thể nội kéo ra một mảnh tiên hải, đó là căn nguyên của hắn, tiềm ẩn thần bí chi lực, cũng là trong nháy mắt cuồng bạo, giống như pháp khí tự bạo. Bản nguyên tự bạo, cũng là bẻ gãy nghiền nát mạnh. Giao Nguyệt cung phòng ấn trận, bị sinh sinh nổ tung. Mà từ trên trời giáng xuống Triệu công tử, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, vừa mới rơi xuống, còn không đợi công phạt, liền bị nổ lộn ra ngoài, ngay cả thần minh pháp tắc tụ thành phòng hộ, đều băng liệt. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, kim bào bán thần liều mạng bỏ chạy. Tự bạo bản nguyên cùng pháp khí, hắn thương dị thường thảm liệt.
nhìn hắn uy thế, đã là rớt xuống ngàn trượng, còn chưa tu vi, cũng rất có hàng giai dấu hiệu. Nhưng, hắn thấy, đây đều là đáng giá. Nếu ngay cả mệnh cũng bị mất, còn muốn pháp khí cùng bản nguyên có treo dùng. Triệu Bân ho ra đầy máu, nhưng vẫn là rút kiếm đuổi tới. Còn có Giao Nguyệt lão tổ cùng một đám cường giả, cũng đều khí huyết bốc lên. Triệu Bân bọn hắn vừa đi không lâu, thì thấy một đạo huyết lâm bóng người rơi xuống hư vô. Đó là huyết phát bán thần, cũng cưỡng ép xiết đi ra, như kim bào bán thần, trả giá cũng là giá tiền thảm thiết, bản mệnh khí đã hủy, huyết sắc thân thể, cũng nổ thành bùn máu. Tiền bối, kiếp sau đừng chọc không nên dây vào. Giao Nguyệt hiện thân, óng ánh tay ngọc giả thiên, đem bán thần cấp nguyên thần, đánh một cái hủy diệt, chỉ còn dư dong chơi nguyên thần chi lực. Lại một tôn bán thần táng diệt. Lưu thủ tiên thổ Giao Nguyệt cường giả, thần sắc ngơ ngẩn. Hôm nay chính xác cảnh tượng hoành tráng, 6 tôn bán thần cấp, táng diệt 4 tôn. Từ các nàng vào Giao Nguyệt cung, hắn chưa bao giờ có bực này huy hoàng chiến tích. Bảo vệ tốt bản thổ. Giao Nguyệt lưu lại một ngữ, thẳng đến tinh không đánh tới. Triệu Bân giết đỏ cả mắt, nàng sao lại không phải, Giao Nguyệt cung những năm này, thường xuyên bị người đánh đến tận cửa, cũng nên mở mày mở mặt một hồi, bằng không thì, sao xứng đáng Giao Nguyệt cung tiền bối. Nói đến Triệu công tử, bây giờ nghiễm nhiên đã thành thuốc cao da chó. Kim bào bán thần bỏ rơi Giao Nguyệt lão tổ, lại không bỏ rơi được hắn. Tên tiểu bối này thật khó dây dưa, chiến lực cường hoành, tốc độ cũng không phải dựng. Buồn nôn nhất chính là thần minh pháp tắc, là toàn phương vị gia trì, bị pháp tắc phong tỏa, chỉ còn dư nửa cái mạng hắn, đi đâu đều bị đuổi kịp, chiến lực không tốt, đi đâu cũng đứng bất ổn. Đừng trốn, sớm lên đường. Triệu Bân thản nhiên nói, Chu Tiên quyết hoành quán hạo vũ. Chanh! Chu Tiên kiếm mang nhanh như thiểm điện, kiếm ngân vang âm thanh đâm thủng vân tiêu. Sau đó một tiếng hét thảm, rất là thê lương, kim bào bán thần từ vai phải đến bàn chân trái, thành một đầu yêu mỹ đường vòng cung, thậm chí nửa cái chân thân đều tại trong khoảnh khắc nổ thành nguyên thần chi lực. Đến nước này, khí thế của hắn lại rớt xuống ngàn trượng, suýt nữa té xuống bán thần cảnh giới. Liền cái này, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn đào vong, lại là thiêu đốt tuổi thọ mở đột. Quỷ hiểu được hắn làm cỡ nào thần thông, lại nháy mắt một cái chớp mắt, trừ khử tinh không. Đi đâu rồi? Triệu Bân vòng nhìn chư thiên, tiên nhãn quang mang chớp xạ. Trước kia, hắn từng tại kim bào bán thần trên thân khắc ấn ký. Nhưng, truy tung lạc ấn không thấy, dường như bị triệt để ngăn cách. Tiền bối, vội đi đầu thai. Hư vô phía trên, có mờ mịt lời nói vang vọng. Tất nhiên là Giao Nguyệt, bằng thiên sát cảm ứng đuổi tới vùng tinh không này, Triệu Bân nhìn không thấu càn khôn, nàng có thể một mắt thấy rõ, kim bào bán thần cũng không đi, chỉ có điều, giấu vào không gian. Nàng lấy tử nguyệt phổ chiếu thiên địa, xé mở một đạo không gian một khe lớn. Xong việc, thì thấy kim bào bán thần từ bên trong ngã ra, hình thái chật vật đến cực điểm. Giao Nguyệt, coi là thật muốn tuyệt tình như vậy, kim bào bán thần tê. Bằng không thì đâu, lưu ngươi ăn tết. Giao Nguyệt một trường từ thiên nắp rơi. Chính là cái này một lời, đem kim bào bán thần dồn đến tuyệt địa, không đợi Giao Nguyệt tay ngọc rơi xuống, thì thấy hắn nguyên thần giấy lên liệt diễm, hắn tại tự sát, hoặc có lẽ là tại hiến tế. Ta lấy mạng ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn, vạn kiếp bất phục. Bán thần kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét, đôi tròng mắt kia, tinh hồng không chịu nổi, giấu đầy phẫn nộ cùng oán hận. Theo hắn dứt lời, hắn nguyên thần ầm vang nổ diệt. Thành một đóa hoa mỹ nổi giận, ngạo nghễ nở rộ, nổi giận bên trong, có một đạo không nhìn thấy sức mạnh, in vào trong cõi u minh. Đó là nguyền rủa, vô hình vô tướng, lại chân thực tồn tại. Phốc, bán thần táng diệt, Triệu Bân lại một ngụm máu tươi cuồng phún. Chỉ vì, hắn là bị nguyền rủa giả, quái dị sức mạnh, tới quá đột ngột, trong nháy mắt tập kích đầy toàn thân, tung thần minh pháp tác hộ thể, cũng không có thể đỡ nguyền rủa ăn mòn. Trong đó, tràn đầy bán thần oán cùng hận. Nếu không phải vĩnh hằng thể, trận chiến này làm sao đến thê thảm như vậy? Triệu Bân ngã xuống, như một mảnh lá rụng, rơi vào tinh hà. Tướng công! Giao Nguyệt từ trên trời giáng xuống, một tay đem hắn vớt ra. Nàng lấy tử nguyệt chi quang, che lại hắn nguyên thần, Triệu Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng cũng bất ngờ, không nghĩ tới kim bảo bán thần hiến tế bản thân làm nguyền rủa, một cái chớp mắt này sơ suất, suýt nữa muốn mệnh của hắn. Triệu Bân ngất, thần sắc trắng bệch vô cùng, không chỉ là bởi vì nguyền rủa, còn bởi vì đủ loại phản phệ,
như vĩnh hằng kim thân, cũng như thiên sát bí văn, bất kỳ một cái nào tán đi, đều đầy đủ hắn khó chịu. Lực lượng bá đạo, cho tới bây giờ cũng là bá đạo tiêu hao. Khí huyết bàng bạc như vĩnh hằng thể, bây giờ thể nội đều lại không nửa chút tiên lực. Còn có, ngày xưa mãnh liệt lăn lộn vĩnh hằng bản nguyên, lúc này cũng yên lặng như băng. Giao Nguyệt thần sắc, cũng vô cùng khó coi. Nàng cực điểm thị lực, cũng không từ trong cơ thể của Triệu Bân tìm được bán thần nguyền rủa. Thế nhưng là, cái kia quỷ quyệt sức mạnh nguyền rủa lại thời khắc tại độc hại Triệu Bân. Nguyệt Nhi, tiếng kêu truyền đến, Giao Nguyệt lão tổ truy đến vùng tinh không này. Sau người, còn đi theo không thiếu Giao Nguyệt cường giả. Gặp Triệu Bân hôn mê, tất cả mọi người dâng lên, cũng đều không keo kiệt chút nào, nhao nhao cầm linh đan rượu dược, từng khỏa bóp nát, từng khỏa dung nhập trong cơ thể của Triệu Bân, trong mắt khó che giấu là cảm kích, tối nay nếu không phải vĩnh hằng thể trợ chiến, Giao Nguyệt cung nhất định thương vong thảm trọng. Đây là, sức mạnh nguyền rủa. Giao Nguyệt lão tổ cau mày, ngữ khí cũng không xác định. Trở lại nhìn lén một phen sau, nàng mới chính thức kết luận. Tiểu bối này, có vẻ như gặp rất khủng bố đến nguyền rủa. Trở về nói. Giao Nguyệt đem tiện tay mở vực môn. Đám người không trì hoãn, cùng nhau cùng vào. Dưới ánh trăng Giao Nguyệt tiên thổ, vẫn như cũ che một tầng sương máu, thấy nhiều bóng người đi lại, qua lại tại núi rừng bên trong. Đều là Giao Nguyệt cung người, cường giả đều đi truy sát bán thần, các nàng cũng không thể nhàn rỗi, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một đội, đang tại địa thảm thức quét dọn chiến trường. Nói tóm lại, trận này huyết chiến, là nàng Giao Nguyệt cung hoàn toàn thắng lợi. Không chỉ giết huyết tộc thảm bại mà về, còn thu hoạch đếm không hết tài vật, bí bảo cùng cần tài nguyên tu luyện. Quét dọn chiến trường đi, là cá thể lực sống. Chuyện này, Triệu công tử làm tối chuyên nghiệp, đơn giản nhặt chiến lợi phẩm thôi. Chỉ tiếc, hắn cái này đại công thần, ngủ có chút mơ hồ, trong lúc ngủ mơ, có thể gặp một tấm vặn vẹo mặt quỷ, như ác mộng như lạc ấn, vung đi không được, muốn thôn vệ hắn tâm thần. Hắn biết, đó chính là nguyền rủa. Không tồn tại ở thực tế, nhưng sẽ ở ý hắn thức mông lung lúc, lấy một loại nào đó hình thái hiển hóa, tựa như trương này mặt quỷ, nhìn thực dùng mình. Giao Nguyệt đem hắn bỏ vào một mảnh tiên trì, lấy ao nước tẩm bổ thể phách. Giao Nguyệt chúng cường giả cũng tại, không ngừng huy sái bản nguyên tiên quang, rót vào tiên trì. Các nàng là cẩn trọng, nhưng Triệu Bân thương trắng gương mặt, nhưng không thấy nửa phần hồng nhuận. Vết thương tất cả chuyện nhỏ, chán ghét là nguyền rủa. Nhìn Triệu Bân ngủ đều ngủ sắc mặt đau đớn, liền biết nguyền rủa có nhiều gian ác. May trong cơ thể hắn có thần minh pháp tắc, có thể cực điểm bảo hộ, đổi lại những thứ khác thái hư cảnh, sợ là chịu bán thần nguyền rủa trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt. Đám người không quấy rầy, giữa lặng lẽ thối lui. Rút đi phía trước, các nàng đều len lén liếc Giao Nguyệt một mắt, nhìn nha đầu này nhìn Triệu Bân ánh mắt, nghiễm nhiên đã vượt qua một loại nào đó giới hạn, cũng không phải là tiền bối nhìn vãn bối. Càng giống thê tử nhìn trượng phu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, cùng là thiên sát cô tinh, thế gian này lại tìm không ra bất kỳ một cái, so với bọn hắn càng xứng. Các nàng không phản đối, cũng đều cất giấu một phần chúc phúc. Đến nỗi môn quy đi, sửa đổi một chút cũng không sao, tung Giao Nguyệt tiên tổ tại thế, hơn phân nửa cũng sẽ không bổng đả uyên ương. Nhanh chóng chữa thương, nhanh chóng chữa trị đại trận, ra rừng hoa đào. Liền nghe Giao Nguyệt lão tổ một lời truyền khắp cửu tiêu. Lão tổ mệnh lệnh rất dễ sử dụng, Giao Nguyệt cung từ trưởng lão xuống đến đệ tử, đều phân công rõ ràng, người trọng thương về nhà chữa thương, không thiếu sót giả thì ra ngoài làm việc, quét dọn chiến trường có, chữa trị pháp trận cũng có, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, khôi phục nguyên khí, bởi vì đối địch truyền thừa, thời khắc đều có thể giết cái hồi mã thương, tựa như huyết tộc, trận chiến này mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng nội tình vẫn còn. Nếu lại liên hợp tứ phương làm loạn, thật có thể đánh trở lại. Hồi mã thương, tối nay chỉ định là không có, thám tử ngược lại là tới không thiếu, đều ẩn núp tại cách Giao Nguyệt tiên thổ cách đó không xa tinh không, mỗi nghiến răng nghiến lợi. Đã bao nhiêu năm, huyết tộc chinh phạt tứ phương, cơ bản mọi việc đều thuận lợi, chưa từng đánh qua như vậy thảm thiết trận chiến. Thì ra, có đôi khi một người thật sự có thể thay đổi chiến cuộc. Tối nay, chính là tốt ví dụ. Vô luận là Giao Nguyệt vẫn là Triệu Bân, cũng là biến số, hết lần này tới lần khác Giao Nguyệt tiến giai bán thần, hết lần này tới lần khác Triệu Bân có thần minh pháp tắc, hết lần này tới lần khác hai người cũng là thiên sát cô tinh. Nhiều như vậy trùng hợp, đều để bọn hắn đụng phải. Làm người tức giận nhất, vẫn là bọn hắn dùng nhiều tiền mời tới mấy tôn bán thần,
thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, không chỉ hố huyết tộc, cũng hố chính mình, sáu tôn bán thần toàn quân bị diệt. Đủ ba ngày, Giao Nguyệt Cung mới quét dọn hiếu chiến tràng, mới chữa trị khỏi pháp trận. Nhưng, lồng mộ tiên thổ huyết sắc, lại thật lâu không tản đi hết. Triệu Bân còn nằm ở bên trong tiên trì, theo như gặp ác mộng, lông mày gắt gao khóa lại. Giao Nguyệt Cung vẫn là rất đáng tin cậy, đủ loại linh dược đủ loại đập, giúp hắn tu thể phách, cũng giúp hắn khôi phục hao tổn, ngoại trừ nguyền rủa, còn lại đều an bài rõ rành rành. Giao Nguyệt còn canh giữ ở bên hồ bơi, bên cạnh thân còn rất nhiều bí quyển, một đống đập một chồng, tán lạc một chỗ, ba ngày ở giữa, nàng tra xét quá nhiều hồ sơ, chỉ vì tìm phá phương pháp nguyền rủa. Gió nhẹ nhẹ thổi, Giao Nguyệt lão tổ đi vào rừng hoa đào. Sư tôn, Giao Nguyệt kêu một tiếng, lại tiếp tục đọc qua sách cổ. Hai người các ngươi, có thể đi qua vợ chồng chi lễ. Giao Nguyệt lão tổ cười nói. Giao Nguyệt nhẹ nhàng rung đầu, gương mặt còn có ánh nắng chiều đỏ hiện lên. Vậy là tốt rồi, Giao Nguyệt lão tổ cũng ngồi xuống. Nghe sư tôn lời nói bên trong ngụ ý, tựa như cũng không xem trọng ta cùng với Triệu Bân. Giao Nguyệt buông xuống sách cổ. Cũng không phải, Giao Nguyệt lão tổ khẽ nói nở nụ cười, cũng mang bên mình ngồi xuống, nhìn chung vạn cổ, chưa từng hai ngày sát cùng thời đại, người vừa nhận định là hắn, được tuyển ngày tháng tốt. Ngày tốt lành, Giao Nguyệt không chút nghe hiểu. Như hắc bạch song sát, Giao Nguyệt lão tổ cười nói. Sư tôn có ý tứ là, đợi hắn cùng ta cùng giai, lại đi vợ chồng chi lễ. Thiên sát kết hợp phá cô tinh, sử thượng cũng không tiền lệ, có lẽ không làm được, có lẽ làm được điều kiện, dị thường hà khắc, tựa như tu vi, nếu người hai người cảnh giới ngang nhau, tỷ lệ thành công có lẽ càng lớn, đương nhiên, đây chỉ là vi sư một loại ngờ tới. Ta hiểu, Giao Nguyệt trong mắt có hiểu ra sắc, sư tôn nói tới, không phải ngờ tới, rõ ràng rất có đạo lý, tu vi cảnh giới chỉ là thứ nhất, nếu ngay cả tu pháp tắc, đối đạo lĩnh hội, bao quát huyết mạch những thứ này, cũng đều ngang hàng mà nói, đó mới có thể xưng hoàn mỹ. Có hậu bối thế này, ta lòng rất an ủi. Ở xa niết bàn tinh chế tài giả, ngữ trọng tâm trường vuốt râu một cái. Dương, cũng không thể loạn lên, nếu chọn không phải lương đến ngày tốt, lên cũng trắng bên trên, lại tỷ lệ thất bại cực cao, thiên sát cô tinh mệnh cách, chính là tà dị như vậy. Từ Giao Nguyệt Cung thu con mắt, hắn lại cầm lên đao khắc. Lão đạo, không đợi hắn mở miệng, liền nghe phàm giới một tiếng kêu gọi. Lại là nến khoảng không tên kia, hơn nửa đêm cũng ngủ không được, đang nấp tại núi góc câu cá. Có dám cứ thả, tiên giới chế tài giả một lời không mặn không nhạt. Cho ngươi xem chút có ý tứ. Phàm giới chế tài giả nhẹ phẩy ống tay áo. Tiên giới chế tài giả chết mắt, thấy là quên cổ thành. Trong thành, có hai người đang đặt cái kia đánh nhau, một nam một nữ, thứ nhất vì Triệu Bân thê tử Liễu Như Tâm, thứ hai đi. Không phải là một cái đồ chơi hay, nếu không nhìn lầm, nên thôn thiên thần tử. Chính xác nói, là thôn thiên thần tử hóa thân. Không thấy Triệu Bân hóa thân, hơn phân nửa còn tại khắp thiên hạ tìm nến khoảng không. Hắn không nhìn thôn thiên thần tử, chỉ nhìn Liễu Như Tâm, nhà đầu kia dưới chân, có một đóa tách ra thanh liên, cánh hoa trong suốt, tựa như ảo mộng, còn có thời gian chi lực tràn đầy, có thời gian chi quang rong chơi. Ba thước thanh liên. Tiên giới chế tài giả nhìn, vô ý thức đứng lên. Hắn vô tận thị lực nhìn lén, tự nhận không nhìn lầm. Cái gọi là ba thước thanh liên, chính là một loại thời gian bí pháp, trong vòng ba thước, không người có thể cận thân, bởi vì đó là thời gian tạo ra tuyệt đối lĩnh vực, muốn thương người thi pháp, cần trước tiên vượt tuế nguyệt trường hà, hắn khó có thể tin, một cái chuẩn tiên cảnh phàm nhân, có thể tu ra bực này thần thông. Nàng cùng đế tiên, ra sao quan hệ, tiên giới chế tài giả nhìn phía nến khoảng không, chỉ vì cái kia hàng tại phàm giới, so với hắn thấy rõ. Có trời mới biết, nến khoảng không nhún vai, lại quét đi hình ảnh. Tiên giới chế tài giả ánh mắt thâm thúy, một người tự lẩm bẩm, nếu không có ngọn nguồn, nhà đầu kia có thể nào sử dụng đế tiên ba thước thanh liên, chủ yếu nhất là, các nàng dáng dấp giống nhau như đúc. Ngô! Trong ngủ mê Triệu Bân, đột nhiên kêu đau một tiếng. Vẫn là cái kia ác mộng, đến nay đều dây dưa không ngớt. Vẫn là cái kia cái mặt quỷ, càng đổi càng dữ tợn. Cũng vẫn là tiếng kia cừu hận mà tức giận gào thét. Ta lấy mạng ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn vạn kiếp bất phục. Đi bà nội ngươi. Triệu Bân trong tiềm thức, tới một tiếng mắng to. Hắn âm thanh mắng to không thể, chọc tới từng sợi thất thải hào quang. So sánh dữ tợn mặt quỷ, hào quang ôn nhu an lành, còn có chúc phúc phối hợp.
ta nguyện dùng cửu thế luân hồi, đổi Triệu Bân một đời an khang. Trái tim. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, nghe ra là ai? Hắn kêu gọi, không người đáp lại, chỉ thấy thất thải hào quang bao khỏa mặt quỷ, xong, chính là 365 không góc chết hóa diệt, mặc cho mặt quỷ kêu rên, cũng nhịn không được diệt vong. Ân. Ngồi tại bên hồ bơi Giao Nguyệt cùng Giao Nguyệt lão tổ, tất cả bước vào tiên trì. Hai người một trái một phải, đứng ở Triệu Bân bên cạnh thân, đôi mắt đẹp hơi híp nhìn lén. Nhìn qua, hai người lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, không khó nhìn thấy, trong cơ thể của Triệu Bân sức mạnh nguyền rủa đang không hiểu tiêu tan, hoặc có lẽ là bị một cỗ lực lượng kỳ dị, cường thế hóa diệt. Mới chỉ ba, năm trong nháy mắt, nguyền rủa liền không thấy bóng dáng. Hai người có chút mộng, tiểu tử này miễn dịch nguyền rủa sao? Còn có cái kia cỗ lực lượng kỳ dị, đến nhanh đi cũng nhanh, dù là nàng hai người đạo hạnh, cũng không bắt được nửa phần, tựa như so bán thần cấp nguyền rủa còn càng thêm tà dị. Ta lại suy tính một phen, Giao Nguyệt lão tổ một tay bấm niệm pháp quyết. Giao Nguyệt cũng làm thôi diễn loại bí pháp, muốn tìm đáp án đi ra. Thật lâu, mới gặp hai người thu pháp, mà hai người bọn họ tiếp theo một cái chớp mắt cử động, phá lệ chỉnh tề, nhào nặn mắt, gì đều không tính ra, còn gặp cái phản phệ, cả người mơ mơ màng màng. Chờ hai người khôi phục tỉnh táo, Triệu công tử đã ngồi dậy. Vị này cũng mơ hồ, thậm chí hai mắt trống rỗng, tựa như khôi lỗi. Tiểu hữu, Giao Nguyệt lão tổ kêu một tiếng. Triệu Bân con mắt, lúc này mới lóe lên ánh sáng, một người đặt cái kia lại nhảy ục ục, không biết tại nói gì, hắn tựa như trong giấc mộng, mộng thấy Liễu Như Tâm, đối với hắn yên nhiên mà cười. Cửu thế chúc phúc, hắn nghe rõ ràng. Thê tử, cũng như trong trí nhớ ôn nhu như vậy. Triệu Bân, Giao Nguyệt đưa tay, tại trước mắt hắn lung lay. Ta lại ngủ một chút, Triệu Bân nói, kín đáo đưa cho Giao Nguyệt một vật. Sau đó, hắn lại phù phù một tiếng nằm lại tiên trì. Là thần minh pháp tắc đang quấy rối, kiên quyết hắn kéo vào mộng đẹp. Lại nhìn hắn kín đáo đưa cho Giao Nguyệt cái kia một vật, ân. Thỏa đáng hộp ma, sở dĩ đem cái đồ chơi này xách đi ra, tất nhiên là cấp cho Giao Nguyệt cung tu luyện, tốt xấu khả năng giúp đỡ một chuyện. Đạo này thần minh pháp tắc, thú vị. Giao Nguyệt lão tổ lẩm bẩm, có thể mơ hồ nhìn ra manh mối. Triệu Bân ý thức chính là bị pháp tắc kéo đi, lại thủ pháp có phần dã man. Nhìn qua Triệu Bân, nàng lại nhìn Giao giữa tháng hộp ma. Cái hộp này rất kỳ dị, giống như là ma đạo một mạch vật. Hai người vẫn là một trái một phải, trên dưới dò xét, nhìn không ra là gì bí bảo, chỉ biết cái hộp này, dị thường trầm trọng, lại khắc tại trên đó ma văn, dị thường cổ lão. Đây là hộp ma, hỗn thiên hỏa nhảy ra ngoài, chủ nhân mơ hồ, nhưng chủ nhân ngụ ý, nó lòng dạ biết rõ, hiếm thấy tu luyện ngoại quải, tất nhiên là mượn Giao Nguyệt cung dùng một chút. Hộp ma, hai người đều không rõ cho nên. Đây chính là đồ tốt, trong đó tự thành càn khôn. Hỗn thiên ma giới nghe qua a, hỗn thiên ma thần nghe qua không có. Ngoại giới một ngày, trong đó 10 năm, tuyệt đối tu luyện thánh địa. Hỗn thiên hỏa mở nói nhiều hình thức, giữa không trung quay trở về, đem hộp ma lai lịch cùng năng lực, cho hai người ôm cái rõ rành rành, thuận tiện, còn tiết lộ không thiếu hộp ma bí mật. Nghe chi, Giao Nguyệt cùng Giao Nguyệt lão tổ đều kinh hãi vạn phần. Hỗn thiên ma giới các nàng là nghe qua, chưa từng nghĩ là cái hộp ma. Vừng ơi mở ra, hỗn thiên hỏa một tiếng gào to. Sau đó, chính là ông vang một tiếng, hộp ma mở ra. Giao Nguyệt tròng mắt, nhìn vào bên trong một cái, tối như mực một mảnh. Giao Nguyệt lão tổ cũng mới lạ, làm gì tầm mắt không đủ, nhìn không rõ ràng. Thấy không rõ không có chuyện gì, nhét cá nhân vào xem, hỗn thiên hỏa nói, chỉ cần không siêu tiên vương, đều có thể đi vào tu luyện, ngoại trừ cùng mình đối chiến, khác cơ bản không có gì nguy hiểm. Siêu. Nhưng thấy Giao Nguyệt đưa tay, hướng một ngọn núi tìm kiếm. Đợi nàng thu tay lại, Giao Nguyệt thánh nữ đã hiện thân tại bên hồ bơi, cô nương này có chút lúng túng, bên trên một cái chớp mắt còn tại trong nước tắm rửa, cái này một giây liền bị lộng nơi này, toàn thân không mảnh vải che thân. Qua. Hỗn thiên hỏa một tiếng thổn thức, hình tượng này đủ hương. Diễm. Đáng tiếc, bọn hắn không phải một cái chủng loại, nó không tốt cái này, ngược lại là nó ra chủ người, nếu là tỉnh dậy, nhất định là con mắt bóng loáng, cái này hơn nửa đêm, còn mẹ nó có phúc lợi. Gặp qua sư tôn. Gặp qua sư tổ. Giao Nguyệt thánh nữ gương mặt ửng đỏ, mang mặc vào quần áo. Sư tôn cùng sư tổ cũng là có ý tứ,
nửa tiếng gọi đều không đánh, cho nàng tới này giống như kinh hỉ, dù cho cũng là nữ, dù cho Triệu Bân đang say giấc nồng, cũng không thể làm như vậy a. Giao Nguyệt một tiếng ho khan, phật tay đem nàng đưa vào hỗn thiên ma giới. Hộp ma tùy theo khép kín, lại nghĩ nhìn lén, nhưng càn khôn triệt để ngăn cách. Giao Nguyệt thánh nữ là mộng bức, bốn phía màu đen một mảnh, tựa như hắc động. Phía sau, chính là thời gian chờ đợi. Hai người không chờ quá lâu, cũng chỉ ba canh giờ. Giao Nguyệt thánh nữ lại xuất hộp ma lúc, một bước đều không như thế nào đứng vững, trắng noãn tiên y, nhuộm đầy máu tươi, ba búi tóc đen cũng biểu lộ ra khá là lộn xộn, nhìn lên liền biết, đã trải qua đại chiến. Trong đó như thế nào? Giao Nguyệt hỏi. Rất đen, rất mát mẻ, Giao Nguyệt thánh nữ ho một ngụm máu. Vẫn là Giao Nguyệt lão tổ ánh mắt cay độc, trước sau ba canh giờ, nhà đầu này khí uẩn, liền cùng lúc trước khác nhau rất lớn, tâm cảnh có hay không thuế biến nàng không biết, nhưng tuyệt đối niết bàn qua. Đi theo ta, Giao Nguyệt lão tổ lôi kéo thánh nữ trong nháy mắt tiêu thất. Đã ổn định tâm thần Giao Nguyệt thánh nữ, đối với hộp ma cực độ hiếu kỳ. Cái hộp này rất kỳ dị, bên trong tốc độ thời gian trôi qua, lại cùng ngoại giới khác biệt. Trừ này, còn có thể cùng chính mình đại chiến, cực điểm ma luyện nàng đấu chiến tâm cảnh. Rất nhanh, Giao Nguyệt cung không ít tuổi trẻ đệ tử, đều bị gọi vào Giao Nguyệt lão tổ sơn phong, có như vậy tu luyện thánh địa, cũng không thể lãng phí thời gian, Triệu Bân tới một chuyến không dễ dàng. Như thế, cần giành giật từng giây. Bên này, Giao Nguyệt còn canh giữ ở tiên trì. Gặp tứ phương không người, nàng có đưa Triệu Bân một vòng môi đỏ, nàng nửa đường tìm đến tiểu tướng công, thật là một cái đại quý nhân, cái kia hộp ma tuy nhỏ, lại là Giao Nguyệt cung một lần tạo hóa. Đừng nghe sư phụ ngươi nói linh tinh, nên lên thì lên. Hỗn thiên hỏa lại đặt cái kia nhảy nhót, còn có Long Uyên cùng tiên lôi cũng nhảy ra ngoài, ô ô cặn bã không xong, bọn chúng mặc dù không tốt chiếc kia, nhưng nhìn xem kích động a. Chủ nhân ngủ say không sao, thế nhưng đồ chơi có thể sử dụng. Giao Nguyệt cung chủ không nói chuyện, tìm một cái lò luyện đan. Còn tại trách trách hô hô ba hàng, đều bị ném vào. Đợi cho năm nào, Triệu Bân tiến giai bán thần lúc, nàng cũng biết làm như vậy, vợ chồng chi lễ đi. Phải có cảm giác nghi thức, nàng cũng không muốn cái kia lúc nào, bên cạnh còn có ba hô cố gắng lên. Nàng sẽ chờ, hoặc là không làm, hoặc là liền nhất cử từ bỏ mệnh cách. Đây là một cái mờ mịt ý cảnh, cánh hoa bay tán loạn. Mà Triệu Bân bản mệnh ý thức, ngay tại trong đó rong chơi. Hắn như tội phạm, từ bị pháp tắc quăng vào, liền bị vây ở nơi đây. Trong ý cảnh, còn có một người khác, là cái tựa như ảo mộng nữ tử, áo trắng như tuyết, tại thương miều tối đỉnh, nhanh chóng mà đứng, nàng quá xa vời, xa tới hắn chỉ có thể nhìn mà thèm. Đó là tiên tông thủy tổ không bị ràng buộc thiên. Ít nhất, hắn là cho là như vậy. Hắn không biết pháp tắc đem hắn kéo vào tới, ra sao nguyên do, chỉ biết ý cảnh này rất hao tổn tinh lực, tại cái này ở lâu, cực dễ dàng mệt dã rời, lại một khi ngủ, sẽ rất khó lại tỉnh lại. Tiền bối. Triệu Bân kêu một tiếng. Thật lâu, cũng không thấy không bị ràng buộc thiên đáp lại. Cũng đúng, cái kia cũng không phải là thật sự tiên tông thủy tổ, bất quá là hư ảnh lưu lại. Ngươi cái ý gì? Triệu Bân lại kêu gọi thần minh pháp tắc. Nhưng mà, cái kia hàng không có thế nào phản ứng đến hắn. Mời ta đến xem mỹ nữ. Triệu công tử trong lòng nói thầm như vậy. Đích xác, thủy tổ rất đẹp, cùng tú nhi có liều mạng, độc hữu một loại siêu thoát thế ngoại thần bí, hơn nữa kèm theo mịt mù ý cảnh, nhìn nàng, tựa như tại nhìn một cái cổ lão mộng. Kết quả là, hắn thật sự xử cái kia nhìn mỹ nữ. Bởi vì tinh lực hao tổn, hắn ngáp một cái tiếp một cái. Gặp lúc này, pháp tắc liền sẽ đâm hắn một chút, ngụ ý rõ ràng. Muốn nhìn liền nghiêm túc nhìn, đừng đánh ngủ gật. Thời gian lâu dài, dù có pháp tắc nhắc nhở, hắn cũng nhịn không được bối rối. Trong mơ mơ màng màng, hình như có ảo diệu thiên âm tại trong ý cảnh vang vọng, tựa như khoáng thế tiên khúc, kéo dài không ngừng nghỉ, tẩy luyện tâm cảnh của hắn, cũng dần dần xua tan hắn chi buồn ngủ. Để cho ta nghe đạo âm. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Cái suy đoán này rất đáng tin cậy. Pháp tắc ý cảnh đi. Huyền diệu không thua gì thần minh di tích cổ. Nếu như ở đây có đốn ngộ, tất nhiên là thỏa đáng tạo hóa. Nhìn thủy tổ hư ảnh. Lắng nghe đại đạo thiên âm. Thời gian lâu dài, ý hắn nhận biết lấy tẩy lễ, tâm cảnh cũng thăng hoa, thậm chí tại trong nháy mắt nào đó, lại nhìn thủy tổ hư ảnh lúc, đã bất giác như vậy xa vời, tựa như có thể đụng tay đến. Ngoại giới,
Giao Nguyệt đã ngồi xếp bằng, sau lưng có Tử Nguyệt diễn hóa. Ánh trăng trong ngần từng mảnh vung vãi, bao phủ nàng thể phách. Gần chết chi thân, cần thay đổi càn khôn. Lần ngồi xuống này, chính là 3 năm cái ngày đêm. Mà Triệu Bân, cũng chưa từng tỉnh lại, so sánh gặp ác mộng lúc, hắn lần này ngủ rất là an tường, lại số nhiều thời điểm, thể nội đều có đạo âm vang vọng, thần minh chi quang cũng khi thì lấp lóe. Ban đêm Giao Nguyệt cung, cũng không bình tĩnh. Từ xa xa nghiêng nhìn, thấy nhiều hào quang nở rộ. Đó là Giao Nguyệt cung đệ tử, tu vi đột phá sở tạo ra dị tượng, lại không chỉ một, hộp ma là tu luyện thánh địa, mỗi có một cái đi vào, nhất định nhiễm máu tươi, cũng nhất định có đại tạo hóa, hoặc tâm cảnh niết bàn, hoặc siêu thoát tự thân, lúc này mới có dị tượng khoáng thế kỳ cảnh. Gì tình huống? Ẩn núp tinh không huyết tộc người, nhiều lông mi trao lên. Giao Nguyệt cung người bật hách sao? Lại nhiều người như vậy tiến giai. So sánh bọn hắn, Giao Nguyệt cung bầu không khí liền biểu lộ ra khá là náo nhiệt, tiến giai giả tất nhiên là tâm vui vẻ, nhìn xem các nàng lột xác lão bối, cũng rất là vui mừng, Giao Nguyệt cung có quật khởi chi thế. Muốn nói chói mắt nhất, vẫn là vĩnh hằng hào quang. Triệu Bân mặc dù đang ngủ say, không chút nào không trở ngại hắn thuế biến. Vẫn là thâm thúy đêm, vĩnh hằng dị tượng diễn đầy hư thiên, xa xăm đạo âm như tự nhiên chi khúc, nhiều ngày quanh quẩn không dứt. Nghe Giao Nguyệt cung đệ tử cùng trưởng lão, đều tâm thần rong chơi. Kẻ này năm nào tất thành thần, Giao Nguyệt lão tổ cười nói. Chỉ có điều, nàng mỉm cười, tiềm ẩn một vòng tử sầu lo. Đây là một cái thế đạo hỗn loạn, phong thần chi lộ sợ là rất nhiều hạo kiếp. 3. Ngủ say Triệu công tử, thể có nhẹ thanh âm. Hắn tiến giai, toại nguyện phá vỡ mà vào thái hư đệ tam trọng. Nhưng, hắn vĩnh hằng dị tượng, lại diễn chừng hơn nửa tháng. Chỉnh Giao Nguyệt ánh mắt kỳ quái, pháp tắc đến cùng giao cho Triệu Bân gì cái tạo hóa, lại trong ngủ mê kéo dài thuế biến. Đồng dạng không hiểu, còn có huyết tộc người thám tử. Từ vĩnh hằng dị tượng diễn mở, bọn hắn đã nhìn hơn nửa tháng. Nếu không phải Giao Nguyệt địa bàn, hơn phân nửa đã chạy vào nghiên cứu. Đêm này, Triệu Bân mơ mơ màng màng tỉnh. Hắn con mắt so với trước kia càng thâm thúy, giống như tinh không. Còn có khí tức của hắn. Cũng so ngủ say phía trước nhiều một vòng cổ lão hàm ý, cho dù tỉnh, quanh thân cũng có dị tượng phối hợp, mỗi một bức họa, đều được vĩnh hằng màu sắc. Cảm giác vừa vặn rất tốt, Giao Nguyệt khẽ nói nở nụ cười. Vẫn được, Triệu Bân hung hăng duỗi lưng một cái. Tâm cảnh thăng hoa, tu vi tiến giai, cảm giác có thể không tốt đi. Thần minh pháp tắc cũng thực sự là thương hắn, cũng không uổng công hắn đốt đi nhiều năm như vậy hàng, pháp tắc ý cảnh, quả thực đoạt thiên tạo hóa. Hắn mở thiên sát bí văn, cho mượn Giao Nguyệt tu vi lại mở vĩnh hằng chi môn. Xong, bị phong trong môn tôn kia bán thần binh, liền bị hắn xách ra. Đó là âm dương nam quân bản mệnh khí, kim đao lóe lên là ánh sáng chói mắt. Giúp ta luyện hóa thôi, Triệu Bân cười ha ha, xách đao xông tới. Nói câu dễ nghe, Giao Nguyệt cầm tấm gương, yêu nhã khẽ vuốt tóc. Mấy ngày không thấy, tiền bối càng ngày càng đẹp. Gọi tiền bối nhiều xa lạ. Sau này hô con dâu. Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tiện tay nhận lấy kim đao. Đao này rất bất phàm, ít nhất chất liệu rất hy hữu, uy lực như thế nào nàng không biết, tuyệt đối cứng rắn, hơn nữa dị thường trầm trọng, cái này như một đao chém đi xuống, không chết cũng có thể đập người tàn phế. Bán thần đi, nàng luyện pháp khí thủ đoạn rất cường thế. Kim đao ong ong thẳng run, lại không chịu nổi bán thần rèn luyện. Người có thể nghe qua vĩnh hằng đạo thể. Triệu Bân hỏi, vĩnh hằng truyền thừa, tất nhiên là nghe qua. Giao Nguyệt nở nụ cười. Triệu Bân không giấu giếm, đem vĩnh hằng đạo thể một chuyện nói thẳng ra. Nghe ngóng, Giao Nguyệt không khỏi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, nhìn Triệu Bân ánh mắt, cũng càng ngày càng kỳ quái, đó là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cẩn thận nhìn lén, thế gian có thể có chuyện trùng hợp như vậy, dài giống nhau như đúc thì thôi, cũng đều là vĩnh hằng huyết thống, cái này khiến nàng bất giác cho là... Triệu Bân cùng vĩnh hằng đạo thể ở giữa, có một cái là bản tôn, có một cái là hóa thân. Ta không phải hóa thân, đã dùng Trần Châu thử qua, Triệu Bân ho khan. Cho nên, vĩnh hằng đạo thể là hóa thân, Giao Nguyệt cung chủ một tiếng khẽ nói. Phải hay không phải, tìm được hắn thử một lần liền biết. Triệu Bân ực một hớp rượu. Cầm ta lệnh bài, đi Giao Nguyệt tình báo các. Giao Nguyệt cung chủ không keo kiệt, lấy trưởng giáo kiếm lệnh. Triệu Bân từ không khách khí, cầm lệnh bài quay người không thấy. Sau lưng, Giao Nguyệt thì đôi mắt đẹp thâm thúy,
nàng có một loại cảm giác kỳ quái, Triệu Bân cùng đạo thể, sợ không chỉ hóa thân cùng bản tôn đơn giản như vậy, nhất định còn cất giấu không muốn người biết bí mật. Nơi tốt, Triệu Bân giấu trong lòng lệnh bài, vừa đi vừa nhìn. Sao Nguyệt Tiên Sơn cường đại vô cùng, dãy núi u cốc rất nhiều, hơn nữa còn tự thành một càn khôn, hắn đoạn đường này đi qua, thấy chi trận pháp cùng cấm chế, đều có chút cổ lão, phẩm giai cũng rất cao, trong đó có như vậy mấy chỗ, còn nhuộm thần minh hàm ý, hắn căn bản nhìn không thấu. Cho dù là ban đêm, trong núi cũng khá nhiều người ảnh. Tất cả Giao Nguyệt cung đệ tử, cũng không thiếu Giao Nguyệt trưởng lão. Các nàng giống như đều nhất tâm hướng đạo, thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người lúc, hoặc tại trong rừng hoa múa kiếm, hoặc bàn tại bờ sông tĩnh tu, có người đứng ở trên cầu vọng nguyệt, cũng có không ít tay nắm lấy sách cũ cuốn, hành tẩu ở trong núi tiểu đạo, mộc lấy ánh trăng trong sáng, nhiều lộ ra an lành chi ý. Âm khí thật nặng a, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Toàn bộ Giao Nguyệt cung cũng là cô nàng, có thể không lạnh nhanh đi. Gặp lúc này, hắn đều bất giác nhớ lại đại hạ, có phải hay không còn rất nhiều lưu manh người đến, trở thành tiên lộ mở ra, liền mang theo những nhân tài này tới này đi loanh quanh, khó tránh khỏi có xem vừa mắt, không cầu vừa thấy đã yêu, lâu ngày sinh tình cũng được a. Âm dương hòa giải mới tốt nhất. Đạo hữu, Giao Nguyệt cung người có phần hiểu lễ giáo, thật xa liền hàn huyên. Đối với Đại La Thánh Tử, các nàng là lòng có cảm kích cùng kính úy, nếu không phải Vĩnh Hằng truyền thừa trợ chiến, Giao Nguyệt cung có hủy diệt khả năng, hắn tuy là thiên sát, nhưng cũng là một cái phúc tướng. Lão đại, cho ngươi xem chút có ý tứ. Hỗn Thiên Hỏa cười hắc hắc. Triệu Bân thu thần, đang gặp một bức tranh, là Hỗn Thiên Hỏa lạc ấn hình ảnh. Trong tấm hình, là cái không mảnh vải che thân tiên tử, chính là Giao Nguyệt cung thánh nữ. Đẹp mắt không, Hỗn Thiên Hỏa luồn lên nhảy xuống. Đẹp mắt. Triệu công tử một lời lời nói ý vị sâu xa. Thật không uổng yêu thương Hỗn Thiên Hỏa, hàng này quá biết chuyện. Nhắc tới cũng xảo, trong núi chỗ ngoặt liền bắt gặp Giao Nguyệt thánh nữ. Thật sao, Triệu Bân rất có chảy máu mũi dấu hiệu, đừng nhìn Giao Nguyệt thánh nữ mặc quần áo, nhưng rơi vào trong mắt hắn, có vẻ như cùng để trần không có gì khác nhau, là Hỗn Thiên Hỏa chụp quá rõ ràng. Đạo hữu, gặp Triệu Bân ánh mắt không bình thường, Giao Nguyệt thánh nữ hơi mất tự nhiên. Triệu Bân cười ngượng ngùng, trong nháy mắt hí kịch tinh phụ thể, như người không việc gì tựa như. Không khó coi ra, Giao Nguyệt thánh nữ trạng thái không tốt. Theo hắn suy nghĩ, cô nương này nên không ít tiến hộp ma tu hành. Nhưng, cực khổ thường xuyên kèm thêm tạo hóa, như lúc này Giao Nguyệt thánh nữ, nhất định đã niết bàn qua, đạo uẩn càng lộ vẻ mịt mờ, thương tuy nặng, nhưng đôi mắt đẹp của nàng, lại càng nhiều huyền dị quang. Biết được Triệu Bân muốn đi tình báo các. Thánh nữ tự mình dẫn đường. Nàng cũng rất nhiều cảm kích, đồng dạng, nàng cũng tràn ngập kiêng kỵ. Nàng cùng Triệu Bân thuộc cùng thế hệ, nhưng luận chiến lực, lại kém nhất thiên nhất địa, truyền ngôn cũng không giả, Vĩnh Hằng truyền thừa người tuy ít, nhưng tùy tiện sách ra một cái, cũng là tuyệt đại ngoan nhân. Như Triệu Bân, năm nào thành tựu hẳn là cùng thế hệ theo không kịp. Tình báo các chủ còn chưa ngủ, đang tại trong lầu các chỉnh lý bí quyển. Gặp Triệu Bân tới. Nàng cũng dị thường thịnh tình, không có chút nào chậm trễ. Tìm tiền bối hỏi ít chuyện, Triệu Bân cầm lệnh bài. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại, tình báo các chủ cười cười. Triệu Bân thẳng thắn, thuận tiện còn tiết lộ một chút bí mật. Cũng như vừa mới Giao Nguyệt cung chủ. Tình báo các chủ ánh mắt cũng nhiều khác thường. Đã ân nhân có chuyện nhờ, nàng tất nhiên là tận hết sức lực, màn đêm buông xuống liền thông báo bên ngoài đệ tử, thanh nhất sắc tình báo thám tử. Nàng cũng tò mò, thời đại này còn có Vĩnh Hằng đạo thể. Triệu Bân cũng không đi, an vị ở bên ngoài nhà đình nghỉ mát chờ đợi. Hắn không bỏ bê thời gian, chờ đợi lúc cũng không quên tại ngộ đạo. Thần minh pháp tắc quà tặng, ý hắn còn chưa hết, cái kia mờ mịt ý cảnh, để cho hắn tâm thần rong chơi, thậm chí ý thức mông lung, tại không tự chủ, từ diễn xuất dị tượng, lại kèm thêm đạo âm. Trừ này, chính là một cái bóng mờ, tiên tông thủy tổ hư ảnh. Nàng vẫn như cũ như một cái xa xôi mộng, sừng sững ở Thương Miểu đỉnh. Đúng lúc gặp Giao Nguyệt lão tổ từ trên trời giáng xuống, thần sắc kinh ngạc, hư ảnh tuy chỉ thoáng hiện, nhưng nàng xác định không nhìn lầm, là nữ tử không thể nghi ngờ, làm gì dung mạo mơ hồ, cũng không biết người nào, chỉ biết cái kia mộng ảo hư ảnh, rất khổ lão rất tang thương, giống thần minh lạc ấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xin ra mắt tiền bối, Triệu Bân đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, Giao Nguyệt lão tổ nở nụ cười.
Nói xong, nàng còn cầm một gốc tiên thảo, tinh xảo đặc sắc. Triệu Bân gặp chi, ánh mắt ngừng lại sáng như tuyết, đây là đồ tốt, nếu là dung nhập thể nội, có thể lắng đọng huyết mạch bản nguyên, từ hắn vào tiên giới, vẫn là đầu hẹn gặp lại, hơn phân nửa sớm đã tuyệt tích, vẫn là giao nguyệt cung đại khí, chân bảo hiếm thế như thế, càng là tiện tay thì cho. Tìm tiểu hữu, cầu một vật, giao nguyệt lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười. Phải, tạ sớm, Triệu Bân nói thầm, đây là lấy vật đổi vật a. Vật gì? Vĩnh hằng huyết. Dễ nói. Triệu Bân xủy tiên thảo, tinh luyện ba giọt bản nguyên huyết. Vĩnh hằng huyết đi, so linh đan rượu dược dễ dùng, nếu đoán không sai, giao nguyệt lão tổ muốn hắn huyết, là muốn kéo dài tuổi thọ, hắn nhìn ra được, cái này lão tiền bối đã là ngày giờ không nhiều. Hắn đoán một chút cũng không giả, giao nguyệt lão tổ chính là ý này. Nàng không sợ chết, nhưng sống lâu một ngày liền có thể nhiều bảo hộ truyền thừa một ngày. Mà vĩnh hằng huyết, liền có thần kỳ chi lực, dung liền có thể tục thọ nguyên. Mộc lấy nguyệt quang, giao nguyệt lão tổ đi. Triệu Bân thì cầm tiên thảo, dung nhập thể nội. Vật này rất nhiều kỳ dị chi lực, thật sự lắng đọng bản nguyên. Chỉ tiếc, tiên thảo không phổ biến, nếu nhiều tới như vậy vài cọng, khó tránh khỏi có thể huyết mạch phục cổ, bất quá, hắn lòng dạ biết rõ, muốn khôi phục vĩnh hằng huyết thống, còn phải tìm thêm linh kiện. Thu suy nghĩ, hắn mới tiếp tục ngộ đạo. Không ít người đi ngang qua, phần lớn là đi vòng. Giao Nguyệt cung người khéo hiểu lòng người, chỉ sợ quấy rầy hắn. Lại để cho ta đi vào nhìn một chút, Triệu Bân không ngừng kêu gọi. Nhưng, thần minh pháp tắc lại như ngủ thiếp đi, lại không đáp lại, cũng hoặc không muốn phản ứng hắn, thậm chí hô hơn nửa đêm, gì âm thanh nhi không có, chỉnh hắn lại muốn đốt mấy bộ đồ Tết. Ngày thứ ba, mới biết ơn báo các chủ cầm bí quyển mà đến. Triệu Bân trước tiên mở con mắt, một bước gia đình nghỉ mát, như thế nào? Tình báo các chủ không ngôn ngữ, trực tiếp đưa lên bí quyển. Triệu Bân tiện tay mở ra, mắt to một nhìn, lông mày trao lên. Thật mẹ nó có ý tứ, hắn tới tinh không tìm đạo thể, mà đạo thể lại đi hồng hoang đại lục, hơn nữa tin tức này, còn phải tự đại La Tiên Tông, hai người bọn họ là hoàn mỹ bỏ lỡ a. Đa tạ tiền bối, Triệu Bân chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Thời đại này, thật có ý tứ, tình báo các chủ tự lẩm bẩm. Không tệ, tin tức là chiếm được đại La Tiên Tông, trong đó có một cái nàng giao nguyệt cung tiểu thám tử, cũng là trong lúc vô tình nghe. Mà Đại La Tiên Tông cũng không đem hắn coi là độ cao cơ mật. Rất rõ ràng, đối phương cũng không biết. Sở dĩ không giữ bí mật, là muốn tìm Triệu Bân. Sự thật chứng minh, phương pháp này rất dễ sử dụng, biết được vĩnh hằng đạo thể, Triệu Bân đi rất gấp, nàng rất giống biết, hai người gặp mặt sau đó, lại là gì tràng cảnh, trước tới ôm. Dù sao, vĩnh hằng truyền thừa không phổ biến. Đồng xuất một mạch, tất nhiên là hình như người đi đường. Triệu Bân về lại rừng hoa đào, Giao Nguyệt đã đem kim đao luyện hóa. Không còn bán thần cấp lạc ấn, kim đao tia sáng ảm đạm không thiếu. Tìm được, Giao Nguyệt đưa tới kim đao. Tại hồng hoang đại lục, Triệu Bân nhẹ nhàng gật đầu. Ta, tiễn đưa ngươi, Giao Nguyệt khẽ nói nở nụ cười. Nói đi là đi, hai người cùng nhau mà đi, bước lên trời. Tùy theo, còn có một tia ma quang bay tới, chính là Triệu Bân hộp ma, đã có nhiều ngày như vậy. Giao Nguyệt cung đệ tử, cơ bản đều đi vào tu hành, hơn nữa đều tạo hóa. Triệu Bân cùng Giao Nguyệt lại hiện thân nữa, đã là Giao Nguyệt tiên thổ bên ngoài. Tinh không mênh mông, phong quang vô hạn, tự có khác nhau dạng cảnh sắc. Hai người đạp không mà đi, không người quấy rầy, bầu không khí vẫn là rất lãng mạn. Ta chờ ngươi vào bán thần, Giao Nguyệt cười nói. Nàng cũng khéo hiểu lòng người, không quên cho Triệu công tử giải thích. Hảo, Triệu Bân nở nụ cười. Năm nào hắn sẽ đăng lâm bán thần cảnh. Hắn đi, như chết đi thời gian, càng lúc càng xa. Trước khi đi, Giao Nguyệt cung chủ lại đưa hắn một vòng môi đỏ. Thế đạo hỗn loạn, nàng muốn cùng Triệu Bân đồng hành, nhưng nàng là Giao Nguyệt cung chủ, có tự thân sứ mệnh, nàng cũng tại chờ kẻ đến sau, nếu có người có thể chống đỡ tràng diện, nàng sẽ buông xuống gánh vác. Vực môn thông đạo, Triệu Bân xách ra khỏi Trần Châu. Đạo thể tại hồng hoang đại lục. Tìm được liền thử một lần. Đường đi xa xôi, hắn cũng không nhàn rỗi, ôm kim đao không buông tay, đơn giản là khắc họa lạc ấn, bán thần cấp pháp khí, không phải tiên vương binh khí có thể so sánh, mang theo nó chém người nhất định dễ dùng. Đủ dùng 3 năm ngày, hắn mới đưa lạc ấn khắc xong. Sau đó, hắn vẫn không quên dùng bản nguyên tẩy luyện này kim đao.
Kim đao bản quang huy ảm đạm, bây giờ lại nhìn, đã là đao mang lóa mắt, lại tiềm ẩn đao chi ý, nếu phối hợp bí pháp thi triển, lực sát thương nhất định bá đạo, người bình thường tuyệt đối gánh không được. Cái đồ chơi này, sớm muộn là ta. Vĩnh hằng giới bên trong, Long Uyên lại trách trách hô hô. Lời này cũng không sai, Triệu Bân một đường đạt được binh khí, tiên nhân cảnh đến tiên vương cấp đều có, mỗi khi gặp chủ nhân tiến giai đại tu vi, đều biết đào thải một nhóm, cơ bản đều sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng, đi theo chủ nhân hốn, nó răng lợi khá dễ sử dụng, tiên vương pháp khí đều nuốt một đống. Ân, còn tại nghiên cứu kim đao Triệu Bân, đột nhiên nhăn xuống lông mày. Hắn thông hiểu thiên cơ thuật, thần cơ diệu toán, ngửi được khí tức nguy hiểm. Không đợi hắn đứng dậy, liền nghe một tiếng kiếm minh, vực môn thông đạo bị chém đứt. Siêu! Hắn tốc như kinh mang, thuấn thân chui ra khỏi vết nứt không gian, lại hiện thân tại tinh không. Lọt vào trong tầm mắt thì thấy một cái huyết bào nhân, à không đúng, là một đám huyết bào nhân, cầm đầu vị kia, cùng huyết vương sinh giống nhau như đúc, nhưng vẫn như cũ không phải bản tôn, là huyết chi ma thân. Đến nỗi khác huyết bào nhân, đều biết một màu huyết tộc cường giả. Hơn nửa đêm tại cái này gặp được, bọn hắn cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Nếu không thì thế nào nói huyết tộc người siêu quần bạt tụy đâu? Lại ngắm chuẩn như vậy. Không giao nguyệt ở đây, ngươi chỉ là một cái thái hư cảnh. Huyết phương cười gần một tiếng. Dứt lời, chúng huyết tộc cường giả tất cả khí thế bạo tăng, cơ bản mỗi một người, đều vét sạch huyết hải, ngăn ở bốn phương tám hướng, dị thường trầm trọng, nghiền vùng tinh không này ầm ầm cự chiến. Đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ a. Triệu Bân vòng nhìn tứ phương. Đối phương cũng thật để mắt hắn, đủ xuất động mấy chục tôn tiên vương. Nhược giao nguyệt ở đây, hắn tất nhiên là không sợ, một cái thiên sát khế ước, cộng thêm thiên sát bí văn, hoàn toàn có thể mượn tu vi cùng sức mạnh, bây giờ đi. Hắn chính là một cái thái hư cảnh tiểu bối. Bắt sống, huyết phương hừ lạnh một tiếng. Ra lệnh, chúng tiên vương cùng nhau vây giết tới. Vẫn một mảnh phiến huyết hải, trong nháy mắt vét sạch càn khôn. Triệu Bân không chút nào sợ, trong nháy mắt chiến lực toàn bộ triển khai, tránh khỏi nhất kích tuyệt sát, xé rách huyết hải, một bước đạp lên trời, muốn lấy không gian vượt qua, nhảy ra bao huyết tộc người vòng vây. Cái nào chạy? Một tôn tiên vương hét to, giả thiên đại thủ phủ xuống. Không gian tức thì sụp đổ, Triệu Bân vượt qua cũng bị ngăn. Phong! Hai tôn tiên vương một trái một phải giết tới, hợp lực thúc giục một tôn bảo tháp. Triệu Bân bị ép tới một bước lảo đảo. Dù là kim thân trạng thái, cũng nhìn không được thể chất nổ tung, sán sán thấm huyết, thông qua thể phách khe hở trôi tràn, chỉ vì bảo tháp không phải bình thường pháp khí. Liền cái này, còn có đầy trời phong cấm hạ xuống. Bước ngoặt nguy hiểm, thần minh pháp tắc hồi phục. Có pháp tắc trợ chiến, hắn ngừng lại tới sức mạnh. Phong ta! Triệu Bân tiếng quát chấn tinh khung, thần uy đại thịnh. Vẫn là thần minh pháp tắc dễ dùng, giao cho hắn sức mạnh thần kỳ. Thậm chí từ bốn phương tám hướng mà đến phong ấn, như pháp khí, trận văn, bí bảo, phù chú. Tất cả trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Gặp chi, huyết tộc chúng tiên vương tập thể kinh ngạc. Đặc biệt là huyết phương ma chi thân, khó khăn nhất tin. Hắn là tham dự qua đêm đó huyết chiến, biết Triệu Bân có thể mượn giao nguyệt tu vi, cũng vẫn cho là, giao nguyệt tu vi và sức mạnh, mới là Triệu Bân trợ lực lớn nhất. Bây giờ xem ra, cái này thần minh pháp tắc. Mới là quỷ dị vô cùng. Nhiều như vậy phong cấm, tại trước mặt nó, lại đều thành bài trí. Nhất phi trùng thiên. Nuôi mấy cái tên dở hơi chính là hảo, như Long Uyên, như Tiên Lôi, như Hỗn Thiên Hỏa, chủ nhân phụ trách mở đột, bọn chúng thì phụ trách gào to. Không tệ, Triệu công tử chui. Dù có thần minh pháp tác hộ thể, hắn cũng chơi không lại chúng tiên vương. Dù sao, không có tù vi và sức mạnh có thể mượn, hắn chỉ là một cái thái hư cảnh. Thần minh pháp tắc là mơ hồ, nhưng cũng phải phân đối thủ, nó năng hóa giải phong ấn cùng gò bó, lại không chặn được công phạt. Lưu lại, huyết vương ma chi thân đầy mắt dữ tợn, vét sạch một cái biển máu. Triệu Bân huy kiếm, khai ra trăm trượng kiếm mang, tựa như tinh hà, cưỡng ép chém ra một con đường. Nhưng, hắn mới giết ra, thì thấy có người đâm đầu vào mà tới, chính là một cái sinh ra ba con mắt thanh niên, thỏa đáng đỉnh phong tiên vương. Nên ăn qua vĩnh bảo thanh xuân đan dược, mấy trăm hơn ngàn tuổi người, biểu lộ ra khá là trẻ tuổi. Người này không phải bình thường tiên vương, vẻn vẹn nhìn hắn ba con mắt, liền phá lệ quỷ quyệt, lóe lên một cái huyết quang, một cái được vàng rực, con mắt thứ ba tối thanh kỳ, càng là không có con mắt,
nghiễm nhiên một cái lỗ thủng đen, dù hắn lịch duyệt, đều nhìn không ra đây là gì cái chủng loại. Cấm! Tam mục thanh niên nhạt đạo. Theo hắn dứt lời, hắn ba con mắt tất cả phát ra u quang. Sau đó, thì thấy u quang thành lồng giam, giống như ngầm hiện. Mở độn triệu bân, chợt cảm thấy cơ thể trì trệ. Hắn lòng có kinh ngạc, cái này ba con mắt quả thực có ý tứ, hắn cái này có thần minh pháp tác hộ thể, lại cũng tại chỗ chúng chiêu, không giống lúc trước, trong nháy mắt liền có thể tháo bỏ xuống phong cấm. Mở! Triệu bân một tiếng lạnh quát, tế thần long bãi vĩ cùng hộ thể thiên cương. Hắn chủ động thi pháp, phối hợp thần minh sức mạnh, vẫn là rất hảo xử, cưỡng ép phá giam cầm. Chúng tiên vương giết tới, công phạt phô thiên cái địa, không giới hạn nữa tại phong cấm chi pháp, nhiều đao quang kiếm mang, cũng không thiếu quyền ảnh trưởng ấn, mục đích cũng rõ ràng, muốn đem hắn đánh cho tàn phế lại phong cấm. Oanh! Công phạt còn chưa chân chính rơi xuống, vùng không gian kia liền sụp đổ. Là người xuất thủ quá mạnh, số lượng cũng quá nhiều, càn khôn đã hỗn loạn. Gánh không được, Triệu Bân biết rõ bây giờ tình trạng, nguyên nhân chính là biết, hắn mới không ngạnh kháng, trước tiên trốn vào vĩnh hằng giới, dùng cái này gian lận, mới hóa giải nguy cơ. Nhanh, phong tỏa không gian, huyết vương ma chi thân hét to. Không cần hắn hạ lệnh, chúng tiên vương cũng đã thi pháp, hoặc bấm niệm pháp quyết hoặc tế phủ chú, hoặc động pháp khí hoặc cắm trận kỳ, đem phương viên ngàn trượng tinh không, phong cái ngay ngắn, liền rong chơi trong đó tinh quang, đều bị dừng lại. Chỉ vì vây khốn vĩnh hằng giới. Đưa nó luyện ra, tam mục thanh niên lạnh quát lên. Kẻ này thân phận không đơn giản, tại huyết tộc địa vị, nên gần với huyết tổ cùng huyết vương. Mệnh lệnh của hắn cũng thật tốt làm cho, chúng tiên vương cũng không điều kiện thi hành, nhao nhao tế nguyên thần chi hỏa, muốn bước ra vĩnh hằng giới, sau đó cường thế luyện hóa. Như thế, trốn ở trong đó Triệu Bân, chính là cá trong chậu, đối phương có kế trương lương, bọn hắn có thang trèo tường. Trước kia sớm đã kế hoạch chu toàn, cũng sớm đoán được Triệu Bân sẽ trốn vào vĩnh hằng giới. Không quan trọng, vĩnh hằng giới không tránh được cả một đời. Huyết tộc đa nhân tài a. Ngoại giới một màn, Triệu Bân nhìn rõ tích. Theo hắn sở liệu, vĩnh hằng giới sống không qua một khắc đồng hồ, liền sẽ bị tìm được, một khi bị tìm được, bị luyện hóa thời gian, cũng sẽ không quá lâu. Đơn đấu hắn không sợ, sợ chính là quần ẩu. Đối phương phối hợp ăn ý như vậy. Dù là hắn chỉ trệ một cái chớp mắt, đều có thể gãy ở đây. Tự đứng ngoài thu con mắt, hắn nhìn về phía thần minh pháp tắc. Thời khắc mấu chốt, người cũng đừng như xe bị tuột xích. Hôm nay pháp tắc, cũng không mơ hồ, lấy run rẩy làm đáp lại. Cái này cũng không thể như xe bị tuột xích, bằng không thì, người nào đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Gặp pháp tắc như thế, Triệu Bân tâm rất là, tiện tay còn đốt đi một bộ đồ tết, coi là đồ ăn thức uống dùng để khao. Thủy tổ lưu lại pháp tắc, có vẻ như liền tốt cái này. Oanh! Ngoại giới lửa nóng hừng hực, càng đốt càng vượng. Ngàn trượng tinh không, bị đốt vặn vẹo không chịu nổi. Triệu Bân, người còn đi. Huyết vương ma chi thân nhe răng cười. Lời này, là phép khích tướng, phàm là Triệu Bân đáp lại một tiếng, hắn bên cạnh thân tam mục thanh niên, liền có thể tìm ra vĩnh hằng giới vị trí, cái kia ba con quỷ dị mắt, đều có kỳ dị năng lực. Triệu Bân không ngốc. Im lặng không nói, chỉ chơi bạc mạng nuốt đan dược, thuận tiện tái tạo kim thân thể phách, chỉ đợi thời cơ chín muồi, chơi bạc mạng mở đột, pháp tắc không mơ hồ, hết thảy đều tốt xử lý. Không được hắn đáp lại, huyết vương ma chi thân diện mục càng lộ vẻ dữ tợn. Khác huyết tộc tiên vương, thần sắc cũng cơ bản không sai biệt lắm, bọn hắn đã ở tinh không đợi Triệu Bân rất nhiều ngày, chờ chính là một ngày này, giao nguyệt không tại, nhìn ngươi còn như bức không? Có thể tìm ra đến. Huyết vương ma chi bên cạnh thân con mắt. Vẫn cần một chút thời gian, tam mục thanh niên thản nhiên nói. Tìm không được không có chuyện gì, Triệu Bân chính mình chạy ra ngoài. Tối nay, ánh trăng không tồi. Vẫn là câu nói này, từ trong miệng hắn nói ra, lại phối hợp bây giờ tình trạng, rất có vài phần thâm trầm bức cách, thậm chí chúng tiên vương đô trở tay không kịp, này liền đi ra. Hẹn gặp lại. Triệu Bân khoát tay, chớp mắt biến mất. Chúng tiên vương cùng nhíu mày. Chỉ có tam mục thanh niên hơi hơi ngước mắt, là mắt thấy Triệu Bân trốn vào hắc động, cái kia hàng thể nội thần minh pháp tắc, thật đúng là thần thông quảng đại, có thể mở đường hắc động, cái này là hắn chưa từng ngờ tới. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tam mục thanh niên cười lạnh, để tam mắt tỏa thả quỷ quyệt chi quang, hắn cũng đi theo biến mất, hoặc có lẽ là tiềm nhập không gian hắc động. Cũng là sống trong nghề, ai còn không có một chút tuyệt chiêu.
thần minh pháp tắc có thể mở đường hắc động, hắn đệ tam con mắt, cũng có các loại năng lực này, đơn giản hao tổn đồng lực thôi. Ai nha? Gặp tam mục thanh niên truy vào tới, Triệu Bân lông mày chọn lão cao. Hắn cho là, chỉ có đạo tiên cùng tà quân cấp độ kia đại lão, có thể tùy ý xuất nhập không gian hắc động, chưa từng nghĩ, huyết tộc cũng có hạng này đại năng. Sao không chạy, tam mục thanh niên một lời cô quạnh. Nghỉ một lát, Triệu Bân trở về tùy ý, vô tận thị lực nhìn lén tứ phương, cũng không gặp những người khác, cũng chỉ tam mục thanh niên một người đi vào. Như thế, cái kia còn sợ cái chim này, quần ẩu chơi không lại, đánh đơn độc chiến, vậy thì nói khác, không phe thứ ba quấy rầy, hắn có thể đem hàng này đánh thành cho. Phanh! Tam mục thanh niên một bước vượt qua hắc ám, năm ngón tay đại thủ che giấu một phương. Triệu công tử một chút cũng không sợ, huy kiếm mở tinh hà, cưỡng ép chém nát đại thủ. Hắn không lại mở đột, một kiếm sau đó, nhanh tới đây một cái thuấn thân. Tam mục thanh niên cũng là siêu quần bạt tụy, nhẹ nhõm né qua, tả hữu hai con ngươi tất cả tia sáng bắn mạnh, có hai đạo khô diệt sấm sét bổ ra, lại là cực điểm khóa chặt, Triệu Bân phong thần bộ, thi triển đến cực hạn, đều không thể né qua, vừa mới tái tạo không lâu thể phách, bị xé nứt nửa bên, lộ ra ngoài bên ngoài sán sán gân cốt, đều bị sấm sét chém đứt. Người cái này mắt không tệ. Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ, phá lệ ưu ái đối phương ba con mắt, đều có các năng lực, có thể công phạt cũng có thể bỏ chạy, đều rất thực dụng. Chính là không biết, đem ba con mắt móc đi ra, có thể hay không đổi được trên người hắn, hắn cái này tự học tiên nhãn, có chút theo không kịp thiết tấu, nhu cầu cấp bách chất dinh dưỡng thăng cấp, đơn giản đặc thù con người bản nguyên, tựa như vị này tam mục, hắn nhìn xem liền rất thuận mắt. Ông, tam mục thanh niên lại đến, tế một ngụm máu sắc lò luyện đan. Nhìn lô bên trong, có tinh hồng hỏa diễm thiêu đốt, đó là nguyên thần chi hỏa. Triệu Bân một bước không đi ổn, tại chỗ bị nuốt vào đan lô. Tam mục thanh niên liền tự giác, rất nhiều phong ấn gia trì, muốn cưỡng ép khóa Triệu Bân. Hắn có thực lực này, bị khốn ở trong đó Triệu công tử, lúc này thật sự khó chịu, đỏ tươi nguyên thần chi hỏa, cực điểm luyện hóa chi lực, khí huyết liên miên bị dập tắt. Phản ngươi, Triệu Bân ông một tiếng, xách ra âm dương kim đao. Đại lực xuất kỳ tích, tiên lôi một tiếng gào to, hỗn thiên hỏa cũng đầy trời nhảy nhót. Lời này không giả, Triệu Bân nhất đao chém ra đi, thật sự bổ ra đan lô, dùng tất nhiên là lực chi pháp tắc, nhiều ngày diễn hóa, có thể thành bí văn, in vào trên binh khí, có thể ra chỉ lực chi đạo. Nếu không phải hắn đạo hạnh thấp, xa xa không sử dụng ra được bán thần pháp khí lực sát thương, bằng không, một đao này không chỉ có thể phá lò luyện đan, còn có thể để cho tam mục thanh niên biết. Bông hoa vì đi hồng như vậy. Ngô! Tam mục thanh niên kêu đau một tiếng, rõ ràng có chút không kịp chuẩn bị. Đó là âm dương nam quân binh khí, hắn tự nhận đến, đó là lực chi đạo, hắn tự cũng nhận ra, phối hợp thần minh pháp tắc, thái hư cảnh thật đúng là có thể phá hắn lò luyện đan, là hắn đánh giá thấp tên tiểu bối này, khó trách có thể làm đại la thánh tử, thật có mấy cái bàn trải. Phách thiên trảm! Triệu Bân lăng không mà đến, một đao bá thiên tuyệt địa. Tam mục thanh niên ổn ép một cái, diễn xuất một ngụm hư ảo kim trung, bao lại thể phách, dùng cái này làm phòng ngự. Nhưng hắn, vẫn là xem thường Triệu Bân một đao này, đang rơi xuống trong nháy mắt, uy lực đột nhiên tăng, có rất nhiều sức mạnh gia trì, vẻn vẹn hắn thấy, liền có tạo hóa cùng luân hồi chi lực. Răng rắc, kim trung nếu như giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi, trong chốc lát băng liệt. Mà tam mục thanh niên, thì bị một đao chém nửa quỳ trên mặt đất. Hắn nhiều năm góp nhặt mà đến mức cách, cũng cùng với cái quỷ này, nát một chỗ, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Chém chết ngươi, Long Uyên gào thét mà đến. Tam mục thanh niên hừ lạnh, khí huyết ngập trời lăn lộn, cứng rắn nhô lên Triệu Bân một đao này, chờ Long Uyên giết đến lúc đó, hắn đã lên thân, một trường đem hắn vung mạnh lật, kiếm thể chi quang đều suýt nữa chôn vùi, có thể thấy được một trường này, khủng bố đến mức nào, trong nháy mắt cho Long Uyên đánh ỉu xìu. Ngươi! Đáng giá lão phu động toàn lực, tam mục thanh niên nhàn nhạt một tiếng. Hay là hắn đệ tam con mắt, có kỳ dị chi lực chảy xuống, trong nháy mắt tuôn ra đầy toàn thân. Mà khí thế của hắn, cũng bởi vì đệ tam con mắt, tức thì bạo tăng, đủ tới sức chiến đấu gấp 10 lần. Cái này cũng được, Triệu Bân nhìn kéo khóe miệng. Ta phong thần chi lộ, ngươi chính là bàn đạp, tam mục thanh niên u cười, phá lệ xâm nhiên, lại kèm theo một loại mê hoặc tâm thần con người ma lực. Dù là Triệu Bân nghe xong, đều một cái chớp mắt mơ hồ. Đây không phải nói mạnh miệng, nếu ma vương tỉnh dậy, chắc chắn cho chắc chắn.
Người này nếu thật nuốt vĩnh hằng thể, nhất cử phong thần tỷ lệ, thậm chí còn cao hơn khi trước Giao Nguyệt, chiến lực có lẽ không bằng Giao Nguyệt cung chủ, nhưng hắn là không thiếu sót chi thân. Điểm ấy, ngày xưa nửa chết nửa sống Giao Nguyệt, căn bản không thể so sánh. Có thể tuyệt vọng, Tam Mục thanh niên khí thế ngập trời. Người cái này treo quá mạnh, không đánh, Triệu Bân mang theo kim đao, quay người chạy. Đối phương không mở treo, đánh đều tốn sức, càng không nói đến sức chiến đấu gấp 10 lần. Tú Nhi từng nói qua, đánh không lại liền chạy, nam nhân mà. Nên sợ lúc còn phải sợ. Hắn muốn bỏ chạy, Tam Mục thanh niên tất nhiên là không làm, vét sạch một cái biển máu, ở phía sau đuổi sát không buông, lại một đường truy một đường đánh, đao quang kiếm mang đi đâu đều nương theo. Vốn là cô quạnh hắc ám, bởi vì hai bọn họ, biến phi thường náo nhiệt. Nguyên nhân chính là náo nhiệt, hắc ám chỗ sâu, mới có tiếng gầm vang vọng không dứt. Triệu Bân từng tiến vào hắc động hai lần, biết rõ hắc ám đáng sợ, hơn phân nửa lại chọc không biết mà tồn tại cường đại, đuổi giết hắn Tam Mục thanh niên, lúc đến cũng sớm đã có cái này giác ngộ. Bất quá, hai người đều ổn ép một cái. Lại nói Triệu Bân, có pháp tắc hộ thể, có thể mở đường hắc ám. Lại nói Tam Mục thanh niên, có quỷ dị đệ tam con mắt, có thể tùy ý xuất nhập hắc động. Như vậy và như vậy, tung chiến không được cường đại quái vật, cũng có thể thoát ra đi. Đều có treo ở thân, hai người tất nhiên là không kiêng nể gì cả, động tĩnh càng náo càng lớn. Ngoại giới, huyết tộc chúng tiên vương cũng không nhàn rỗi, như từng đạo huyết mang, xẹt qua vũ trụ mênh mông, không cách nào tiến không gian hắc động không sao, nghe hư vô âm thanh đuổi theo liền tốt. Khó tránh khỏi. Cái kia hai đánh đánh liền đi ra. Đem người gọi đến, quả là cử chỉ sáng suốt. Huyết ma ma chi thể xác tinh thần bên trong một lời, đối với Tam Mục thanh niên tặc có tự tin, nếu chiến lực toàn bộ triển khai, chớ nói một cái nho nhỏ thái hư cảnh, dù cho bán thần cũng có thể chính diện cứng rắn làm, đơn giản, đại giới thảm thiết một chút. Oanh, phanh. Trong bóng tối, tiếng ầm ầm một đường không dứt. Triệu Bân mở trốn tại phía trước, độn cũng không quay đầu lại. Tam Mục thanh niên truy sát ở phía sau, kinh khủng bí pháp tầng tầng lớp lớp. Thảm, Triệu công tử có chút thảm, duyên bởi vì đối phương mở đệ tam con mắt cấm pháp, không chỉ chiến lực bạo tăng, tốc độ cũng giống vậy, mỗi lần bị đuổi kịp, đều không thể thiếu một trận bạo truy. Gặp cục diện này, hắn đều phá lệ cảm kích Trường Sinh Quyết. Đại La Tiên Tông người đi, mỗi cái đều là kháng đánh chủ. Nên có thời hạn, trong lúc đó, Triệu Bân từng ngoái nhìn xem xét. Tăng cầm sức chiến đấu gấp 10 lần cấm pháp, hắn là đầu hẹn gặp lại, nhưng đã tiên nhãn loại cấm pháp, tất có thời gian phán định, tựa như hắn vĩnh hằng kim thân, cho dù nửa đường không tiêu tan kim thân, khả thi hạn đến, vẫn sẽ bị động tiêu thất, lại hao tổn dị thường đáng sợ. Khám phá điểm này, hắn chỉ cần chờ đợi liền tốt. Chờ đối phương sức chiến đấu gấp 10 lần tán đi, tức quyết chiến thời điểm. Lão đại, hắn đi ra. Đang trốn lúc, Triệu Bân chợt nghe Tiên Lôi gào to. Chờ nội thị vĩnh hằng giới, hắn lông mày chọn lão cao. Là hỗn thiên ma vương, lại gỡ ra bùn đất, lại từ ngôi mộ chui ra ngoài. Đối với cái này, hắn không chút nào kinh ngạc. Ma vương đi, ngôi mộ rất khó vây khốn. Hắn ngoài ý muốn chính là, vĩnh hằng giới lại không bài xích này hàng, cái này cùng ngày xưa thiên tộc thánh nữ, không có sai biệt, rõ ràng là vật sống, lại có thể tại hắn vĩnh hằng giới lâu dài tồn lưu. Bản vương, nộ khí rất lớn. Ma vương mở miệng liền mắng. Hắn tốt xấu xuất từ ma thần, lại mẹ nó bị tiểu bối chôn sống. Triệu Bân không ngôn ngữ, vừa lái độn một bên nhìn ma vương. Rất rõ ràng, ma vương cũng là một cái bất phàm chủng loại. Thân là vật sống, có thể tại vĩnh hằng giới tồn lưu, đều không phải bình thường nhân vật. Ma vương cũng trách mắt nhìn Triệu Bân, trong mắt hỏa diễm nở rộ, nếu không phải hắn tại yếu đuối trạng thái, nhưng là không phải phát hỏa đơn giản như vậy. Đều nói là người trong nhà, còn chôn sống. Sư tôn đêm qua báo mộng, nói muốn ta. Triệu Bân bình tĩnh thong dong, cũng là một lời thâm trầm. Thật sao, lời này vừa ra, ma vương trong tròng mắt ngọn lửa, trong nháy mắt tản hơn phân nửa. Hắn nhiều tự giác a, lại nhảy trở về ngôi mộ. Sợ là chưa tỉnh ngủ, phải ngủ cái hồi lung giác. Triệu Bân bão nổi không sao, nhiều lắm là chôn sống hắn. Nguyệt thần như bão nổi. Cái kia phải đi âm tàu địa phủ đưa tin. Cổ lão ký ức, nhà hắn bản tôn lần thứ nhất gặp được Nguyệt thần lúc, bị truy chỉ còn dư một tia tàn hồn, nếu không phải hỗn thiên ma thần cơ trí, làm sao có sau đó hắn. Bóng tối, đây là Nguyệt thần lưu cho bản tôn bóng tối.
Thật vừa đúng lúc, hắn xuất từ ma thần, hoàn mỹ kế thừa. Trở về, Triệu Bân kêu một tiếng. Già già, ma vương một mực thở dài. Ngươi vì cái gì có thể tại vĩnh hằng giới tồn lưu? Triệu Bân hỏi. Huyết mạch xuyên cớ, ma vương chậm chậm nói cũng đúng lời nói thật. Đáp lại hắn, nhưng là Triệu Bân kêu đau một tiếng. Tùy theo mà đến, chính là một đạo chói mắt kim quang. Ma vương ngoái nhìn, hướng về sau liếc mắt nhìn, có thể nhìn thấy tam mục thanh niên. Ai yêu uy, hắn một lời, rất nhiều kinh ngạc. Ngươi có thể nhận ra hàng này, Triệu Bân ho ra máu, còn tại đào vong. Huyết tộc người tài ba, há có lý do không biết. Vậy hắn cái này sức chiến đấu gấp 10 lần. Đệ tam con mắt cấm pháp, ma vương sủi tay, còn tại bốn phía mong nhìn, cũng không nhìn thấy giao nguyệt, hắn bị chôn sống trong khoảng thời gian này, nên xảy ra rất nhiều chuyện. Phương pháp này nhưng có thời hạn, Triệu Bân lại hỏi. Đâu chỉ có thời hạn, đại giới cũng rất khốc liệt. Ma vương nói, một lần chiến lực, cần hao tổn 100 năm tuổi thọ, hai lần chính là 200 năm, cứ thế mà suy ra. Triệu Bân nghe kéo khóe miệng, theo tính như vậy, sức chiến đấu gấp 10 lần chẳng phải là ngàn năm thọ nguyên. Thật đúng là, lực lượng bá đạo, cần bá đạo hao tổn. Mà tam mục thanh niên, cũng thật là độc ác, vì bắt hắn, lại mở sức chiến đấu gấp 10 lần. Nói thực ra, đánh hắn không cần gấp 10, gấp 5-3 lần là đủ rồi. Thời hạn bao lâu, thổn thức sau đó, Triệu Bân hỏi lần nữa. Không biết, ma vương khẽ gật đầu, liều mạng chạy là được rồi. Không cần hắn nói, Triệu Bân chạy so với ai khác đều nhanh. Ngược lại là ma vương, sắc mặt thâm trầm, có thể nhìn ra tam mục thanh niên dụng ý, không tiếc hao tổn ngàn năm xóa bỏ lệnh cấm pháp, rõ ràng không thể sai sót, bởi vì nắm Triệu Bân, tạo hóa là nghịch thiên, không có cái nào tôn tiên vương, có thể ngăn cản thành thần dụ hoặc, đổi lại là hắn, chỉ cần có thể bắt sống vĩnh hằng thể, chớ nói ngàn năm tuổi thọ, tung 2000 năm, cũng không chút nào cau mày. Chanh! Kiếm minh lóe sáng. Tam mục thanh niên lại ra một kiếm. Một kiếm này đủ hủy diệt, sinh bổ Triệu Bân nửa cái thân thể. Hơn nữa, hắn kiếm ý quỷ quyệt, xâm nhập thể nội rất khó khử diệt. Triệu Bân cực kỳ khó chịu, trường sinh quyết đều nhìn không được thụ thương tốc độ. Đi phương đông, ma vương nhắc nhở một tiếng. Bên kia, như có tồn tại cường đại, Triệu Bân hai mắt híp lại, phương đông sâu trong bóng tối, tiếng gầm nhiều nhất, khí tức đáng sợ cũng không thiếu, nhìn xem đều tim đập nhanh. Dựa thế, ma vương lời nói ung dung. Triệu Bân không ngốc, từ nghe hiểu. Hắc động ác độc biết bao người, hắn chơi không lại, đằng sau vị kia, hơn phân nửa cũng chơi không lại. Không suy nghĩ nhiều, hắn một cái hoa mỹ di chuyển, thẳng đến đông phương hắc ám. Tam mục thanh niên con mắt tinh hồng, vẫn như cũ đuổi sát không buông. Ma vương nói không giả, hắn hao tổn ngàn năm tuổi thọ xóa bỏ lệnh cấm thuật, chính là không thể sai sót. Nắm đại la thánh tử. Thành thần không thơm đi. Siêu. Triệu Bân như một đạo kim mang, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đối phương hao tổn tuổi thọ, hắn cũng tại thiêu đốt tuổi thọ. Sức chiến đấu gấp 10 lần tốc độ, vượt xa quá hắn, không muốn chết, không phải liền phải chạy nhanh lên một chút đi. Thật muốn chính diện cứng rắn làm, tam mục thanh niên một chưởng là có thể đem hắn đánh tan đỡ. Triệu Bân, ngươi trốn không thoát. Tam mục thanh niên âm hiểm cười, băng lãnh tịch mịch. Hắn hai con người giấy lên liệt diễm, có hai đạo ánh lửa một trước một sau bổ tới. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua. Tung như thế, hắn vẫn là gặp ánh lửa dư ba, tuy chỉ ở đầu vai hoạch xuất ra một đạo vết máu, lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Nho nhỏ vết thương, tại cực tốc khuếch trương, xé rách hắn xương vai, thối giữa cánh tay của hắn, dù là trường sinh quyết, đều không chặn được khô diệt chi lực, rất có xâm lược tính chất hủy hắn thể phách. Thậm chí ngắn ngủi một hai trong nháy mắt, nửa bên phải cơ thể huyết cốt lộ ra ngoài. Như vậy tà dị sao? Triệu Bân là kẻ hung hãn, tại chỗ huy kiếm, chém tới nửa cái thân thể, để tránh ánh lửa lan tràn. Cái đồ chơi này cùng ma tử ma luận huyết tế giống nhau đến mấy phần, đồng dạng là hỏa diễm thiêu đốt, một khi bốc cháy, liền không có xong không còn, căn bản phốc bất diệt. Cái kia hàng, sợ cũng không dễ chịu. Ma vương đạp tay, liếc qua tam mục thanh niên. Cái kia ba con mắt tặc có ý tứ, đều có năng lực đặc thù. Bất quá, mỗi một lần thi triển bí pháp, đại giới cũng là thảm thiết. Như sức chiến đấu gấp 10 lần, hao tổn chính là tuổi thọ. Như quỷ dị ánh lửa, đốt đi nhưng là bản nguyên huyết. Nếu hắn đoán không sai,
Tam mục thanh niên đồng tử, cũng không phải là tiên thiên sở sinh, nên hậu thiên cấy ghép. Một cái tiên thiên, một cái hậu thiên, khác biệt liền đi ra. Nếu thuộc cái trước, hơn phân nửa không có bực này máu tanh hao tổn, như Triệu Bân tiên nhãn, là chính mình thu ra tới, thi triển thuấn thân tuyệt sát, đơn giản tiêu hao đồng lực, cùng tuổi thọ cùng bản nguyên huyết không dính dáng. Chờ ngươi chiến lực tán đi, nện chết ngươi. Triệu Bân thầm mắng, một bên tái tạo thể phách một bên liều mạng bỏ chạy. Mắng thì mắng, hắn đối với tam mục thanh niên mắt, càng thêm hiếm có. Nếu có may mắn đem cái kia hàng trấn áp, liền đoạt lại nghiên cứu một chút, tung không cách nào hoàn mỹ cấy ghép, cũng có thể rèn luyện ra một chút bản nguyên, lấy làm hắn tiên nhãn chất dinh dưỡng. Ma vương đã thu con mắt, nhìn phía đông phương hắc ám, con mắt cực điểm híp lại. Chớ nhìn hắn không đầy đủ không chịu nổi, nhưng tầm mắt còn tại, bên kia thật có nhân vật đáng sợ, dù là tam mục thanh niên sức chiến đấu gấp 10 lần, vẫn như cũ không đáng chú ý, đến nỗi Triệu Bân, chớ nói chi là. Có thủy, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, trốn đến mảnh này hắc ám, đã có thể nghe sóng lớn mãnh liệt âm thanh, giống như là từng mảnh bọt nước, đập đá ngầm cùng bờ biển. Khoảng cách tới gần, một mảnh quang huy đập vào tầm mắt. Kia thật là một mảnh hải, nước biển nhuộm tiên quang, vàng óng ánh, nhìn ánh mắt hắn kỳ quái, cái này đen thui thế giới, lại có một mảnh hải dương màu vàng óng, cùng hắc ám không hợp nhau, nhưng chính là mảnh này hải, để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Chớ vào đi, ma vương nhắc nhở một tiếng. Biết rõ, Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, đã là đồng lực tụ tập. Ngược lại là cái kia tam mục thanh niên, đuổi lâu như vậy đều không đuổi kịp, đã là đôi mắt muốn nứt, đầy trong đầu cũng là vĩnh hằng thể, nghiễm nhiên quên đi nguy hiểm, hoặc có lẽ là, hắn có cường đại dựa dẫm, tung tao ngộ đáng sợ quái vật, cũng tự nhận có lực đánh một trận, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy thôi. Hắn có thể tùy ý xuất nhập hắc động. Siêu. Triệu Bân thân như kinh hồng, đã chạy trốn tới biển cả biên giới. Tam mục thanh niên sau đó liền đến, cách không lấy tay, nước biển kim quang rực rỡ, có thể chiếu rọi hắn diện mục dữ tợn, ba con mắt đều đốt lửa nóng quang, vĩnh hằng thể muốn tới tay. Ngay tại lúc này, ma vương hét lên một tiếng. Hắn thoại phương rơi, thì thấy Triệu Bân thông suốt xoay người. Cũng là tích tắc này, hắn tiên nhãn nhắm ngay tam mục thanh niên. Hắn làm gì thiên hoán địa chi pháp, cưỡng ép cùng với đổi cho nhau vị trí. Tam mục thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ chúng chiêu. Đợi hắn lại đến thân, đã là biển cả ranh giới. Cho ta đi vào đi. Sau lưng, Triệu Bân khí huyết bốc lên, huy động âm dương kim đao. Một đao này, không chút làm bị thương tam mục thanh niên, lại là đem hắn đẩy vào biển cả, cái kia phù phù một thanh âm vang lên, tựa như thiên thạch rơi xuống nước, vang lên đủ cao vạn trượng lớn bọt nước. Chạy, chạy mau. Ma vương ngữ khí, biểu lộ ra khá là gấp rút. Cần gì hắn nói, Triệu Bân cũng đã vắt chân lên cổ mở đột. Gần biển một chớp mắt kia, hắn cảm giác rõ ràng, trong biển có một đôi băng lãnh con mắt, đang ngó chừng hắn nhìn, nhìn hắn toàn thân trên dưới xuyên tim, hắn không biết đối phương là người hay là quái vật, chỉ biết vô cùng cường đại. Như thế, cũng không phải mau chóng chạy đi. Tại địa bàn của người ta làm loạn, đụng vào bạo tỳ khí, đó chính là không chết không thôi. Triệu Bân có thể cảm giác được, tam mục thanh niên từ cũng có cảm thấy, thêm nữa hắn đã đọa thân biển cả, cảm giác rõ ràng hơn, trong biển có cường đại tồn tại, mạnh đến để cho hắn tâm linh run rẩy. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đột. Làm gì, bọt nước lăn lộn, lại đem hắn cuốn trở về. Sau đó một màn, liền phá lệ đẹp mắt, trước đó không lâu còn nghiêu bức hống hống tam mục thanh niên, lúc này, tựa như một cái vịt lên cạn, ở trong biển bay nhảy, mỗi lần muốn giết đi ra. Đều sẽ bị bọt nước ngăn lại, cái gọi là sức chiến đấu gấp 10 lần, nghiễm nhiên thành bài trí. Nhưng nhìn rõ ràng, Triệu Bân hỏi. Ma vương khẽ gật đầu, tầm mắt có chút không dùng được. Cái kia phiến biển cả rất quỷ dị, có quỷ quyệt chi lực bao phủ, ngăn cách nhìn lén, nhảy đến bây giờ, hắn cũng không xác định bên trong có gì, có lẽ là cá nhân, cũng có lẽ là quái vật. Đột, tam mục thanh niên phóng lên trời, để tam con mắt lấp lóe u quang. Nói độn liền đột. Hắn trong nháy mắt biến mất ở biển cả, nói cho đúng là chui ra khỏi hắc động. Không khó nhìn thấy, hắn hình thái chật vật, chớ nói sức chiến đấu gấp 10 lần, liền không sứt mẻ thể phách, đều tương tự thịt nát nát vụn cốt, quỷ hiểu được hắn ở trong biển, gặp cỡ nào công phạt. Thừa dịp hắn bệnh, ma vương một lời thâm trầm. Đòi mạng hắn, Triệu Bân bổ nửa câu sau.
không còn sức chiến đấu gấp 10 lần, cái kia còn sợ cái chim này, nhất thiết phải đập chết cái kia hàng. Thần minh pháp tắc mở đường, hắn cũng chui ra khỏi hắc động, trước khi đi một cái chớp mắt, hắn vẫn không quên ngoái nhìn nhìn biển lớn màu vàng óng, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, nên một nữ tử. Oanh! Ra hắc động tam mục thanh niên, rơi vào một hành tinh cổ. Có lẽ là hắn thể phách quá nặng nề, tinh thể đều bị nện sụp đổ hơn phân nửa. Hắn đâu chỉ hình thái chật vật, đơn giản vô cùng thê thảm, bị Triệu Bân lừa không sao, suýt nữa gãy tính mệnh, đến nước này, trên thân còn dính sán sán nước biển, cực điểm hóa diệt hắn tinh khí, nước biển mang theo cuốn kim quang, chui vào thể phách, ăn mòn hắn nguyên thần. Phá! Tam mục thanh niên hét to, cưỡng ép khử diệt nước biển. Còn có quỷ quyệt kim quang, cũng cùng nhau bị chấn diệt. Phanh! Triệu Bân từ trên trời giáng xuống, dẫm sập một tòa núi cao. Hắn cũng thê thảm, nhưng sách đao hắn, lại phá lệ bá khí ầm ầm. Triệu Bân, tam mục thanh niên phẫn nộ gào thét, vét sạch sát khí ngút trời, vẫn là cách không một trường, đánh không gian vỡ nát, nếu không phải tiểu tử này, hắn gì đến thảm liệt như vậy. Tới! Triệu Bân ngược gió liền bên trên, một cái tiếp thiên quyền cương mãnh bá liệt. Tam mục thanh niên đại thủ, bị cường thế đánh nát, kèm thêm bản thân hắn, cũng bị oanh lật không còn sức chiến đấu gấp 10 lần, lại thương cực thảm. Hắn có vẻ như không ra thế nào kháng đánh, nhục thân máu tươi, kém chút bị oanh thành một bãi thịt nát, một quyền sau đó, nào còn có hình người có thể nói. Đánh không lại liền chạy thôi. Như tam mục thanh niên, liền có phần thức thời, độn gọn gàng mà linh hoạt. Bị thương thành như vậy, hắn đổ thanh tỉnh không thiếu, lại đã có giác ngộ, trong thời gian ngắn, chiến không được Triệu Bân, tất cả bởi vì cái kia kim sắc biển cả, muốn nửa cái mạng hắn. Vội đi đầu thai. Triệu Bân một bước vượt qua hư thiên, ngăn cản lúc nào đi lộ. Tam mục thanh niên nghiến răng nghiến lợi, vung cánh tay lên một cái, đầy trời phù chú huy sái. Đó là sát sinh phù, tiên vương cấp sát sinh phù, mỗi một đạo đều huyết lâm xối. Triệu Bân xông quá mạnh, đụng cái tấm tấm dòng dã, tại chỗ bị tạc lộn ra ngoài. Thừa này thời cơ, tam mục thanh niên chui ra khỏi phiến thiên địa này. Hắn chạy trốn bước chân, biểu lộ ra khá là lảo đảo. Khí huyết cực điểm tán loạn. Phải biết, vì mở sức chiến đấu gấp 10 lần, hắn là háo tổn ngàn năm thọ nguyên, bực này phản phệ, cũng không phải đùa giỡn, còn có đủ loại vết thương, càng là chó cắn áo rách. Phù chú ta cũng có. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, đuổi sát không buông. Dứt lời, thì thấy tam mục thanh niên trên đường chạy trốn, nhiều một đạo đạo ánh sáng màu vàng, thanh nhất sắc đồ tiên chú, đều là lúc trước chôn, bây giờ tập thể hiển hóa. Thật sao? Tam mục thanh niên cũng đụng cái ngay ngắn, lại bị nổ lật trở về. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết tới, lăng thiên một đạo phách thiên trảm, thành trăm trượng đao mang. Phốc! Huyết quang chợt hiện. Tam mục thanh niên nhục thân, bị một đao bổ diệt. Liền cái này, cái kia hàng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, độn cũng không quay đầu lại. Người bảo bối không thiếu đi, Triệu Bân mang theo kim đao, sau này đuổi theo, có thể trông thấy tam mục thanh niên nguyên thần trong cơ thể. Cất giấu một mặt linh kính, nên một loại hộ thể bí bảo, cũng chính là cái này bí bảo thủ hộ, hắn khi trước một đao, mới không bị thương đến tam mục thanh niên nguyên thần. Đó là hộ thần kính, ma vương chậm chậm nói. Đồ giỏm a, Triệu Bân há miệng tới một câu như vậy. Ân, hàng nhái, ma vương không phản bác, chân chính hộ thần kính, hắn là gặp qua, chính là hàng thật giá thật thần khí, thật muốn có thần binh, tiểu tử kia cũng sẽ không chạy. Chanh! Triệu Bân mi tâm chấp lóe, thiên diệt kiếm ra tay bá đạo. Tam mục thanh niên trúng chiêu, nguyên thần huyết quang, là bán tán loạn nguyên thần chi lực. Hắn phẫn nộ gào thét, tràn đầy oán cùng hận, đường đường đỉnh phong tiên vương, lại bị thái hư cảnh truy sát, cũng trách hắn sơ suất, lấy Triệu Bân đạo nhi, hiểm bị hố chết tại biển lớn màu vàng óng. Đang khi nói chuyện, Triệu công tử lại đuổi theo. Thừa dịp người bệnh muốn mạng người, hắn là không chút nào lưu thủ. Tam mục thanh niên thì thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép mở đột. Hắn có cơ hội sống sót, nhìn tinh không một phương, có huyết khí mãnh liệt, có bóng người đánh tới, đều là hắn huyết tộc cường giả, chờ cứu viện quân giết đến, hắn liền coi như được cứu. Không trùng hợp a. Triệu Bân cũng trông thấy, lông mi hơi nhíu. Hắn có tự tin đồ tam mục thanh niên, nhưng cần thời gian, bởi vì hàng này tại liều mạng mở đột, không sao dễ dàng truy, còn có chính là hộ thần kính. Cực điểm thủ hộ lấy nguyên thần. Tình trạng như thế, cầm xuống tam mục thanh niên rất tốn sức. Chủ yếu nhất là,
đối phương viện quân đã đến, sợ là muốn bị quần ẩu. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn bản vương. Ma vương một bước đứng dậy, năm ngón tay mở ra, hướng tam mục thanh niên. Thấy hắn bàn tay ở giữa, có ma vương rong chơi, càng có ma đạo bí văn khắc họa. Định! Hắn hét lên một tiếng, rất có vài phần uy nghiêm. Chạy trốn tam mục thanh niên, vẫn thật là định đó. Triệu Bân nhìn trao lên lông mày, yếu đuối ma vương, lại còn có làm phép sức mạnh. Hắn không có thời gian hỏi thăm, một bước không gian vượt qua, giết đến tam mục thanh niên trước người. Ngươi! Tam mục thanh niên hai mắt nổi bật, lại là không thể động đậy. Triệu Bân liền tự giác, một tay thăm dò vào hắn nguyên thần thể, chơi một cái trộm tiên chi thuật, cưỡng ép túm ra hộ thần kính, không có cái đồ chơi này thủ hộ, nhìn ngươi còn lãng hay không lãng. Đích xác, không còn hộ thần kính, tam mục thanh niên khí thế rớt xuống ngàn trượng. Đợi hắn khôi phục năng lực hành động, Triệu Bân trong mắt đã nở rộ màu trắng ngọn lửa. Không tệ, là mộng chi đạo huyễn thuật, đem tam mục thanh niên kéo vào trong ảo cảnh, tuy chỉ nửa trong nháy mắt, đầy đủ hắn thi triển phong cấm chi pháp, mấy trăm đạo phù chú gia trì, cưỡng ép gò bó. Vào đi ngươi! Triệu Bân vung tay lên, đem tam mục thanh niên thu vào tử phủ. Ma huyết tộc viện quân, cũng tại bây giờ giết đến, thật vừa đúng lúc, nhìn thấy một màn này, bao quát huyết vương ma chi thân ở bên trong, đều thần sắc kinh ngạc, cũng đều khó có thể tin. Đó là hắn huyết tộc đại năng A, nội tình biết bao hùng hậu, đi hắc động đi dạo một vòng, lại chỉ còn lại một đạo hư ảo nguyên thần, lại còn bị thái hư cảnh Triệu Bân chân áp. Sao sẽ như thế? Cái này, là huyết tộc chúng tiên vương có phần muốn biết. Gấp 10 chiến lực, cũng bắt không được một tên tiểu bối. Triệu Bân cũng không rảnh rỗi phản ứng đến bọn hắn, hắn tại chúng tiên vương rơi xuống trong nháy mắt, liền đã mở đột, theo như một đạo kim sắc quang mang, hoạch thiên mà qua, đối phương nhiều người, không nên trang bức. Bắt lấy hắn, huyết vương ma chi thân hét to. Chúng tiên vương phần phật một mảng lớn, toàn bộ đều dâng lên. Đáng tiếc, bọn hắn chú định đuổi không kịp. Ra cổ tinh, liền không thấy Triệu Bân bóng dáng. Hắn nhiều cơ trí a, tìm cái mát mẻ chỗ, lại chui vào hắc động. Đáng chết. Huyết vương ma chi thân phẫn nộ gào thét, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Vĩnh hằng thể vào hắc động, vậy thì không cách nào, bọn hắn vào không được, một người duy nhất có thể đi vào, chỉ có tam mục thanh niên, tiếc nuối là, tam mục thanh niên đã bị trấn áp. Cục diện chính là như thế cái cục diện. Một cái con vịt đã đun sôi, bay. Mà bọn hắn trận này truy sát, cũng dùng thất bại mà kết thúc, không những không có thể sống bắt đại la thánh tử. Còn bị cái kia hàng chạy, không chỉ chạy, CMN bắt đi huyết tộc người. Hô! Trong lỗ đen, Triệu Bân hung hăng thở dài một hơi. Lại tại trước quỷ môn quan đi dạo một vòng, thật mẹ nó kích động. A! Tam mục thanh niên kêu gào, vô hạn vang vọng hắn tử phủ. Triệu Bân không để ý tới, nhìn về phía vĩnh hằng giới, ma vương trạng thái không tốt, toàn bộ ỉu xìu không kéo mấy, xem ra, thi triển định thân chi pháp, ma vương bỏ ra cực đánh đổi nặng nề. Chào đón sư tôn ngươi, cho bản vương nhớ nhất công. Ma vương mắng. Tất yếu, Triệu Bân cười ha ha, nhìn ma vương cũng càng ngày càng thuận mắt. Từ vĩnh hằng giới thu con mắt, Triệu Bân hướng hắc ám liếc mắt nhìn, mắt có thể bằng chi địa, có thể gặp sâu trong bóng tối, có một túm quang huy, đó là biển lớn màu vàng óng, có lẽ là khoảng cách quá xa, căn bản nhìn không rõ, giấu tại trong đó cường đại tồn tại, nhất định kinh khủng. Nơi đây không nên ở lâu. Ma vương ngồi ở ngôi mộ phía trước. Biết rõ, Triệu Bân liếm khí tức, yên tĩnh lui vào hắc ám. Lão đại, nó nát, Long Uyên một tiếng ho khan. Triệu Bân nghe ngóng trách mắt, Long Uyên trong miệng nó, là chỉ hộ thần kính, quanh quẩn trên đó tiên vương, đã chôn vùi, lại rất nhiều vết rách, hắn nhìn lên, tấm gương đã nổ nát vụn. Nói thực ra, hắn có chút đau lòng. Đây là một cái bảo bối tốt, có thể thủ hộ nguyên thần. Vật này là một đối một khế ước lạc ấn, ma vương giải thích nói. Khế ước lạc ấn, Triệu công tử đầy mắt hiếu kỳ, đầu trở về nghe thuyết pháp này. Vật này từ luyện thành cái kia mặt trời mọc, liền chỉ có một cái chủ nhân, cũng chỉ có thể cùng một người ký khế ước. Ma vương lời nói ung dung, một khi tấm gương ly thể, nhất định tự hủy. Ta còn muốn lấy chính mình sử dụng đây, Triệu Bân một tiếng thở dài. Không thể lãng phí, Long Uyên có phần tiến bộ, hộ thần kính mặc dù rách ra, nhưng mảnh vụn còn sót lại chất liệu không tầm thường, bị nó một ngụm nuốt, sau đó, chính là kiếm thể một tiếng rung động. Không lâu,
Triệu Bân tìm một khối tiểu lục địa, quyền đương nghỉ chân. Hắn tập trung vào tam mục thanh niên, tập trung vào cái kia hàng ba con mắt. Hắn đặc thù đồng tử, có thể hay không cấy ghép đến trên người của ta? Triệu Bân khiêm tốn thỉnh giáo. Con mắt thứ ba có thể. Ma Vương ực một hớp rượu. Cái kia khác hai cái. Triệu Bân tính thăm dò hỏi. Mặt khác hai cái chính là huyết hồn mắt, cùng vĩnh hằng huyết mạch tiên thiên bài xích. Ma Vương nói, cứng rắn muốn cấy ghép cũng không phải không được, người phải làm hảo mỗi ngày bị phản phệ chuẩn bị. Thôi được rồi, Triệu Bân ngượng ngùng nở nụ cười. Mỗi ngày đều bị phản phệ, đây không phải không có chuyện gì kiếm chuyện chơi đi. Còn tốt, con mắt thứ ba có thể cấy ghép, có dù sao cũng so không có mạnh. Hắn lại dò xét tay, móc ra tam mục thanh niên thứ tam nhãn. Tam mục thanh niên nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc bị cấm không động được. Thật kỳ dị đồng tử, Triệu Bân bày ra bàn tay, con mắt thứ ba liền treo ở lòng bàn tay, có quỷ quyệt chi lực rong chơi, tìm không ra lịch, chỉ biết nó thần kỳ mà cổ lão. Đồng tử bản nguyên tổn hao nhiều, Ma Vương tiếc nuối nói. Không ảnh hưởng năng lực của nó a. Triệu Bân trên dưới quét lượng. Xong, hắn mới đưa đồng tử in vào mi tâm. Một hồi lâu, mới thấy hắn thứ tam nhãn mở con mắt. Cảm giác rất kỳ quái, cái này chỉ không có con người đệ tam con mắt, có vẻ như nhìn gì cũng là huyết sắc, cẩn thận cảm giác một phen sau, mới phát giác kỳ dị chi lực, trừ này liền không còn gì khác. Không thể tăng cầm chiến lực. Triệu Bân gãi đầu một cái. Di thực mắt của hắn, không có nghĩa là liền có thể thức tỉnh năng lực của nó. Ma Vương giải thích nói, như bản Vương vừa mới nói tới, nó bản nguyên tổn hao nhiều, cho dù có thể thức tỉnh hắn cấm pháp, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng gấp 8 lần chiến lực, hơn nữa hao tổn cực kỳ khủng bố. Không vội, quay đầu nghiên cứu thật kỹ. Triệu Bân cười cười, lại tập trung vào tam mục thanh niên mặt khác hai cái mắt. Nhìn qua, hắn mới hỏi, cái này hai mắt, những người khác có thể hay không cấy ghép? Cần đặc biệt huyết mạch, Ma Vương sủi tay, huyết tộc tính toán một loại, nhưng cũng không hoàn mỹ, thường xuyên cũng bị phản phệ, nếu là ép không được, rất có thể diễn thành đạo thương. Người nói đặc biệt huyết mạch, là chỉ huyết hồn thể, cũng hoặc huyết hồn một mạch chi nhánh, đương nhiên, hỗn độn thể cũng là có thể, hỗn độn huyết mạch kiêm dung, cấy ghép huyết hồn mắt, cơ bản sẽ không bị phản phệ. Không dễ tìm. Triệu Bân một tiếng nói thầm, tại trong trí nhớ tìm. Hắn thân bằng hảo hữu, có vẻ như không có huyết hồn thể. Đến nỗi hỗn độn thể, chớ nói chi là, bực này trong truyền thuyết huyết mạch, cùng vĩnh hằng thể ngang nhau, mấy vạn năm đều chưa hẳn ra một cái, mặc dù có, hơn phân nửa cũng chướng mắt huyết hồn mắt. Thuộc về ta. Triệu Bân giò nửa tay, đem tam mục thanh niên mặt khác hai cái mắt cũng móc. Không thể cấy ghép, vậy thì luyện ra hắn bản nguyên, làm hắn tiên nhãn chất dinh dưỡng. Chuyện này hắn quen, cùng nhau đi tới cũng không bớt làm. Hắn một tay nắm một cái, lòng bàn tay đều có liệt diễm thiêu đốt. Hư ảo đồng tử, đều bị cường thế luyện hóa, chỉ còn dư bản nguyên. Ma Vương nhìn đau lòng, cái này đồng tử cũng không tệ lắm, làm gì di chuyển điều kiện quá hà khắc, tìm không được người thích hợp, cũng không chiếm được cái dùng đi. Vậy liền coi là hủy. Bên này, Triệu Bân đã đem bản nguyên đưa vào hai con ngươi. Bản nguyên như mát mẽ nước suối, tưới nước hắn đồng lực khô khốc tiên nhãn, bổ sung tiên nhãn đồng lực, tất cả thành bản nguyên chất dinh dưỡng, để cho hắn một đôi tiên con mắt, càng nhiều huyền ảo chi quang. Ngươi chân thân ở đây, đạo quân nhưng biết, Triệu Bân tùy ý hỏi. Tất nhiên là biết, Ma Vương không giấu giếm, bản vương cùng với có giao dịch. Gì giao dịch? Thiên cơ bất khả lộ. Thừa nước đục thả câu người, đều nên kéo ra ngoài XX. Triệu Bân mắt liếc Ma Vương. Không hổ xuất từ ma thần, toàn bộ siêu quần bạt tụy, nếu không phải giao nguyệt, hắn đến nay vẫn chưa hay biết gì đâu. Oanh! Hai người đang nói lúc, chợt nghe một phương oanh minh. Oanh âm thanh truyền lại từ hắc ám, có lộng lẫy chi quang huy sái. Triệu Bân gặp chi, lông mi hơi nhíu, bởi vì quang huy đến từ biển lớn màu vàng óng bên kia. Trong đó, có vẻ như đi ra một người. Phanh, phanh! Băng lãnh tịch mịch hắc ám. Đột nhiên vang lên oanh minh, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe, mới biết là người đi bộ âm thanh, nên người kia thể phách quá nặng nề, thậm chí mỗi một bước dẫm xuống, đều đạp càn khôn cự chiến, hắc động yêu vật, bởi vậy một mảnh gầm nhẹ, đó là kiêng kỵ cũng là sợ hãi, càng là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đi, đi nhanh, Ma Vương liền nói ngay. Triệu Bân mang thu con mắt, kêu thần minh pháp tắc.
pháp tắc không mơ hồ, trong nháy mắt mở đường, trợ hắn ra hắc động. Không lâu, một bóng người xinh đẹp đi tới nơi này mảnh hắc ám, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước sinh hoa, đi đâu đều có đạo âm vang vọng, tùy theo mà đến dị tượng, cũng là một bộ tiếp một bộ diễn hóa, sấn nàng tựa như ảo mộng, phảng phất giống như một tôn đến từ tuế nguyệt cuối nữ thần minh. Ngược lại cũng không giả. Nàng đích xác là một tôn thần. Không người biết được, nàng đến tột cùng là thời đại nào chí tôn, chỉ biết nàng dung mạo tuyệt đại, độc hữu một loại siêu nhiên thế ngoại mông lung cùng mộng ảo. Nếu là Triệu Bân còn tại, gặp nhiều nửa sững sờ, bởi vì tôn vinh, cùng hắn một cái chí thân, sinh chính là giống nhau như đúc. Cái này tôn thần, có vẻ như không chút tỉnh ngủ, trong mắt nhiều ngây ngô tiềm ẩn. Nàng đi đâu đều cuốn sạch lấy cái kia phiến biển lớn màu vàng óng, nghiễm nhiên lục thân bất nhận. Phàm nơi nàng đi qua, vô số hắc động tà vật bị nuốt diệt, trong đó không thiếu người mạnh, bị cuốn vào kim hải liền lại không đi ra, lưu cho hắc ám, chỉ từng tiếng thê lương kêu rên. Đến một đạo ngân hà phía trước, nàng mới đột nhiên định thân. Nàng như một tôn băng điêu, yên tĩnh mong nhìn sông đối diện. Nơi đó cũng có một người đứng lặng, phảng phất một tôn khôi lỗi. Nếu Triệu Bân ở đây, định cũng nhận ra, cũng không chính là lúc trước gặp được Quỷ La Vương sao. Hắn vẫn như cũ hai mắt trống rỗng, cũng vẫn là như vậy thần sắc thất thần, đối mặt một tôn có ý thức nữ, không có chút nào tình cảm lộ ra, bọn hắn hoặc nhận biết, không phải đối địch, nhưng chưa chắc là bạn tốt. Liền như vậy phân loại tại ngân hà hai bờ, cách sông nhìn nhau, đều yên lặng dọa người. Thật lâu, Quỷ La Vương quay người, xách theo băng lãnh chiến mâu, dần dần biến mất tại hắc ám. Nữ thần minh cũng đi, giống nhau một cái nhàn tản du khách, không giới hạn đi vào hắc ám, dường như đang tìm thứ gì, cũng hoặc là tìm nàng di thất nhiều năm ký ức. Bên này, Triệu Bân đã ở vực môn thông đạo ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chỉ lưu đệ tam con mắt mở lấy. Hắn không biết như thế nào xóa bỏ lệnh cấm pháp, cần tĩnh tâm suy xét. A, tam mục thanh niên phẫn nộ gào thét, đến nay cũng không ngừng. Hắn bại rối tinh rối mù, sức chiến đấu gấp 10 lần cũng không cầm xuống Triệu Bân, bị hủy nhục thân, bị nhốt tại tử phủ, còn bị chiếm ba con mắt, hắn con đường thành thần, đã không chỉ biến cố, mà là một hồi nhuốm máu ách nạn, hắn kết cục, nhất định là một hồi tử kiếp. Có này giác ngộ, Triệu Bân tất nhiên là thành toàn. Hắn làm thôn thiên chi pháp, cưỡng ép thôn vệ hắn nguyên thần, kèm thêm hắn bản mệnh pháp khí, cũng cùng nhau đánh hiếm nát, kế tiếp, chính là Long Uyên mùa xuân, hấp thu pháp khí tinh túy, đang lột xác, lại một lần rút đi duyên hoa, không ít hù dọa cái kia hai tiểu đồng bọn. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân đóng thứ tam nhãn, hai con người đóng mở. Hắn ánh mắt thâm thúy, lại rất nhiều tiếc nuối, đến nay, cũng không ngộ ra thứ tam nhãn cấm pháp, ngược lại là dùng mắt thứ ba nhìn càn khôn. Rõ ràng không thiếu, phối hợp nói nhà thiên cơ thuật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đơn giản hao tổn đồng lực, nhưng làm như vậy, có thể tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác dưỡng đạo uẩn. Người hôm nay nhãn thần thông. Thế nhưng là nguyệt thần chuyện. Ma vương đọc ngược lấy tay, đặt cái kia vừa đi vừa về tản bộ, như cái thị sát công việc cán bộ kỳ cựu, trái nhìn nhìn phải, vĩnh hằng thể thật tiến bộ, không biết lay bao nhiêu bảo bối, cái này không gian tùy thân, chính là tàng bảo khố, phát tài con đường. Cái kia hàng chỉnh rõ rành rành. Năm đó tại phàm giới truyền ta, Triệu Bân không giấu giếm. Có biết Nguyệt Thần ở đâu? Ma Vương một bên nhìn một bên hỏi. Nói thực ra, ta cũng tại tìm nàng. Triệu Bân tùy ý trả lời. Ma Vương lại xủy tay, một thân một mình nói nhỏ. Ngài lịch duyệt đông đảo, có biết nào có linh kiện? Triệu Bân cười ha ha. Không biết, Ma Vương nói dứt khoát, ba, năm trong nháy mắt sau, hắn mới bổ nửa câu sau. Đạo mộ, có lẽ còn có hàng tồn. Đạo mộ, cũng coi như vĩnh hằng một mạch truyền thừa. Tất cả đều là vĩnh hằng huyết mạch. Người coi huyết thống là rau cải trắng. Ma Vương mắt liếc, tiếp tục tản bộ. Phải hay không phải, Triệu Bân đều có phần tới tinh thần. Hắn tìm được tổ chức. Có hay không hàng tồn không sao. Thời buổi rối loạn bão đoàn sưởi ấm. Có biết hay không mộ vị trí cụ thể. Triệu Bân lại hỏi. Cái này... Người phải hỏi không niệm thiên, Ma Vương chậm chậm nói. Đại La Tiên Tông cùng đạo mộ, âm thầm còn có liên hệ. Bằng không thì ngươi cho rằng, bát đại thánh địa triệt binh là sợ không niệm thiên. Thì ra, Đại La Tiên Tông lại còn có như thế cái đáng tin cậy minh hữu. Minh hữu không thể nói là, đơn giản hai nhà tiền bối có ngọn nguồn, kế tục ân tình thôi, đợi hắn năm ngươi làm lớn là thánh chủ, có
có lẽ thật có thể liên minh, dù sao, ngươi là một tôn vĩnh hằng thể. Ma vương cuối cùng là ngừng thân, xử khắp nơi một đống bảo vật phía trước, chọn chọn lựa lựa. Liên minh nên sớm không nên chậm trễ. Triệu Bân cũng như vừa mới ma vương, nói nhỏ. Giao Nguyệt từng nói, thành tiên lộ sắp mở, thần tiên lưỡng giới che chắn không lâu cũng biết tán đi, thần giới đại lão như lâm tiên giới, cục diện canh đầu hỗn loạn, sớm hơn liên hợp, tao ngộ nguy cơ lúc, cũng tốt giúp đỡ lẫn nhau, cũng chính là hắn phía trên nói tới, đoàn kết sưởi ấm. Cùng đạo chủng liên minh, chưa chắc là chuyện tốt, ma vương lại nói. Lời này, Triệu Bân giống như đã từng quen biết, bởi vì đạo tiên cũng cùng hắn nói qua. Ma vương lời nói bên trong ngụ ý rất rõ ràng, đạo mộ cũng tình cảnh không tốt, hơn phân nửa cũng như đạo gia, có không ít thế lực đối địch, cùng liên minh, liền phải làm hảo đối đầu những cái kia thế lực chuẩn bị. Đạo mộ cũng thật là có thể nhịn, đến nay đều không tới tìm ngươi. Tung gà mở vĩnh hằng thể, trên người ngươi lưu cũng là vĩnh hằng huyết mạch. Ma vương ực một hớp rượu, nắm một cái thúy ngọc ngọc tỉ xem đi xem lại. Đồng dạng nghi hoặc, Triệu Bân tự nhiên cũng có. Hắn cùng với đạo mộ đều cùng vĩnh hằng có ngọn nguồn, cho dù không làm được đồng minh, cũng nên ngồi một chỗ trò chuyện chút, vẫn là nói, đạo mộ không chào đón hắn. Không thể a, hắn lớn nhỏ cũng là thánh tử, vẫn là không ra hồn hay sao? Ngươi chính là Nguyệt Thần Đồ Nhi. Mạc Tái cùng ngoại nhân nói, nhớ lấy. Ma vương cái này một lời, nói rất trịnh trọng, ai bảo Triệu Bân người mang vĩnh hằng huyết thống đâu. Thần giới một ít cái các đại lão, cũng không muốn thời đại này. Lại xuất một cái vĩnh hằng thần tôn. Đồng dạng, cùng Nguyệt Thần nhắc lên quan hệ thầy trò, cũng giống vậy nguy hiểm. Vẻn vẹn vĩnh hằng huyết thống, liền đầy đủ Triệu Bân thành chúng chú mục, càng không nói đến, Nguyệt Thần cừu gia, không giống như vĩnh hằng thần tôn thiếu, sư tôn kết xuống ân oán, đồ nhi tử gặp họa theo. Ta biết rõ. Triệu Bân khẽ gật đầu, hèn mọn phát dục mới là chính đạo. Nói xong, hắn một bước đi ra vực môn, tìm đạo mộ phía trước. Hắn trước tiên cần phải tìm vĩnh hằng đạo thể, hai người hơn phân nửa quan hệ không ít, làm không tốt. Vĩnh hằng đạo thể liền đến từ đạo mộ. Thuận tiện rẽ một cái. Không đợi Triệu Bân lại mở vực môn, liền nghe ma vương một lời. Không tiện, Triệu Bân ngoài miệng nói, nhưng vẫn là cầm tinh không đồ. Ma vương nhẹ phẩy tay áo, cho không gian tọa độ. Triệu Bân thì liếc mắt nhìn tinh không đồ, ước chừng đoán chừng, khoảng cách cũng không xa. Mở hết mã lực mà nói, 2-3 ngày liền đến, sau đó từ Tây Hoang vào Hồng Hoang Đại Lục, có vẻ như thêm gần. Sau đó một đường, hai người đều phá lệ yên tĩnh. Triệu Bân khoanh chân ngộ đạo, thuận tiện nghiên cứu đệ tam con mắt. Ma vương liền tự giác, tại Triệu Bân tiểu bảo kho, lật ra không ít đan dược, như ăn đường đậu, vang lên cót két, lấy điều dưỡng thể phách. Nếu sớm biết Triệu Bân là Nguyệt Thần Đồ, hắn liền không cùng đạo quân làm giao dịch. Cũng không phải là đạo quân không đáng tin cậy, chủ yếu là đem sức mạnh cấp cho tên kia, hắn cái này chỉnh nửa chết nửa sống, sau này một khoảng thời gian rất dài, cũng sẽ ở suy yếu trung độ qua, bực này cảm giác thật không tốt, cũng rất không có cảm giác an toàn. Khó tránh khỏi. Người nào đó ngày nào tâm tình khó chịu, lại sẽ cho hắn chôn sống. Lão đại, có người tới quên cổ thành quấy rối. Triệu Bân xa vào lúc, bên tai có lời nói vang vọng, truyền lại từ hắn tại phàm giới hóa thân. Ai, Triệu Bân lạnh lùng nói. Hóa thân không nói nhảm, diễn xuất một đạo màn nước. Trong đó, chính là Liễu Như Tâm cùng Thôn Thiên Thần Tử hóa thân đại chiến hình ảnh. Triệu Bân hai mắt híp lại, xác định chưa thấy qua người kia. Bất quá, dám đi quên cổ thành làm loạn, nhất định là cừu gia. Còn tốt, quên cổ thành cường giả không thiếu, đặc biệt là nhà hắn trái tim, nhiều ngày không thấy, lại mạnh không thiếu, chủy đối thủ không ngóc đầu lên được. Mạc Tái ra ngoài, canh giữ ở quên cổ thành, Triệu Bân ra lệnh. Sau đó, hắn lại phân ra không thiếu hóa thân, trực tiếp hạ phàm nhập thế. Thành tiên lộ nhanh mở, cũng không thể sai lầm. Đến nỗi đi quên cổ thành bới móc vị kia, hắn trực tiếp phục chế hình ảnh, bày tại ma vương trước mặt. Có thể thấy được qua hắn. Chưa thấy qua, ma vương mở con mắt nhìn lên, lại đóng hai mắt, nhìn hắn bản mệnh dị tượng, cùng với sử dụng thần thông, cùng tu công pháp. Nên nuốt thiên tộc người. Nuốt thiên tộc, Triệu Bân thu bức họa. Cổ hữu hung thú thao thiết, là cái tham ăn giống loài, pháp khí bí bảo, huyết mạch bản nguyên. Đối với chúng nó không nuốt, ma vương lại ăn một khỏa đan dược, tiếp tục nói, càn khôn hạo kiếp sau đó, thao thiết tuyệt tích thế gian, lại có huyết thống còn sót lại, vô tận năm tháng, diễn xuất rất nhiều chi nhánh,
mà nuốt thiên tộc, chính là một trong số đó. Triệu Bân không có hỏi lại, âm thầm nhớ kỹ cái chủng tộc này, nếu quả nhiên là bộ tộc này hạ phàm làm loạn, hắn định bất thiện, dám sờ hắn vảy ngược, vậy liền không chết không thôi. Hắn lại hiện thân nữa, đã là hai ngày sau. Trước mặt, chính là khắp nơi quạnh hưu tinh không. Cách đó không xa, nhưng là một hành tinh cổ, tên là Cửu Long Tinh, trên bản đồ có đánh dấu, đáng tiếc, tinh thần rách nát, không thấy bản nguyên, thậm chí tính mịch nặng nề, sợ là không dùng đến mấy trăm năm, liền sẽ thành lịch sử bụi trần. Thế nhưng là cái này, Triệu Bân vòng liếc mắt nhìn tứ phương, là, ngồi xếp bằng ma vương, cuối cùng là mở con mắt. Hắn sửa sang lại quần áo, bước ra một bước vĩnh hằng giới. Xong, Triệu Bân lại cho hắn lấp trở về, cũng không phải là quấy rối, là bởi vì Cửu Long Tinh chung, đi ra một người, được một kiện màu đen đại bào, toàn thân trên dưới, đều che rất nhiều kín đáo, chỉ lộ một đôi con mắt, người kia khí tức phá lệ âm u lạnh lẽo, hơn nữa ma khí trôi tràn. Ách ma, ma vương nói nhỏ. Thiên ma, Triệu Bân cũng lẩm bẩm. Trên người kia, không chỉ có thiên ma chi khí, càng có ách ma huyết sát, để cho người ta bất giác cho là, đó là ách ma cùng trời ma hợp thể, ngẫu nhiên hiển hóa dị tượng, kèm theo mê muội âm. Hai người nhìn lên, thiên ách ma như gió đi qua, quỷ dị một dạng biến mất. Triệu Bân cảm giác thác khai, không gặp lại mảy may dấu vết, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Có ý tứ. Triệu Bân thu cảm giác, nhấc chân vào Cửu Long Tinh. Chính như ngoại giới đoán, này tinh sinh linh đã khô kiệt, khắp nơi đều hoang vu một mảnh. Điểm này, cùng ngày xưa Niết Bàn Tinh rất giống, đều từng huy hoàng qua, cũng đều chịu không được tuế nguyệt phong hóa, nhìn cái kia nửa đậy tại cát vàng bên trong thành trì, mỗi một tòa đều có chuyện xưa của nó. Ma vương lại đi ra vĩnh hằng giới, dẫm lên trời. Triệu Bân liếc mắt nhìn tứ phương, cũng theo đó đuổi kịp. Trong lúc đó, hắn từng không chỉ một lần nhìn ma vương, từ vào Cửu Long Tinh, vị này thần thái, liền biểu lộ ra khá là thương tang, tựa như hắc động trong đôi mắt, khi thì còn có hình ảnh tan nát, giống như ngầm hiện, cái kia nên trí nhớ mảnh vụn, chỉ có điều tại trong mắt gây dựng lại. Cố hương của ngươi, Triệu Bân hỏi. Cố hương của nàng, ma vương âm sắc khàn khàn. Triệu Bân không hỏi lại, hoặc có lẽ là không muốn quấy rầy, một cái nàng chữ, hơn phân nửa dính dấp tình duyên. Quang cảnh rách nát như vậy, khó tránh khỏi tâm cảnh bi thương, chết đi người ấy, sớm thành bụi trần. Hai người một trước một sau, vượt qua mặt đất bao la. Mãi đến một tòa hoàng cung, ma vương mới chậm rãi quyết định thân. Cũng như trên đường gặp cổ thành, hoàng cung cũng bị cát vàng nửa che, chỉ còn dư pha tạp không chịu nổi vương đình, còn hiển lộ bên ngoài, tan vỡ trong bồn hoa, còn có như vậy vài cọng khô héo cỏ dại. Ma vương như tấm bia to, thật lâu đứng lặng. Nhậm hoàng sa bay đáng, hắn sừng sững bất động. Triệu Bân rất có nhãn lực độc đáo, giữ im lặng. Nói thực ra, thời khắc này ma vương để cho hắn rất không quen. Ta giết nàng. Ma vương cái này một lời, không biết là lẩm bẩm, vẫn là tại đối với Triệu Bân nói. Triệu Bân hơi nhíu mày, đầu óc có chút quá tải, đã hữu tình, sao nhẫn tâm xuống tay. Ma vương không có giảng giải. Nói nhiều hơn nữa, cũng bóc bất quá hắn làm qua ma đầu sự thật. Hắn xuất từ ma thần, nhưng ý thức của hắn, lại là tại cái này khai hóa, là máu tươi rửa đi ngây ngô, để cho hắn chân chính diễn xuất người tình cảm, thanh tỉnh thần trí, là huyết lâm xối ký ức. Ma vương lấy bầu rượu, nhẹ nhàng rắc vào cát vàng bên trong. Mỗi có 10 năm, hắn đều sẽ đến một lần, là tế điện cũng là sám hối. Nhớ lại cố nhân tình cảnh, vốn không cho quấy rầy. Hết lần này tới lần khác, thiên ngoại tới một cái khách không mời mà đến. Triệu Bân trách mắt lúc, đang gặp một đạo hắc ảnh hiển hóa hư vô, chính là lúc trước gặp được thiên ách ma, không ngờ trở về, cuồn cuộn ma khí, trong khoảnh khắc che nhật nguyệt vô quang. Suýt nữa nhìn lầm, càng là vĩnh hằng huyết thống. Thiên ách ma không nhìn hỗn thiên ma vương, chỉ nhìn Triệu Bân, sâu kín lời nói, tiềm ẩn rất nhiều ma lực, nghe Triệu Bân tâm thần bất ổn. Lại mẹ nó đỉnh phong tiên vương, Triệu Bân trong lòng một lời, nhìn đối phương thần thái, nghe đối phương lời nói. Rõ ràng muốn làm điểm không giảng võ đức chuyện, thí dụ như, đem hắn bắt trở về nấu. Đang khi nói chuyện, thiên ách ma tay đã từ thiên chộp tới. Thiên địa đều biến sắc, không gian sụp đổ, nhịn không được một trưởng này chi uy. Triệu Bân đương nhiên sẽ không đứng bị bắt, hắn kim quyền nắm chặt, nghịch thiên đánh đi lên. Đại thủ bị oanh xuyên. Thiên ách ma thì một cái chớp mắt nhíu mày. Nho nhỏ thái hư cảnh,
nội tình ngược lại là không tầm thường. Yên tâm nhớ lại, ta đi đổ hắn. Triệu Bân lưu lại một ngữ, nhấc chân bước lên trời. Thiên Ách Ma khóe miệng hơi vểnh, trước người diễn xuất một tấm khổng lồ mặt quỷ. Đây là một môn quỷ dị thần thông, mặt quỷ miệng lớn mở ra, rất có thôn phệ. Siêu! Đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, bị một ngụm nuốt vào. Đợi hắn hiện ra chân hình, đã ở trong Thiên Ách Ma tử phủ. Đến ngươi! Thiên Ách Ma u cười, lại tập trung vào Hỗn Thiên Ma Vương. Hắn tầm mắt không tầm thường, nhìn ra được Ma Vương cùng thần minh có liên quan. Nhưng, không chờ hắn đại thủ dò xét, liền cảm giác tử phủ đau đớn một hồi, là cái kia tiểu vĩnh hằng thể, ở trong cơ thể hắn tiểu thế giới làm loạn, đang mang theo một cái kim đao, đặt cái kia hồ bổ chém lung tung. Bé con, sao không an phận như vậy? Thiên Ách Ma cười, dữ tợn cũng xâm nhiên. Theo hắn dứt lời, hắn tử phủ phong vân đại tác, có cuồn cuộn ma sát tàn phá bừa bãi, thành một tòa lồng giam, đem Triệu Bân khóa ở bên trong, có bán thần binh không dậy nổi, ngươi chỉ là một cái thái hư cảnh. Cười cười, hắn liền không cười. Triệu công tử không chỉ có bán thần binh, còn có thần minh pháp tắc đâu. Trong nháy mắt, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, pháp tắc cũng sáp nhập vào thể phách, giao cho hắn lực lượng đáng sợ, chính là cỗ lực lượng này, để cho hắn phá vỡ lồng giam, thuận tiện còn cho Thiên Ách Ma tử phủ, đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Ngô! Thiên Ách Ma kêu đau một tiếng, cảm giác vô cùng sảng khoái. Mà giết ra Triệu Bân, lúc này đã vung mạnh đao xuống. Trăm trượng đao mang, 360 độ không góc chết bá khí. Phốc! Thiên Ách Ma đẫm máu, nửa cái thân thể đều bị chặt diệt. Hắn là mộng bức, tên oát con này ở đâu ra thần minh pháp tắc. Không thể ngờ tới một màn như thế, mới bị đánh trở tay không kịp. Cũng không sao. Hắn chính là đỉnh phong tiên vương, cảnh giới tuyệt đối áp chế. Bị thiệt lớn, hắn phải tìm chàng tử trở về. Cho ta phân ly. Nhưng Văn Thiên Ách Ma một tiếng lạnh quát, làm thước đoạt chi pháp. Đáng tiếc, hắn thần thông này không dùng được, không thể tách ra, ngược lại là Triệu công tử một đao, bổ cái tấm tấm dòng dã, đem hắn còn lại nửa cái thân thể, cũng cùng nhau bổ diệt. Ngươi đáng chết. Thiên Ách Ma tức giận, cuồn cuộn ma sát thành một mảnh uông. Dương, tịch quyển cửu thiên. Ma hải bên trong có long ngâm vang vọng, tám đầu nguy nga ma long từ bên trong gào thét mà ra. Lôi ra tám đầu tiểu rắn, làm ta sợ. Triệu Bân vượt ngang hư thiên, lăng thiên một cước, đạp tắt con thứ nhất ma long. Còn lại vài đầu, hắn nhìn cũng không nhìn, thẳng đến Thiên Ách Ma sát tới. Diệt người thi pháp, có vẻ như càng trực tiếp. Tự tìm cái chết. Thiên Ách Ma nghiến răng nghiến lợi, mi tâm ma mang lóe sáng. Đó là nguyên thần công phạt, có một thanh ma kiếm muốn chém ra. Triệu Bân ổn ép một cái, trong hai con người có màu trắng ngọn lửa nở rộ, đem Thiên Ách Ma kéo vào huyễn cảnh, cùng một trong nháy mắt, Long Uyên vượt qua không gian, mang theo quyển vạn kiếm chi uy, mổ ra hắn nguyên thần. Lại là trở tay không kịp, Thiên Ách Ma cả người cũng không tốt. Hắn sợ là chỉ có tu vi, không có đấu chiến tâm cảnh, liên tiếp bị bày hai đạo. Trái lại Triệu công tử, kế hoạch gọi là cái chính xác, không chút nào cho thở dốc lúc. Ông, vẫn là bá thiên tuyệt địa một đao, thật đem đối thủ sinh bổ. Thiên Ách Ma kêu gào, nguyên thần thể ầm vang nổ tung, hắn vẫn là mộng bức, tại Cửu Long Tinh ngủ đông nhiều năm, mới tu tới đỉnh phong tiên vương, vừa mới rời núi, liền mẹ nó bị thu thập. Mang theo phiền muộn, hắn leo lên hoàng tuyền lộ. Hắn mặc dù đi, lại có một túm quang lưu lại hư vô. Đây chính là một khỏa linh châu, lập lòe cổ lão hào quang. Ai nha? Triệu công tử thấy, con mắt ngừng lại bóng loáng. Thiên linh châu, đó là một khỏa hàng thật giá thật thiên linh châu. Thuộc về ta. Triệu Bân tay mắt lanh lẹ, tiện tay lấy ra. Tại thiên linh châu bắt tay trong nháy mắt, hắn vĩnh hằng giới oanh run lên, đó là mặt khác mấy khỏa thiên linh châu, cùng với đều có cảm ứng. Tập thể nở rộ tia sáng, đụng Triệu Bân đều không đứng vững. Trong truyền thuyết bảy viên thiên linh châu, hắn đã gom đủ. Nói là bảy viên, cũng không xác thực, chỉ vì trong đó một khỏa, là có nửa khối. Trừ này, còn có một viên là tàn phá, đến nỗi còn lại năm viên đi. Cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót, chính là không biết, có thể hay không khai thiên linh bí tàng, dù sao bảy viên thiên linh châu có hại. Siêu! Triệu Bân kinh hỉ ngoài. Mấy cái thiên linh châu không trải qua triệu hoán, một viên tiếp nối một viên bay ra vĩnh hằng giới, liền trong tay hắn viên này, cũng nhảy thoát gò bó, tựa như cực quang, vọt lên tận trời.
Đợi hắn ngửa đầu nhìn lên, bảy viên thiên linh châu, lấy tự động sắp xếp, phảng phất bảy ngôi sao, tô điểm tại thiên không. Đây là muốn khai thiên linh bí tàng sao? Triệu Bân thì thào một lời. Nói mở liền mở, tại hắn mong nhìn xem, bảy viên thiên linh châu tất cả ông rung động run lên. Sau đó, thì thấy một cánh cửa ánh sáng ầm vang mở rộng. Bởi vì hai khỏa thiên linh châu không hoàn chỉnh, hai cánh cửa cũng không toàn bộ triển khai. Dù vậy, cũng đầy đủ để cho Triệu Bân rung động. Cái cửa này, quá cao to cũng quá nguy nga, cổ lão khí tang thương, rộng rãi bàng bạc, dù hắn nội tình, đều bị đè một bước lảo đảo, thể nội xương cốt, một hồi lốp bốp. Không bằng hắn đứng vững, thì thấy quang môn oanh một tiếng rung động. Tùy theo, một cỗ không cách nào kháng cự thôn phệ chi lực, từ môn bên trong đánh tới. Bất ngờ không kịp đề phòng hắn, tại chỗ bị hút vào. Nhìn huyền không bảy viên thiên linh châu, từng cái rơi xuống, nổ thành cho bụi. Mà nửa mở cánh cửa ánh sáng, thì lại ầm vang khép kín, biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như, nó chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đến nước này, thiên địa mới rơi vào bình tĩnh. Bao la đại địa, cũng chỉ còn lại ma vương một người, còn đứng ở vương đình, theo như đá khắc pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Có lẽ là hắn tâm cảnh quá bi thương, thậm chí ý thức xa vào, nghiễm nhiên bất giác thiên linh bí tàng mở rộng, lại càng không biết Triệu Bân bởi đó mất tung ảnh. Nói đến Triệu Bân, đã rơi vào một mảnh kỳ dị thiên địa. Hắn phản ứng không chậm, trước tiên định thân, cũng là trước tiên vòng nhìn tứ phương, nghe thấy thấy, đều là vô biên hắc ám, để cho hắn bất giác cho là, lại vào không gian hắc động. Nhưng, đây không phải hắc động, theo hắn suy nghĩ, nên cái không gian đại thế giới, tự thành một càn khôn, hay là một chỗ di tích, nên tuế nguyệt quá lâu, tiêu hao hết quang minh. Nói thực ra, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn không ra thế nào một dạng. Hắn cho là thiên linh bí tàng, là một mảnh cổ lão tiên thổ, bầy đếm không hết bí bảo, kém nhất, cũng là tiên quang tung bay, dị sắc dâng lên, dầu gì, cũng nên có đạo âm vang vọng, không ngờ, đen đưa tay không thấy được năm ngón, không phải hắc động, lại hơn hẳn hắc động. Có ai không? Hắn vô ý thức hô một tiếng, tiện tay còn xách ra Long Uyên, thuận tiện, còn triệu hoán thần minh pháp tắc, chỗ này quá tà dị. Chạy ra mấy cái tả vật cũng không kỳ quái. Không ai dám ứng hắn, nhưng sâu trong bóng tối lại có quang minh chợt hiện. Đó là một vành mặt trời, bừng tỉnh giống như cửu u địa ngục mà đến, từ từ bay lên, có lẽ là nó tia sáng quá thịnh, thậm chí hướng cái kia nhìn Triệu Bân, cũng không khỏi giơ lên tay, chặn hai mắt. Bóng tối vô biên, bị Thái Dương giao cho quang minh. Triệu Bân lại ngửa đầu nhìn bầu trời, lại lấy tiên lực che lại hai mắt. Thái Dương còn tại đi lên trên, đến thương miểu tối đỉnh, mới vững vàng dừng lại, vạn đạo tia sáng phổ chiếu, triệt để khử diệt hắc ám, cho mảnh thế giới này, phủ một tầng tường hỏa áo khoác. Không phải Thái Dương. Triệu Bân hai mắt híp lại, cưỡng ép nhìn lén. Hắn phát giác ra, bên trong có dấu kỳ vật. Nghĩ như vậy, hắn nhặt tay một đạo kiếm khí, hướng thiên bổ đi lên. Cái này nhất chảm không sao, trong mặt trời đi ra một người, thấy không rõ ngũ quan. Cũng không nhìn thấy được chân dung, chỉ biết là người nam tử, thể phách anh hùng hãn, lại toàn thân đều lồng mộ quang mang, so Thái Dương càng chói mắt, hoảng Triệu Bân hai mắt bôi đen, đồng lực bị cực điểm hao tổn. Thiên linh bí tàng chủ nhân. Triệu Bân khóe mắt chảy máu, tổng cảm giác đây là một cái hố. Bất quá, cẩn thận cảm giác một phen sau, hắn lại đẩy ngã cái này giả tượng. Thái Dương không phải chân thực Thái Dương, từ bên trong đi ra người, có vẻ như cũng không phải chân chính người. Ngược lại càng giống một loại quỷ quyệt cấm chế, một khi có người đi vào, một khi mặt trời lên đến mở mịt tối đỉnh, liền sẽ xúc động trong đó càn khôn, lấy hình người hiển hóa, cũng chính là cái kia quang minh nam tử. Phanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, quang minh nam tử từ trên trời giáng xuống. Hắn thể phách trầm trọng, lúc rơi xuống đạp đại thế giới rung chuyển. Đây là muốn đánh ta à? Triệu Bân con mắt trong nháy mắt thanh minh. Hắn suy nghĩ, tất nhiên là đã được như nguyện. Quang minh nam tử giết tới, không quá mức nói nhảm, huy trưởng liền bổ. Một trưởng này như thần đao, ước chừng khai ra trăm trượng đao mang. Triệu Bân đương nhiên sẽ không đứng bị đánh, một bước vượt qua không gian, lật tay chính là một kiếm. Phía sau pao một thanh âm vang lên, tựa như kim loại va chạm, tất cả bởi vì quang minh nam tử thể phách quá cứng rắn, nếu như thép tấm, hắn chém ra một kiếm, cũng chỉ cọ sát ra một túm sáng như tuyết ánh lửa. Thật cứng rắn a. Long Uyên kiếm thể cự chiến, kiếm khí đều bị chấn diệt không thiếu. Trở về nghỉ ngơi,
Triệu Bân có phần tự giác, tiễn đưa Long Uyên vào vĩnh hằng giới, tiện tay xách ra âm dương kim đao, quang minh nam tử quá tà dị, phải bán thần pháp khí mới có thể phá phòng ngự. Đúng lúc gặp quang minh nam tử đánh tới, hắn vung đao bổ tới. Đừng nói, vẫn là bán thần binh dễ dùng, thật sự một đao phá phòng ngự. Hắn ánh mắt như đuốc, cưỡng ép thấy rõ đối phương tôn dung. Nguyên nhân chính là thấy rõ, hắn mới lông mày trao lên, Thái Dương Thần. Không tệ, là Thái Dương Thần, hắn từng tại trong Hắc Bạch Song Sát thần sách gặp qua, cái gọi là thần sách, chính là chuyên môn ghi chép thần minh, mà Thái Dương Thần hình dạng, liền cùng cái này quang minh nam tử, không có sai biệt. Cái này bí tàng, là Thái Dương Thần lưu lại, Triệu Bân nói, vẫn không quên nhìn sang treo ở thương miểu Thái Dương. Quả nhiên là tôn kia thần minh kiệt tác, vậy thì không có tâm bệnh. May Hỗn Thiên Ma Vương không có vào, bằng không thì, chắc chắn rất phát hỏa, vạn cổ phía trước, Ma Vương chính là bị Thái Dương Thần trấn áp, nói đến, hắn cùng với Thái Dương Thần, còn có chút ít tương tự, Chiến Thiên Đi từng nói qua, Thái Dương Thần là cái cuối cùng độ tế thiên tuyệt mệnh cướp, mà hắn, cũng trải qua cấp độ kia quỷ dị kiếp số, đến nay suy nghĩ một chút, đều lòng còn sợ hãi. Thật đúng là bị ngươi gọp đủ, chính xác đại khí vận. Tiếng này thổn thức, truyền lại từ Niết Bàn Tinh. Tối nay tiên giới chế tài giả, không có Khắc Mộc Điêu, đang đặt cái kia ngủ gà ngủ gật, người được quen thuộc ba động, cái này mới mở con mắt nhìn lén Càn Khôn. Thần minh đi, ánh mắt sao có thể không dùng được, một mắt liền thấy được thiên linh bí tàng, Thái Dương Thần lưu cho đời sau cơ duyên, bị vĩnh hằng thể đụng phải. Oanh, phanh, Triệu Bân cùng quang minh nam tử đại chiến, đã triệt để kéo ra màn che. Dương quang lồng mộ ở dưới đại thế giới, khoảng cách lay động, nhiều sấm sét vang dội. Hẳn là Thái Dương Thần. Như lời này, Triệu Bân nói thầm rất nhiều lần. Nhìn quang minh nam tử chỗ thì bí pháp, cơ bản đều cùng Thái Dương Thần có liên quan. Còn có dị tượng, cũng đều không rời Thái Dương màu sắc. Hắn không che giấu, mở ma đạo cùng trời sát, cũng mở tuyệt cảnh cùng kim thân, cực điểm gia trì chiến lực, bởi vì quang minh nam tử, rất mạnh rất bá đạo. Hơn nữa đánh không chết, mỗi oanh diệt một lần, liền trong nháy mắt tái tạo, so trường sinh quyết tái sinh chi lực, càng khủng bố hơn. Hắn có giác ngộ, coi như một loại khảo nghiệm. Không tới điểm gặp trắc trở, còn nghĩ cầm nơi này cơ duyên. Nghĩ đến cơ duyên, hắn nhiệt tình 10 phần, sát sinh đại thuật liên tiếp không dứt, muốn đến tạo hóa, trước tiên còn cần phải đem vị này quật ngã, không tin đánh bất diệt, luôn có một cái định giá thời hạn. Quang minh nam tử vô thần trí. Cũng vô ý thức, chỉ biết công phạt lại công phạt, Triệu Bân chiến lực toàn bộ triển khai, hắn chi khí thế, cũng mộc lấy dương quang cực tốc kéo lên, quang huy rực rỡ, chiếu khắp đại thế giới. Phốc, phốc, màu vàng huyết quang, một đạo càng so một đạo chói mắt. Đều là Triệu Bân đẫm máu, ai bảo hắn đối đầu chính là một cái bất tử bất diệt người, điểm này, cùng trời kiếp trung thần minh pháp tắc thần, có gì khúc đồng công chi diệu, chỉ cần thiên kiếp không kết thúc, pháp tắc thân liền có thể vô hạn phục sinh. Phàm là chém hắn một đao, đều vô cùng khó chịu. Còn tốt, ý chí hắn đủ kiên định, lại càng đánh càng mạnh. Tiên giới chế tài giả là quần chúng, đối với Triệu Bân cũng rất có tự tin, tưởng tượng cái kia hàng động hư kiếp, tám tôn nguyệt thần pháp tắc đều không bắt lấy hắn, càng không nói đến một cái Thái Dương Thần cấm chế. Có tốt như vậy hí kịch, tất nhiên là tìm người chia sẻ. Kết quả là, hắn kêu phàm giới cái vị kia. Nến khoảng không là một cái kính nghiệp thần minh. Có vẻ như cùng câu cá chống đối, hơn nửa đêm không ngủ được, còn đặt cái kia ngồi đâu. Nghe kêu gọi, mới tùy ý liếc qua hư vô. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một bức tranh, Triệu Bân cùng Thái Dương Thần đánh nhau hình ảnh. Đồng dạng thổn thức, nến khoảng không cũng tới một câu, cái nào đó gọi Triệu Bân oắt con, khí vận là bật hách sao. Di thất vạn cổ bảy viên thiên linh châu, vậy mà đều có thể gọp đủ. Bất quá suy nghĩ một chút, hai tôn thần liền cũng bình thường trở lại. Nguyệt thần đồ nhi đi, tất nhiên là không đi đường thường. Thiên linh bí tàng bên trong đại chiến, càng máu tanh, mặc dù có thần minh pháp tác hộ thể, Triệu Bân cũng bị trùy không thấy bóng dáng, cũng không phải là hắn không đủ mạnh, là quang minh nam tử đánh không chết. Từ khai chiến đến nay, hắn đã đả diệt đối phương hơn trăm lần, vẫn như cũng nhảy nhót tưng bừng. Nếu cái này cũng là một hồi kiếp, vậy hắn liền độ rất nhiều tốn sức. Một ngày này, hắn chân chính thấy cái gì là cứng chắc. Thái Dương Thần lưu lại thủ hộ cấm chế, có thể so sánh thiên kiếp bên trong pháp tắc thân, khó chơi nhiều, mặc hắn đánh như thế nào đều đặt xuống không ngã. Đánh, nện chết nó. Vĩnh hằng giới bên trong, Long Uyên,
tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa đều phá lệ phấn khởi. Quy củ cũ, chủ nhân phụ trách đánh nhau, bọn chúng phụ trách hò hét trợ uy. Trời không phụ người có lòng. Triệu Bân máu tươi, cũng không chảy vô ích. Đại chiến đến 800 hiệp, quang minh nam tử khí thế, hàng như vậy một phần, chiến lực, cũng như phá đê dòng lũ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hơn nữa mỗi bị đánh nổ một lần, nó tái tạo hao tốn tổn thời gian, liền trở nên càng lâu. Tại Triệu Bân mà nói, đây là một cái điểm tốt. Lại mẹ nó đánh xuống, không đợi đối phương táng diệt, hắn trước hết tan thành từng mảnh. Phá! Triệu Bân tiếng quát to này, hô lên khang bên trong tích tụ chi khí. Hắn một trưởng già thiên phủ xuống, đánh quang minh nam tử thể phách băng diệt. Lần này, hắn không lại lần nữa tố, hóa thành một mảnh quang, từ thiên giải rác. Phốc! Triệu Bân ho ra đầy máu, đứng cũng không vững. Từ ngày xưa hắc động, hắn vẫn là đầu trở về thương thảm như vậy. Lão đại, Thái Dương nổ, Long Uyên lại chui ra. Triệu Bân một bước đứng vững, ngửa đầu mong nhìn Thương Miểu. Đích xác, Thái Dương nổ, nổ thành từng sợi quang huy, như ngân hà thác nước, từ trời nghiêng tả, mỗi một sợi, tia sáng vạn trượng, mỗi một sợi, cũng như đại sơn cự nhạc giống như trầm trọng. Đó là, thần uẩn, Triệu Bân thần sắc ngơ ngẩn. Phát, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng nhảy ra ngoài. Đó là thần uẩn không thể nghi ngờ, lại là Thái Dương thần thần uẩn, đầy trời cũng là, tùy tiện sách ra một đạo, đều đầy đủ ngoại giới điên cuồng, bây giờ nhiều như vậy, không phải liền phát đi. Thiên tân vạn khổ quả nhiên không phí công, Triệu Bân ảm đạm con mắt, sinh ra dạng dỡ chi quang, bảy viên thiên linh châu, thật bắt cái đại tạo hóa, cũng không uổng công hắn đoạn đường này tìm. Đa tạ tiền bối quà tặng. Triệu Bân lột xuống áo, vận chuyển bản mệnh công pháp. Hắn như cái động không đáy, thôn tính như hút lăng thiên xuống hào quang. Mà thần uẩn, cũng không bài xích, Thái Dương thần lưu lại tạo hóa, chờ chính là người hữu duyên, mà Triệu Bân, chính là người may mắn đó, lấy vĩnh hằng thể phách, chịu tải thần minh khí uẩn. Rắc, rắc, thần uẩn nhập thể, chính là xương cốt tiếng tạch tạch. Thần uẩn sức mạnh, tại rèn luyện Triệu Bân thể phách. Rèn luyện ngoài, Triệu Bân bởi vì đại chiến tạo ra vết thương, cũng bị đều khép lại. Nếu thân thể của hắn là khô khốc đại địa, mà cái này quang minh thần uẩn chính là từng vũng thanh tuyền. Hắn khoanh chân ngồi xuống, toàn thân đều lồng mộ Thái Dương quang huy. Thân là bổn mạng của hắn pháp khí, từ đi theo thơm lây, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng rất hoạt động mạnh, lúc này, liền trong cơ thể của Triệu Bân tạo hóa thần thụ, cũng tại mượn thần uẩn rèn luyện bản thân. Tới, cái này mát mẻ. Triệu Bân là cái người dẫn đường, dẫn thần uẩn vào bản nguyên. Thần uẩn tuy không phải vĩnh hằng một mạch linh kiện, nhưng sức mạnh lại có thể làm cho vĩnh hằng bản nguyên phục cổ, vẻn vẹn ba lượng trong nháy mắt, Triệu Bân khí huyết tựa như hải lăn lộn, sinh linh lực mạnh mẽ. Chậc chậc chậc, tiên phàm hai chế tài giả gặp chi, đều đạp tay chặt lưỡi. Phủ bụi vạn cổ thiên linh bí tàng, cuối cùng là bị người cầm. Phải quang minh thần uẩn, bây giờ Triệu Bân cũng coi như Thái Dương thần nửa cái truyền thừa. Vĩnh hằng huyết thống đi. Cũng không bôi nhỏ thần minh quà tặng. Phá! Triệu Bân trong lòng một quát, cưỡng ép tiến giai, hơn nữa, là liên phá hai trọng. Hắn thái hư đệ ngũ trọng nội tình, đã mạnh đến vô cùng mức đáng sợ. Chẳng biết lúc nào, thần uẩn mới bị nuốt tận. Mà Triệu Bân thuế biến, cũng có một kết thúc. Quang minh thân! Hắn đứng dậy lúc, sử xuất cái bí pháp này. Trong nháy mắt, hắn thể phách quang mang đại thịnh, tựa như một vành mặt trời. Nuốt thần minh khí uẩn, chỗ sử dụng quang minh thân, cũng không phải lúc trước có thể so sánh, theo hắn suy nghĩ, cho dù đối thủ là tiên vương, không để ý chịu một đòn này, đều có thể bị trói mù mắt. Cái này, chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Chân chính tạo hóa, là hắn lần này niết bàn. Nội tình mạnh mẽ, thông thường hơn nữa bí pháp, cũng có thể đánh ra lực lượng hủy diệt. Không tệ, Triệu Bân cười ha ha. Mênh mông đại thế giới, cũng cùng với hắn cười. Dần dần cởi ra hắc ám. Thiên linh bí tàng tiêu tán, chống vô tận năm tháng, hóa thành lịch sử bụi trần. Triệu Bân là người chứng kiến, có một câu như vậy đa tạ, là phát ra từ linh hồn. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hắn mới quay người rời đi. Nhưng, về lại Hoàng cung Vương Đình, nhưng không thấy Ma Vương. Có đại chiến. Triệu Bân vòng nhìn bốn phía, là hỗn loạn tưng bừng bừa bộn. Rất rõ ràng, hắn vào thiên linh bí tàng sau. Nơi này có biến cố. Hắn tìm một vòng, tại trong cát vàng bay đáng, tìm được một tia huyết. Đó là Ma Vương huyết,
đến nay còn chưa khô cạn. Ngươi cũng đừng chết. Triệu Bân lúc này mở đệ tam con mắt, lấy ma vương huyết làm thôi diễn. Hắn trông thấy một mảnh mê vụ, hình ảnh tan nát, liền tiềm ẩn trong đó. Truy tìm căn bản, hắn trông thấy ma vương, cũng trông thấy một bóng người khác, là cái người khoác kim bào thanh niên, mắt sáng như sao, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chính là hắn trấn áp ma vương. Thái thượng thần tử, vẻn vẹn thanh niên mặc kim bào tôn vinh, Triệu Bân không khỏi cau mày. Xác định không nhìn lầm, tuyệt đối là thái thượng tông thần tử. Nhưng cái này không đúng a, tiểu tử kia không phải chôn ở hư ảo trước thành sao? Là đích thân hắn diệt, sao còn sống, chẳng lẽ, ngày xưa bị hắn chu sát, chỉ là một cái hóa thân? Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục làm thôi diễn. Ma vương còn sống, chỉ có điều bị bắt đi. Ngàn vạn chống đỡ. Triệu Bân cực điểm đồng lực, thôi diễn ra phương hướng. Hắn như một đạo kinh mang, thẳng đến phương kia, một đường đều đang tìm hiểu. Hắn thôi diễn một chút đều không giả, ma vương thật sự là bị thái thượng thần tử bắt đi, đã từng bá thiên tuyệt địa đại ma đầu, hết lần này tới lần khác không đầy đủ trạng thái, bị một cái hậu bối xách đi. Bản vương thật sự coi thường ngươi, ma vương lạnh lùng nói. Ngày xưa, Triệu Bân đồ thái thượng thần tử lúc, hắn nhìn rõ ràng. Thực sự không nghĩ tới, Triệu Bân tại hư ảo trước thành diệt cái vị kia, cũng không phải là bản tôn. Thái thượng thần tử u cười, cười trêu tức nghiền ngẫm. Hắn chính xác hảo vận, trùng hợp đi ngang qua Cửu Long Tinh, nắm cái yếu đuối đại ma đầu. Cái này cũng không là bình thường ma, xuất từ hỗn thiên ma thần, nếu luyện thành ma đan, tạo hóa vô hạn. Người mẹ nó chạy đi đâu rồi? Ma vương một đường đều đang thầm mắng. Cũng trách hắn, tâm thần quá xa vào, nghiễm nhiên quên đi thế sự, Triệu Bân biến mất cũng không biết, đợi hắn khi tỉnh lại, thái thượng thần tử đã giết tới, thuần thục, trực tiếp quật ngã. Chuyện này không xong, nếu có may mắn chạy trốn, định để cho thái thượng tông chịu không nổi. Vì nay, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu Triệu Bân đi tìm tới, bằng không thì, hắn khó thoát bị luyện diệt hạ tràng. Bên này, Triệu Bân theo như kinh mang, xẹt qua vũ trụ mênh mông. Hắn đệ tam con mắt, đã là chảy máu không ngừng, cưỡng ép làm thôi diễn, hao tổn không chỉ là đồng lực, còn gặp không thiếu phản phệ, thiên cơ thuật diễn tới mức này, cũng là không có cách nào. Chạy, ngươi lại chạy. Truy đến một mảnh tinh không, Triệu Bân con mắt lóe lên ánh lửa. Không cần thôi diễn, liền đã có thể ngửi được một cỗ khí tức tà ác. Đó là thái thượng thần tử, quanh thân huyết sát rong chơi, quỷ hiểu được nuốt bao nhiêu sinh linh. Ân, thái thượng thần tử đột nhiên trách mắt, liếc nhìn sau lưng. Triệu Bân có thể ngửi được khí tức của hắn, hắn đồng dạng có thể ngửi được vĩnh hằng khí huyết, nguyên nhân chính là ngửi được, hắn mới một cái chớp mắt kinh ngạc, con chim này không gảy phân tinh không, lại vẫn có thể gặp được người quen. Hắn cười, nhiều một vẻ dữ tợn. Từ xuất quan, hắn đã tìm Triệu Bân rất lâu. Hư vọng thành một trận chiến, hắn nhập thế hóa thân, chính là bị Triệu Bân diệt. Đây là một cái thù hận. Hắn phải tìm chàng tử trở về. Thật đánh giá thấp ngươi. Triệu Bân chân đạp tinh hà mà đến, một lời băng lãnh cô quạnh. Nói là đánh giá thấp, một chút cũng không quá đáng. Thái thượng thần tử bản tôn chiến lực, có thể so sánh hắn diệt cái vị kia, mạnh hơn nhiều lắm. Hàng thật giá thật tiên vương, lại giai phẩm còn không thấp. Muốn nói, hàng này giấu đi cũng thật là sâu, dùng cái này chiến lực, đủ có thể đánh đến tiên bảng trước ba, hết lần này tới lần khác thả ra một cái hóa thân. Ở giữa du tẩu, nên không ít người bị lừa. Hô! Mắt thấy Triệu công tử, ma vương thở dài một hơi. Hắn cũng không sợ chết, sợ là sợ trước khi chết, có lưu tiếc nuối trên thế gian. Hắn tìm Nguyệt Thần rất nhiều năm, liền nghĩ tìm luân hồi, phục sinh đã chết người. Đây là chấp niệm của hắn, đến chết mới thôi. Thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Thái thượng thần tử nhe răng cười, tùy theo vung cánh tay lên một cái. Tinh không một hồi cự chiến, mênh mông tiên hải bao phủ ra. Triệu Bân cường thế hơn hắn, một bước đạp diệt tiên hải, diễn xuất vĩnh sinh vương tọa. Thái thượng thần tử không sợ chút nào, thể nội một đạo tiên mang bổ ra, đem vương tọa bổ cái băng diệt. Phong! Triệu Bân một tiếng quát mắng, đầy trời chữ cổ bố liệt. Đạo gia thần thông đi, dùng để giam cầm thật tốt làm cho. Phong ta! Thái thượng thần tử cười lạnh, quanh thân quang mang đại thịnh. Đó là một loại quỷ dị quang, còn không thèm chú ý chữ cổ phong cấm, không những không nhìn, đầy trời chữ cổ lây dính kỳ quang huy, lại từng khỏa băng diệt, thành từng đóa sáng chói khói lửa.
người vĩnh hằng huyết thống, thuộc về ta. Thái thượng thần tử như quỷ mị, trong chốc lát tới người. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn tối tăm, một ngón tay đâm về Triệu Bân mi tâm. Cái này cũng là phong cấm chi pháp, không nhìn nhục thân, thẳng bức bản mệnh nguyên thần. Chanh! Thái thượng thần tử nhất chỉ như thần kiếm, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Triệu Bân nắm kỳ thủ chỉ, răng rắc một tiếng trực tiếp bẻ gãy. Còn chưa xong. Thái thượng thần tử âm hiểm cười, hai con ngươi lóe lên u quang. Đây là một đôi đặc thù đồng tử, có thể nhiếp tâm thần người. Đáng tiếc. Hắn chọn sai đối tượng. Triệu công tử thường xuyên dùng huyễn thuật hố người, làm sao không có phòng bị, sớm đã dùng luân hồi chi lực, che lại hai mắt, đừng nhìn tên kia đồng tử quỷ quyệt, lại thùng rỗng kêu to, chớ nói hỏa loạn tâm thần, liền cơ bản nhất phòng ngự cũng không phá, cho dù phá, cũng khó loạn hắn tâm cảnh. Quang minh thân. Triệu Bân trong lòng một quát, thể phách nhất thời như thái dương, vạn đạo tia sáng nở rộ. Thái thượng thần tử tại chỗ chúng chiêu, cặp kia tà dị con mắt, trong nháy mắt bị hoảng bôi đen, khóe mắt còn có máu tươi trôi tràn, hắn là bất ngờ, không nghĩ tới Triệu Bân quang minh chi pháp, càng là bá đạo như vậy, liền hắn đặc thù tiên nhãn, đều không chịu nổi tia sáng chiếu xạ. Ngươi, so ngày xưa mạnh hơn. Thái thượng thần tử cười lạnh, trước tiên phi đột. Nhân quang minh chi pháp, trước mắt hắn là một vùng tăm tối. Cũng không sao. Đây chỉ là có tính tạm thời. Bằng thần thức một dạng có thể nhìn tứ phương. Đa tạ khích lệ. Triệu Bân rút kiếm thuấn thân, phong tỏa mi tâm. Sau đó, chính là bao một thanh âm vang lên, hắn một kiếm mặc dù mệnh chung, lại không bị thương đến đối phương, duyên bởi vì tên kia chỗ mi tâm, nhiều một khối bằng bàn tay trẻ sơ sinh tấm chắn nhỏ, chính là tấm thuẫn này, đỡ được hắn tuyệt sát, thậm chí bá đạo một kiếm, chỉ cọ sát ra một túm ánh lửa. Thuấn thân đối với ta vô dụng. Thái thượng thần tử xâm nhiên cười, càng nhiều dữ tợn ác ý. Dứt lời. Thì thấy trong cơ thể hắn thoát ra một vệt ánh sáng, chuẩn xác hơn nói, là một đạo pháp tắc xích sắt, nhanh như thiểm điện, dù là Triệu Bân tốc độ, đều không thể né qua, tại chỗ bị khóa. Dẫn người đi chỗ tốt. Thái thượng thần tử sau lưng, nhiều một đạo vòng xoáy. Hắn lui vào trong đó, đem Triệu Bân cùng nhau kéo vào. Hai người lại hiện thân nữa, đã là một mảnh bên trong thành càn khôn thế giới, lờ mờ thiên địa không thấy quang minh, hư không sấm sét vang dội. Phía dưới thì liệt diễm thiêu đốt, còn có từng cái nham tương ngang dọc. Dị không gian. Triệu Bân trong lòng một lời, huy kiếm chặt đứt pháp tắc xích sắt. Nơi đây rất quỷ dị, có một cỗ thần bí lực lượng kinh khủng, cực điểm áp chế hắn tu vi, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn thái hư đệ ngũ trọng cảnh giới, sững sờ bị gọt đến huyền tiên cảnh. Cái này càn khôn, còn hài lòng. Thái thượng thần tử cười nhìn Triệu Bân. Vẫn được, Triệu Bân không thấy hàng này. Chỉ ngửa mặt nhìn Thương Miểu hư vô. Dị không gian huyền cơ, ngay tại Thương Miểu hư vô, càng là một loại thần minh cấp giam cầm, cũng không biết vị nào đại lão tu, chỉ biết đi vào người, trừ thái thượng thần tử, tất cả bị áp chế, như thế, một khi bị kéo đến cái này, liền không khác một chân vào quỷ môn quan. Cùng ta đồng hóa, liền bớt ăn đau khổ. Thái thượng thần tử đưa tay, năm ngón tay mở ra hướng Triệu Bân. Hắn điều động càn khôn, lửa nóng hừng hực mãnh liệt lăn lộn. Muốn dùng phương pháp này luyện hóa Triệu Bân, chuyện này hắn thường làm, chuyên chọn đặc thù huyết mạch hạ thủ, phối hợp hắn công pháp, làm ít công to. Nuốt ta, không sợ cho ăn bể bụng. Triệu Bân nhạt đạo, toàn thân kim mang lóe sáng. Đi ra lẫn vào, ai còn không có mấy cái treo, đối phương có thần minh giam cầm, hắn có chí tôn pháp tắc, cưỡng ép xé rách áp chế, huyền tiên cảnh tu vi, lại trở lại thái hư đệ ngũ trọng. Ngươi, thần minh pháp tắc. Thái thượng thần tử đầy mắt kinh ngạc. Đã đoán đúng, Triệu Bân phất tay áo, khử diệt lửa nóng hừng hực. Này thần vật, ta rất mừng hoan. Thái thượng thần tử ánh mắt cực nóng, như u linh tới người, một tay thăm dò vào trong cơ thể của Triệu Bân, bàn tay chữ triện khắc họa, muốn phân ly thần minh pháp tắc. Hắn tràn đầy tự tin, nhưng kết cục bất tận nhân ý. Phân ly chi pháp thật là thần thông, lại không dung chuyển pháp tắc. Mà một chốc lát này, Triệu công tử cũng không có nhàn rỗi, hắn một trưởng mổ ra hắn tử phủ, đem khốn tại trong đó hỗn thiên ma vương, cưỡng ép túm đi ra, tiện tay nhét vào vĩnh hằng giới. Thái thượng thần tử nghiến răng nghiến lợi, lại phi thân sau đột. Hắn tế bản mệnh bảo tháp, dẫn động hư vô sấm sét. Từ xa đi xem, huyền không bảo tháp, càng giống là một tòa lôi tháp, tàn phá bừa bãi lôi đình bao phủ, thêm nữa càn khôn trợ uy, khuấy động ra lực lượng hủy diệt, toàn bộ dị không gian đều cự chiến.
hắn nể mặt như vậy, Triệu Bân Từ không che giấu, trong nháy mắt hợp kim có vàng thân. Lúc trước là cố kỵ ma vương, hắn chưa xuống tử thủ, bây giờ có thể buông ra đánh. Vĩnh hằng thể chiến lực toàn bộ triển khai, bước cách vẫn là rất không lóa mắt, kình thiên đạp đất vĩnh hằng kim thân, nhìn xem có thể so sánh lôi tháp dọa người nhiều, một cái tát hô đi qua, không có mấy người đỡ được. Chấn áp, thái thượng thần tử quát to một tiếng, thúc giục lôi đình tháp. Triệu Bân cường thế hơn hắn, một cái rộng rãi bàng bạc đại xuất bi thủ, đem đánh tới lôi tháp, phung mạnh đến lên 9 tầng mây, rõ ràng có thể nghe tiếng tạch tạch, ma vương nghe tạc êm tai. Ngô, thái thượng thần tử kêu rên lui lại, trong mắt lần thứ nhất hiển lộ kinh hãi. Hắn còn đánh giá thấp Triệu Bân, lúc này mới bao lâu, lại biến mạnh như vậy. Phải biết, hắn nhưng là một tôn hàng thật giá thật đạo hư cảnh, đơn thuần bản mệnh tu vi, hắn so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, thêm nữa tại hắn dị không gian, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đã là gần như chiếm hết, như thế ưu thế, lại mẹ nó ép không được đối phương. Đạo hữu, nghĩ gì đây? Triệu Bân đã đến, Lăng Thiên một cước đạp xuống. Thái thượng thần tử tránh không kịp, mang mang hai tay kình thiên. Đừng nói, hắn vẫn thật là chặn kim thân dẫm đạp. Đại lực xuất kỳ tích. Triệu công tử tế lực chi đạo pháp tắc, cực điểm gia trì. Chân tay hắn trong nháy mắt như sơn nhạc trầm trọng, oanh một tiếng rơi xuống. Nhìn thái thượng thần tử, cũng rất lúng túng, một giây trước còn sừng sững không ngã, cái này một giây, thỏa đáng một cái chữ lớn dán đó, mặc hắn khí huyết bốc lên, nhưng chính là hướng không thoát Triệu Bân gò bó. Một màn này giống như đã từng quen biết, ngày xưa tại hư ảo bên ngoài thành, cũng là như vậy bị dẫm. Kiếp sau, đừng chọc họ Triệu, Ân. Triệu Bân lời còn chưa dứt, thì thấy thái thượng thần tử biến mất. Không tệ, là biến mất, trong nháy mắt hóa thành một tia u sương mù. Vẫn là hóa thân, ma vương nhìn nhíu mày. Triệu công tử thần sắc, cũng là phá lệ kỳ quái. Đánh hơn nửa đêm, không phải bản tôn, này liền rất đáng sợ. Đường đường tiên vương đệ ngũ trọng A. Càng là một cái hóa thân, vậy quá thượng thần tử bản tôn, tu vi cảnh giới nên cao bao nhiêu? Triệu Bân, người ta còn có thể gặp lại. Thiên ngoại, có câu quạnh lời nói lạnh như băng vang vọng. Triệu Bân hơi hơi ngước mắt, xác định nghe được âm thanh, nhưng lại truy tìm không đến hắn đầu nguồn, giải rác một lời, lại là một cái thư khiêu chiến, lần sau gặp lại, mới thật sự là đại quyết chiến. Hắn bản tôn, tuyệt không phải hạng người vô danh. Triệu Bân thu con mắt, nhìn về phía ma vương. Ma vương khẽ gật đầu, thế giới rất lớn, ngọa hổ tàng long hạng người biết bao nhiêu, tựa như thái thượng thần tử bản tôn, hắn liền chưa từng nghe thấy, theo hắn suy nghĩ, đối phương hơn phân nửa là một tôn bán thần. Triệu Bân lại không nhiều lời, phật tay mang ra truyền tống vực môn. Bên trong cơ thể ngươi quang minh thần uẩn, ở đâu ra, ma vương hỏi. Thiên linh bí tàng, Triệu Bân không giấu giếm. Vận khí cứt chó a. Ma vương hít sâu một hơi, giống như biết thiên linh bí tàng lai lịch, đúng là hắn tình nhân cũ lưu lại, cũng chính là Thái Dương Thần, năm đó, hắn còn chưa khai hóa phía trước, là từ đầu đến đuôi đại ma đầu, chính là Thái Dương Thần ra tay đem hắn chấn diệt. Bất quá, trước kia hắn cũng không chết mất, có một tí tàn hồn còn sót lại. Cũng hoặc, là Thái Dương Thần thủ hạ lưu tình, cố ý thả hắn sinh lộ. Vừa không phải bình thường chí tôn, Thái Dương Thần lưu cho đời sau. Tất nhiên là nghịch thiên đại tạo hóa, vô tận năm tháng, không biết có bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt tìm, đều không thể tập hợp đủ 7 viên thiên linh châu, thời đại này, Triệu Bân lại làm được, có thể thấy được này hàng khí vận có nhiều nghịch thiên. Triệu Bân đã khoanh chân ngồi xuống, lấy quang minh thần uẩn tẩy luyện thể phách. Ma vương là quần chúng, gặp bực này tia sáng, tựa như gặp Thái Dương Thần. Hắn cũng tìm chỗ ngồi đó, yên lặng nặng liếm tâm cảnh, mà đạo thiên âm vang vọng không dứt, đây là hắn cố ý hành động. Để Triệu Bân lắng nghe, tiểu tử này thiên phú và ngộ tính tất cả thuộc nghịch thiên, nhưng một lòng phân dùng nhiều, khó tránh khỏi một cái đốn ngộ, liền có thể phải ma đạo chân lý. Triệu Bân rất tốt học, thật sự vỉnh tai nghe xong. Ma đạo lộ còn rất dài, hắn còn chưa chân chính đi ra. Phía sau một đường, hắn đều là tại ngộ đạo trung độ qua, hơn nữa tìm hiểu không phải một loại đạo, ngoại nhân có lẽ tham thì thâm, nhưng hắn thuộc ngoại lệ, tuyệt đối kỹ nhiều không đè người. Hắn lại xuất vực môn lúc, đã là Tây Hoang địa giới. Nhắc tới cũng xảo, mới vừa lên tới liền gặp được hai người quen. Chính là lão thần côn cùng lớn mập tiên, nên vừa bị người đánh qua, cái kia mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, đặc biệt là lão thần côn, quỷ hiểu được bị ai chặt một đao, vết thương u mang bắn ra bốn phía.
tiểu tổ tông của ta à, ngươi chạy đi đâu rồi? Thấy Triệu Bân, hai người kích động kém chút khóc. Hai cái này bảo tiêu quả thực phiền muộn, từ cái này một đêm phân ly, bọn hắn có thể nói cẩn trọng, không phải đang tìm người, chính là tại đi tìm người trên đường, đem thánh tử mất, chịu trách nhiệm không nổi à. Còn tốt Triệu Bân không việc gì, nếu có sơ suất, không niệm thiên không giết chết hai người bọn họ mới là lạ. Đi tinh không đi dạo một vòng, Triệu Bân cười ha ha. Thời buổi rối loạn, người còn liên hệ giao dịch tản bộ. Lão thần côn mặt đen. Bên cạnh thân, lớn mập tiên cũng dựng râu trừng mắt, vì tìm thánh tử, hai người bọn họ đều mệt quá sức, hàng ngày ngược lại tốt, như không có chuyện gì người, liền không sợ nửa đường bị người lôi đi nấu. Phát hỏa về phát hỏa. Hai người đều ánh mắt rạng rỡ. Nhiều ngày không thấy, tên oát con này tu vi tinh tiến cái nào. Càng thuộc bản mệnh khí uẩn, phá lệ mơ hồ, dù hắn hai người tầm mắt, lại đều nhìn không thấu, chỉ vì có thần bí sức mạnh che lấp. Đây là, đạo gia thiên cơ thuật, lớn mập tiên nhéo nhéo dâu ria. Ngươi làm đạo gia con rể tới nhà, lão thần côn chọc chọc Triệu Bân. Cái này ngờ tới rất đáng tin cậy, đạo gia thiên cơ thuật, chưa từng truyền ra ngoài, nếu không phải là người trong nhà, tuyệt không có khả năng thông hiểu phương pháp này, mà lên môn con rể, có vẻ như là thuộc người trong nhà một hàng. Tự học thành tài, Triệu Bân lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Hai lão đầu nhi tất nhiên là không tin, một trái một phải, mở nghiên cứu mô thức. Không cần đến hỏi, liền biết hàng này ra ngoài tản bộ lúc, đụng không thiếu cơ duyên và tạo hóa, bây giờ nội tình mạnh để cho bọn hắn đều hãi nhiên, nhìn chung thiên tự bối một đời, chưa có người có thể so sánh, cho dù tiên bảng đệ nhất tới, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn, chính là sâu như vậy. Đây là bị ai đánh? Triệu Bân tế vĩnh hằng bản nguyên, giúp hai lão đầu nhi chữa thương. Lớn mập tiên còn tốt, lão thần côn trạng thái, cực kỳ hỏng bét. Nuốt thiên tộc, lớn mập tiên ho một ngụm máu. Nghe cái này ba chữ, Triệu Bân trong mắt ngừng lại hàn mang chợt hiện. Đang tìm bọn hắn đâu, chạm hắn vảy ngược, cái kia phải thanh toán. Đêm khuya, Triệu Bân mới thu tay lại. Vẫn là vĩnh hằng bản nguyên dễ dùng, hai lão đầu nhi đã không còn đáng ngại. Thương thế tốt. Hai người bọn họ lại đem Triệu Bân vây quanh, tựa như hai cái cùng một loại chó sù, tại Triệu Bân trên thân ngửi tới ngửi lui, càng ngửi. Ánh mắt càng thâm thúy, chỉ vì Triệu Bân khí huyết bên trong, có thần minh khí uẩn tại rong chơi, giống như ngầm phát hiện tia sáng, phá lệ chói mắt. Sao chọc nuốt thiên tộc? Triệu Bân nói, đưa tới hai bầu rượu. Đầu óc nước vào mới chọc giận bọn họ. Lão thần côn hùng hùng hổ hổ, là nhà hắn thần tử, quá mẹ hắn khi dễ người. Nuốt ta Đại La Tiên Tông bên ngoài lịch luyện mấy cái đệ tử. Nếu không phải quả bất địch chúng, sẽ làm cho tên kia nợ máu trả bằng máu. Lớn mập tiên hận nghiến răng, có lẽ là cấp hỏa công tâm, lại ho mấy ngụm tiểu huyết, một đôi lão con mắt hàn quang không ngừng. Triệu công tử sát ý, không giống như hai người yếu. Là thôn thiên thần tử trước tiên chọc hắn, nhất thiết phải tâm sự. Người ở nơi nào, Triệu Bân hỏi. Tây Hoang Cổ Thành, lão thần côn tùy ý trả lời. Nói đi, hắn mới ý thức tới không đúng, nhíu mày nhìn xem Triệu Bân. Ngươi chớ làm loạn, trong lòng ta biết rõ. Triệu Bân tiện tay mở vực môn, một bước bước vào. Gặp chi, hai lão đầu nhi gấp, vội vàng hoảng đuổi đi vào, thật không cho tìm được thánh tử, cũng không thể lại vứt bỏ, càng không thể để cho hắn hành sự lỗ mãng, nuốt thiên tộc không phải bình thường thế lực, cường giả như mây, như vậy tùy tiện giết đi qua, lại chịu một trận đánh cũng là nhẹ. Có thể thấy được qua vĩnh hằng đạo thể, Triệu Bân liếc mắt nhìn hai phía. Là có hắn nghe đồn, chưa từng nhìn thấy. Hai người đều lắc đầu. Dấu thật là sâu a. Triệu Bân trong lòng một lời, chắc chắn đối phương cũng tại tìm hắn, không làm gì được trùng hợp. Đối phương tới hồng hoang, hắn thì đi tinh không, trước sau hoàn mỹ bỏ lỡ. Bất quá đã biết được, đối phương không lâu tất hiện thân, chỉ đợi một tin tức. Mấy ngày sau, một tòa thật lớn cổ thành đập vào tầm mắt. Đó chính là Tây Hoang Cổ Thành, Tây Hoang một tòa thành lớn nhất. Cho dù là ban đêm, thành này vẫn như cũ náo nhiệt, có thể nói nhà nhà đốt đèn. Nghe không nghe nói, lúc minh lại đồ một tôn bán thần. Chân chính thần hắn đều diệt qua, giết bán thần chuyện nhỏ. Phượng Ngâm gần nhất cũng rất hung, mấy đại thánh địa cũng không dám ra ngoài môn. Vừa đi vào Tây Hoang Cổ Thành, liền nghe huyên náo tiếng nghị luận, vẫn là những cái này quán trà tử quán. Vẫn là những cái này hiếm có bát quái nhân tài, ban đêm tụ tập, đặt cái kia phun lớn đặc biệt phun. Lúc Minh được thả ra, Triệu Bân trong lòng thầm nhủ.
còn có yếu ớt lão đạo sư Tôn Phượng Ngâm, lại cũng xuất quan. Hai cái này thế nhưng là ngoan nhân, bị bọn hắn để mắt tới, có thể sống yên ổn mới là lạ. Tiểu tử, chớ làm loạn. Như lời này, lớn mập tiên cùng lão thần côn một đường đều tại nói. Nhân ngôn nghé con mới đẻ không sợ cọp, Triệu Bân liền thuộc một trong số đó. Ta lại không ngốc, Triệu công tử truyền âm nở nụ cười. Sau đó, hắn mới bổ nửa câu sau, người ở đó. Ai đây hiểu được, lớn mập tiên xủy tay. Hơn phân nửa sớm đã đi, lão thần côn nói. Triệu Bân không hỏi lại, biết hai cái này tại đánh liếc mắt đại khái, mục đích rõ ràng, không muốn sinh sự đoan, dù sao đây là Tây Hoang, Phi Tiên Tông địa bàn, bại lộ thân phận, sẽ rất nguy hiểm. Bất quá! Hắn có dựa dẫm, thần minh pháp tắc chính là át chủ bài. Thực sự làm bất quá đối phương, có thể nhập hắc động tị nạn. Nhưng, vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, hai lão đầu nhi đều im lặng không nói, hơn nữa phần lớn thời gian, đều tại đánh liếc mắt đại khái, liền sợ hàng này vừa xung động, đi tìm thôn thiên thần tử hẹn đánh nhau. Đương nhiên, bọn hắn đến nay còn dừng lại ở đây, tất nhiên là lòng có tính toán. Đối phương nhiều người, bọn hắn chơi không lại, nhưng nếu một ít người lạc đàn, vậy thì nói khác, nuốt hắn tiên tông đệ tử, cái kia phải tìm một chút lợi tức trở về, điều kiện tiên quyết là, phải có cơ hội mới được, trước đó, điệu thấp mới là thượng sách, đối với Triệu Bân giấu giếm cũng rất có tất yếu. Ân, đi tới một chỗ, Triệu Bân đột nhiên định rồi thân, lại lông mi hơi nhíu. Không trách hắn như thế, chỉ vì phía trước một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Gì sức mạnh đâu, minh hồn chi lực. Hắn cảm giác rõ ràng, là minh hồn chi lực không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nhíu mày, hắn minh hồn chi lực, sớm tại trước kia Diệu Ngữ táng thân lúc, đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ sao lại hiển hóa, tới còn không có dấu hiệu nào. Ngươi là muốn tại đường cái ngộ đạo sao? Gặp Triệu Bân xử cái kia bất động, hai lão đầu nhi tất cả xem ra. Triệu Bân không đáp lời nói, dứt khoát đóng con mắt, cực điểm nội thị thể phách. Xem xét như vậy, hắn không chỉ trông thấy minh hôn chi lực, còn nhìn thấy minh hôn khế ước, tuy là vô hình vô tướng, thế nhưng đạo lạc ấn, lại chân thực tồn tại, hắn có thể rõ ràng bắt được. Sao sẽ như thế? Triệu Bân mở con mắt lúc, đầy mắt mê mang chi quang. Khế ước hiển hóa, chẳng lẽ Diệu Ngữ còn sống? Nghĩ tới đây. Hắn vô ý thức vòng nhìn bốn phía, vô tận thị lực tìm. Thật lâu, ánh mắt của hắn mới tại rơi vào trên người một người, đó là một cái được hắc bào lão giả, đang từ đối diện đi tới, cách hắn càng gần, minh hôn chi lực liền sao động lợi hại. Chính là hắn. Triệu Bân yên lặng mở tiên nhãn, hai mắt cũng theo đó híp lại. Đáng tiếc, đối phương che quá kín đáo, khó mà nhìn xuyên hắn tử phủ. Không nhìn thấy được không có chuyện gì, hắn động đạo ra thiên cơ thuật, lấy minh hôn khế ước làm căn cơ, lấy minh hôn chi lực làm môi giới, cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu, đem che lấp nhìn lén mê vụ tầng tầng đẩy ra. Hắn suy đoán không kém, khế ước căn nguyên, thật sự là áo bào đen lão giả. Hắn không buông lỏng, liều mạng thiên cơ thuật phản phệ, trời mệnh làm thôi diễn. Cuối cùng, hắn mở tầng cuối cùng mê vụ, trông thấy một bóng người xinh đẹp, mặc dù mơ hồ không chịu nổi, nhưng hắn vẫn có thể một mắt nhận ra, là Diệu Ngữ, là hắn tại phàm giới kết minh hôn thê tử. Thật còn sống, Triệu Bân thần sắc ngơ ngẩn. Trước kia, hắn là nhìn tận mắt Diệu Ngữ hồi phi yên diệt. Tuế Nguyệt ung dung hơn 100 năm, hắn không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Đi đâu, lão thần côn chọc chọc Triệu Bân. Triệu Bân không có gì đáp lại, quay người đi theo áo bào đen lão giả. Diệu Ngữ liền tại đây hàng tử phủ, lại bị khóa rắn rắn chắc chắc. Nếu không phải trong thành cấm đấu nhau, bằng không thì, sớm tại hắn trông thấy Diệu Ngữ một chớp mắt kia, liền đã xách ra hỏa khai kiền. Thế nào thần thần thao thao? Lớn mập tiên một tiếng nói thầm, cũng đi theo. Vẫn là lão thần côn ánh mắt cay độc, theo Triệu Bân ánh mắt, phong tỏa hắc bào lão giả kia, Triệu Bân theo dõi chính là người kia, là người quen. Cũng hoặc trên người kia có bảo bối. Chớ nhìn hắn chằm chằm, để tránh đối phương phát giác. Triệu Bân nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hai lão đầu rất tự nhiên thu ánh mắt. Hắn tử phủ nhốt một người. Hảo hữu của ngươi. Chí thân, Triệu Bân nói. Nghe ngóng, hai lão đầu nhi mi già trao lên. Đã Triệu Bân nói, bọn hắn tử vô điều kiện tin tưởng. Để tránh đả thảo kinh xà, hai người đều cùng Triệu Bân tận lực giữ vững khoảng cách, mà Triệu Bân, thì so với hai người bọn họ càng cẩn thận, khi thì vừa đi vừa nghỉ,
cho dù ai nhìn, đều giống như một cái du khách, hắn phong tỏa đối phương, còn cần thiên nhãn, khắc xuống mấy chục đạo truy tung ấn ký. Hắn đang chờ, chờ áo bào đen lão giả ra khỏi thành. Nếu đối phương hành vi làm loạn, nếu Diệu Ngữ nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không để ý ở trong thành động thủ. Có lẽ là bọn hắn cùng bí mật, áo bào đen lão giả không có chút nào phát giác. Hắn sợ là muốn đi xa nhà, vào trong thành, liền vào truyền tống trận. Đuổi kịp. Triệu Bân một bước đuổi vào truyền tống trận. Lớn mập tiên cùng lão thần côn cũng không phân tuần tự. Chờ, ta trước tiên ngăn chặn hắn. Lão thần côn cất tay, đi mau mấy bước. Vượt qua hắc bảo nhân, hắn mới chậm lại bước chân. Theo lão phu một đường, muốn cái gì là. Không đợi Triệu Bân cùng lớn mập tiên hướng phía trước góp, liền nghe áo bào đen lão giả nhàn nhạt một lời. Lời này vừa ra, ba người tập thể nhíu mày, thì ra đối phương đã sớm phát hiện bọn hắn. Cũng không đại sự gì, chính là muốn tìm ngươi muốn một cái người. Đã bị nhìn thấu, đi ở đằng trước lão thần côn, cũng sẽ không che giấu, dứt khoát xoay người qua, đối mặt áo bào đen lão giả. Một mặt này đúng không quan trọng, vốn là đạp tay hắn, hai đầu cánh tay cũng không đủ sức rũ tiếp, trong mắt không gặp lại ánh mắt, biểu lộ ra khá là trống rỗng, còn có thần thái, cũng thành thất thần. Nhìn lên liền biết, đã trúng huyễn thuật. Đã trúng ai huyễn thuật đâu, tất nhiên là áo bào đen lão giả. Gặp chi, Triệu Bân cùng lớn mập tiên tất cả nhíu mày. Lão thần côn chiến lực cùng nội tình đều không tầm thường, mà lại còn là hàng thật giá thật tiên vương đỉnh phong, lại không có dấu hiệu nào trúng chiêu, cái này áo bào đen lão giả đạo hạnh, nên cao bao nhiêu. Bán thần. Hai người kinh dị trong nháy mắt, áo bào đen lão giả đã chuyển thân. Cái này, hắn nhìn chính là lớn mập tiên. Cũng như lão thần côn, cùng với đối mặt sau, lớn mập tiên cũng bị kéo vào huyễn cảnh. Triệu Bân lại kinh hãi, hàng này cũng quá nghiêu bức, nửa chiêu cũng không ra, liền thu thập hai tôn đỉnh phong tiên vương. Đến ngươi, áo bào đen lão giả nhạt đạo. Bốn mắt đối mặt, Triệu Bân lúc này mới nhìn thấu manh mối, đối phương tịch mịch trong mắt, lại có một tấm mặt quỷ diễn hóa, dữ tợn đáng sợ, vặn vẹo không chịu nổi, có một loại mê hoặc tâm thần con người ma lực. Bất quá, hắn cũng không phải lớn mập tiên cùng lão thần côn. Hắn có chí tôn pháp tắc hộ thể. Càng thêm quang minh thần uẩn, cơ bản miễn dịch huyễn thuật. Ai nha? Gặp Triệu Bân con mắt thanh minh, áo bào đen lão giả có chút phiền muộn. Hai tiên vương đều nghỉ cơm, tên tiểu bối này còn không thèm chú ý hắn thần thông. Tiên bối hảo thủ đoạn. Triệu Bân tiên khu run rẩy, thể nội có hai đạo ánh sáng bay ra, phân biệt đánh về phía lớn mập tiên cùng lão thần côn, đem hai cái này mơ hồ lão tiền bối, túm ra huyễn cảnh, không niệm thiên cho hắn tìm hai cái này bảo tiêu. Thật có ý tứ, thời khắc mấu chốt, sao chả như xe bị tuột xích nữa nha. Hô! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.